Khang Nhân Lương thực ra cũng không có gì phải lo lắng. Mình đã từng này tuổi, nếu cứ như thế này 3-4 năm nữa thì mình không còn có thể tiến bộ nữa. Theo sắp xếp thân sơ hiện nay của Lăng Chính Dược, mình tuyệt đối không có hy vọng tiến vào vòng tròn của Lăng Chính Dược. Nói cách khác, không chừng hết khóa này Lăng Chính Dược sẽ tính tới việc đuổi mình sang Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh. Cùng với việc ngồi chờ chết không bằng đánh cuộc một phen. Đây là suy nghĩ của Khang Nhân Lương. Triệu Quốc Đống không phải kẻ vô dụng, hắn mới đến nên dù Dương Kính Quang có đứng về phía hắn, nhưng Dương Kính Quang mới làm phó chủ tịch thường trực chưa lâu, căn cơ không đủ sâu, bọn họ cần có phó chủ tịch tỉnh nhiều thâm niên ủng hộ, phối hợp. Nhất là khi Long Ứng Hoa là cái đinh của Long Ứng Hoa cắm bên ủy ban tỉnh, mà Khang Nhân Lương cũng không muốn cứ thế ngồi ở vị trí hiện nay. Đời người có mấy cơ hội như vậy chứ? Khang Nhân Lương quyết định phải mạo hiểm. Thực tế quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Khang Nhân Lương vẫn duy trì khá tốt. Trước đây lúc Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, quan hệ hai người khá tốt, chẳng qua quan hệ này còn kém so với Hàn Độ cùng Dương Kính Quang một bậc, nhưng cũng là quan hệ gần, giống như quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Cam Bình. Bây giờ Khang Nhân Lương chủ động dựa vào, Triệu Quốc Đống đương nhiên muốn tìm còn không được. Quan hệ giữa hai người nhanh chóng nóng lên. Hai hôm trước khảo sát đến khảo sát Nam Hoa, thị xã có ngành sản xuất nông nghiệp lớn nhất tỉnh cũng chính là do Khang Nhân Lương tự mình đi cùng. Trước khi Khang Nhân Lương tới ủy ban tỉnh thì cũng từng là phó bí thư thị ủy Nam Hoa, là cán bộ trưởng thành ở Nam Hoa. Không ít cán bộ cấp chính huyện Nam Hoa bây giờ là nhân viên cũ của Khang Nhân Lương. Triệu Quốc Đống ngồi vào chỗ của mình nhìn quanh một vòng. Bộ máy ủy ban tỉnh đã tới đông đủ, đây là lần đầu hắn chủ trì hội nghị thường trực ủy ban tỉnh, hôm nay có vài hạng mục cần nghiên cứu. Bộ máy ủy ban tỉnh tổng cộng có 9 người, ngoài Triệu Quốc Đống, phó chủ tịch thường trực tỉnh Dương Kính Quang, thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch tỉnh Long Ứng Hoa, phó chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương, Tào Ninh, Hoàng Trì, Dương Thiếu Bằng, trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh Mai Cửu Vinh. Theo yêu cầu của Trung ương thì ủy ban tỉnh An Nguyên cần có 7 phó chủ tịch tỉnh, bây giờ mới có 5, thiếu 2 phó chủ tịch. Mà một suất trong đó sẽ dành cho người không thuộc đảng. Triệu Quốc Đống trước khi tới An Nguyên đã cân nhắc tình hình của An Nguyên. Sau khi Lăng Chính Dược tới An Nguyên đã tạo ra cơn gió lốc. Từ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy và thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh, trung ương đều ủng hộ Lăng Chính Dược, không lý nào hắn đến làm chủ tịch tỉnh lại không có chút quyền quyết định nhân sự nào cả, khiến cho hắn một mình một ngựa. Hắn đã hỏi qua Qua Tĩnh vấn đề này nhưng Qua Tĩnh không trả lời thẳng, chỉ nói trung ương có cân nhắc, bảo hắn không nên quá lo lắng. Nhưng câu trả lời này đủ để Triệu Quốc Đống hài lòng. Hắn tay không xuống An Nguyên. Dù hắn là cán bộ trưởng thành từ An Nguyên thì cũng cần phải có vài người giúp mới được. Trung ương chắc không cho rằng mình có thể lật trời lật biển, một mình có thể xử lý tốt mọi việc chứ. Triệu Quốc Đống cho rằng muốn nhanh chóng thực hiện ý đồ của mình thì cần phải có cấp phó có quan điểm thống nhất với mình. Điều này rất quan trọng. Trương Hoành Vĩ không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất trong mắt Triệu Quốc Đống. Nhưng quyền quyết định không trong tay hắn, hắn chỉ có thể đề cử, hơn nữa chỉ có thể thông qua quan hệ mà trình bày. Cho nên Triệu Quốc Đống trước khi rời khỏi Bắc Kinh đã trao đổi thẳng thắn với Trương Hoành Vĩ về vấn đề này. Quyển 19, chương 51. Hội nghị thường trực ủy ban tỉnh thường thường nửa tháng tổ chức một lần, nếu không có chuyện đặc biệt thì thường chọn vào chiều thứ hai, đây là quy định đặt ra nhiều năm, bình thường do chủ tịch tỉnh hoặc phó chủ tịch thường trực chủ trì. Các thành viên bộ máy ở nhà và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đều phải tham gia, mặt khác cũng còn có vài cố vấn tham gia. Nội dung chính hội nghị lần này chủ yếu bàn về vấn đề xây dựng Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Hàng Thiên, Miên Châu, đây là bộ phận chính của hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê. Hiện nay quy hoạch đã có, công tác giải phóng mặt bằng về cơ bản đã kết thúc. Hiện nay chính là xây dựng cơ sở vật chất, tỉnh còn có vài điểm chưa đồng ý do đầu tư quá lớn. Đây vốn là hạng mục do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng cùng Ủy ban tỉnh An Nguyên cùng tiến hành, nhưng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng COSTIND cuối năm sẽ hoàn thành xong chức trách, hầu hết chức năng chính giao cho Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin MIIT đang chuẩn bị được thành lập. Vì thế tiến độ xây dựng từ cuối năm trước đã chậm đi, nhất là đầu tư không tới khiến cho Miên Châu rất lo lắng. http://en.wikipedia.org/wiki/comiss.26pamd-2mvns. Miên Châu vì thế cũng chuyên môn báo cáo nhiều lần với tỉnh, yêu cầu Ủy ban tỉnh tham gia xây dựng cơ sở vật chất hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê trước, sau đó cũng tích cực liên lạc với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đang thành lập để được ủng hộ,
trách cho hạng mục có sức ảnh hưởng đối với Miên Châu thậm chí cả An Nguyên vì cải cách thể chế mà bị kéo dài. Mọi người bàn một chút, báo cáo của thị ủy, ủy ban Miên Châu tôi đã xem qua, đây đã là phần thứ ba, tôi cũng đã xem ý kiến phê duyệt của bí thư chính dược, xin mời ủy ban tỉnh chăm chú nghiên cứu công việc này, kết hợp tình hình thực tế của tỉnh ủng hộ mạnh. Thị ủy ban Miên Châu cần tích cực phát huy tính chủ động, thiết thực xây dựng tốt hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê. Bí thư chính dược rất coi trọng công việc này. Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua ý kiến của Lăng Chính Dược, rất hàm hồ. Điều này có nghĩa hắn không quá tán thành việc tỉnh gánh vác trọng trách chin mà phải do Miên Châu làm quân chủ lực. Hôm trước Bối Thiết Lâm có tới gặp Triệu Quốc Đống, mục đích chính là nói tới vấn đề tài chính, thứ hai là xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê. Hiện nay Miên Châu đã đầu tư gần 1 tỷ, đang toàn diện xây dựng cơ sở vật chất nhưng tài chính vẫn quá thiếu. Mà ngân hàng địa phương cũng thay đổi thái độ khi biết tin Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sắp thành lập không quá hào hứng với hạng mục này nên thái độ khác hẳn, vài hợp đồng tín dụng chuẩn bị được ký lại không được thông qua. Theo như Bối Thiết Lâm nói thì hạng mục này liên quan tới sự phát triển của Miên Châu trong 10 thậm chí 20 năm tới. Hơn nữa hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê cũng sẽ phát huy tác dụng đối với cả khu vực An Tây Bắc, thậm chí là cả An Nguyên trong vấn đề phát triển các ngành nghề mang tính khoa học kỹ thuật cao. Ở vấn đề này Bối Thiết Lâm không hề kiêng kỵ nói tầm nhìn của tỉnh ủy quá ngắn, còn có thể mang thành kiến cá nhân. Triệu Quốc Đống cũng hiểu ý của Bối Thiết Lâm. Lăng Chính Dược không hứng thú với hạng mục lớn mà trước đây Ứng Đông Lưu kéo về, nhất là Viện Nghiên cứu Thiết bị Cơ điện Hàng không, Viện Nghiên cứu Hạt nhân phía Nam tham gia hạng mục này đều rộng miệng, không những yêu cầu lớn về diện tích đất, cũng yêu cầu quy cách phương tiện trụ cột rất cao, mà đây lại yêu cầu do hai cấp tỉnh thành phố phụ trách. Sau khi Lăng Chính Dược đến làm bí thư tỉnh ủy, y tỏ vẻ không đồng ý với vấn đề này, chỉ thị cho Long Ứng Hoa phụ trách quản lý đất đai, xây dựng cùng giao thông đẩy việc này sang cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng, cuối cùng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng đáp ứng đầu tư một phần tài chính giải quyết xây dựng phương tiện trụ cột và thu hồi đất nhưng đây cũng coi như chôn mầm mống bất hòa. Cho nên khi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng sẽ sát nhập vào Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, bọn họ lấy danh nghĩa này chậm đầu tư. Mà mấy viện nghiên cứu kia cũng căng thẳng với Ủy ban tỉnh An Nguyên do xây dựng quá chậm, điều này làm hạng mục lớn được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt gặp nguy cơ. Nghe nói tỉnh Tương đang bí mật liên lạc mấy viện nghiên cứu kia, chấp nhận cung cấp đất, phương tiện trụ cột và chính sách ưu đãi, trợ cấp tài chính để hy vọng bọn họ kéo sang tỉnh Tương. Tin này làm Bối Thiết Lâm rất khẩn trương. Ở vấn đề này Bối Thiết Lâm đã thảo luận gần 2 tiếng với Triệu Quốc Đống. Hy vọng Ủy ban tỉnh có thể phát huy tác dụng chủ đạo ở vấn đề này, tích cực phối hợp với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sắp thành lập, giao tiếp phối hợp với mấy đơn vị kia đảm bảo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, nói trắng ra là hy vọng có thể cứu vãn quan hệ vốn không hài hòa giữa An Nguyên và mấy đơn vị kia, làm hạng mục có thể một lần nữa khởi động lại. Triệu Quốc Đống không vỗ ngực với Bối Thiết Lâm, dù sao thân phận của hắn đã khác. Chuyện Lăng Chính Dược không đồng ý. Hắn cần phải suy nghĩ rất kỹ nhưng về quan điểm cá nhân thì hắn hoàn toàn ủng hộ hạng mục này. Hạng mục như hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê còn tốt hơn nhiều so với các hạng mục giao thông, công nghiệp bình thường nhiều. Mặc dù nói hạng mục giao thông, công nghiệp đầu tư lớn, thấy hiệu quả nhanh, sau khi xây dựng xong sẽ nhanh chóng sinh ra hiệu quả kinh tế, mà hạng mục như hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê chẳng những xây dựng lâu dài, yêu cầu cao về tài nguyên nhân lực, cơ sở vật chất. Xây dựng xong cũng không đem lại hiệu quả GDP mà chính quyền địa phương mong đợi. Nói khó nghe có thể chờ xây dựng xong thì chủ quản nơi đó chưa chắc đã còn tại vị. Nhưng hạng mục này có liềm dây dây xi đối với sự phát triển của một địa phương hơn xa hạng mục giao thông, công nghiệp. Miên Châu có tài nguyên nhân lực và thực lực nghiên cứu khoa học ở tỉnh chỉ thấp hơn An Đô, nhất là nghiên cứu về thiết bị hàng không, cơ điện và năng lượng hạt nhân đứng hàng đầu cả nước. Lần này Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng kéo các đơn vị tập trung lại để chuẩn bị xây dựng một trụ sở nghiên cứu khoa học, đây có thể nói là cơ hội lịch sử của Miên Châu thậm chí là An Nguyên. Nhưng chính cơ hội này lại biến thành hiện trạng như bây giờ. Triệu Quốc Đống vẫn đau đầu vì việc này. Hắn cũng đã tìm hiểu kỹ quy hoạch xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, không thể không nói là đầu tư rất lớn. Hiện nay quốc gia đã có ý điều chỉnh phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật. Chỉnh hợp tài nguyên nghiên cứu khoa học, Triệu Quốc Đống lúc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng biết ý đồ này, mà hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê chính là một thí điểm. Triệu Quốc Đống có thể khẳng định sau khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin thành lập xong thì hạng mục này sớm muộn có thể khởi động,
bây giờ chẳng qua cả tổ nên tạm thời trì hoãn. Nhưng bên trên có thể chờ, phía dưới cũng không thể chờ, có thể nói hành lang khoa học kỹ thuật tỳ bà khế ích xong sớm một ngày thì Miên Châu thậm chí An Nguyên có lợi sớm một ngày. Nhất là càng về sau thì sức ảnh hưởng của hạng mục này càng lớn. Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ nguyên nhân mà Lăng Chính Dược không coi trọng hạng mục này. Thứ nhất đúng là do trước đó do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng đưa ra điều kiện quá ngặt nghèo với chính quyền hai cấp tỉnh, thành phố của An Nguyên. Bên An Nguyên phải gánh vác nghĩa vụ quá lớn, nhất là chi phí giải phóng mặt bằng về cơ bản do chính quyền địa phương gánh vác, khoản này là rất lớn. Hơn nữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng ra vẻ công chúa không lo không lấy được chồng nên làm bên An Nguyên khó chịu. Vì thế mới có việc Lăng Chính Dược yêu cầu một lần nữa tiến hành đàm phán lại với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng. Thứ hai là do hạng mục này xây dựng trong thời gian dài, có lẽ 3 đến 5 năm không nhất định thấy được hiệu quả. Mà bây giờ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng lại sắp cải tổ, vài thỏa thuận mang tính hợp tác có thể bị hủy, nó càng khiến Lăng Chính Dược lo lắng hơn. Đương nhiên cũng có thể có nguyên nhân là hạng mục này do Ứng Đông Lưu kéo về. Nếu Ủy ban tỉnh An Nguyên không tham gia, hành lang khoa học kỹ thuật tỳ bà khê này rất có thể thành kế hoạch mang tính tai nạn. Bây giờ Miên Châu đầu tư không ít, nếu gác lại cũng có nghĩa đầu tư trước đó không mang lại hiệu quả gì, thậm chí sẽ bị coi là quyết sách sai lầm gây lãng phí lớn, dù là ai cũng không thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Phòng hội nghị rất yên tĩnh, mọi người thực ra đều biết nội dung chính hội nghị hôm nay là bàn về hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật tỳ bà khê. Mà trong đó chỉ có một vấn đề chính là tỉnh có nên ủng hộ Thị ủy, Ủy ban Miên Châu tiếp nhận đẩy mạnh hạng mục đang trì trệ hay không. Đương nhiên ủng hộ là mang tính thực chất chứ không phải chỉ là nói mồm. Dương Kính Quang viết loạn trên quyển sổ, đây là thói quen của y. Y muốn dùng cách này để tự hỏi. Quyển 19, chương 52. Dương Kính Quang biết Bối Thiết Lâm vì hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật tỳ bà khê này mà chạy lên tỉnh không biết bao lần. Trước khi Triệu Quốc Đống tới An Nguyên, Bối Thiết Lâm vẫn chạy, tới chỗ mình cũng không dưới 3 lần nhưng Dương Kính Quang cũng lực bất tòng tâm. Tần Hạo Nghiên không tỏ thái độ, y là phó chủ tịch thường trực tỉnh có thể thế nào. Hơn nữa Lăng Chính Dược cũng rõ ràng biểu lộ ra trong tỉnh không phải không muốn thúc đẩy hạng mục mà việc này phải do Miên Châu phụ trách chính, tiếp tục giao tiếp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng mặc dù sắp sát nhập nhưng chức năng và thủ tục sẽ do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin phụ trách. Tỉnh có thể giúp Miên Châu tích cực giao tiếp với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Bí thư tỉnh ủy có thái độ như vậy, đương nhiên là thông qua Long Ứng Hoa truyền lại, những người khác ai dám mạo hiểm gây chuyện. Dương Kính Quang cảm thấy Triệu Quốc Đống không đồng ý với chuyện này, y nhận ra nguy cơ. Triệu Quốc Đống đến chưa đầy tháng mà vì việc này mà có tranh chấp thì từ góc độ nào mà nói cũng không thích hợp. Mấy hôm trước lúc nói chuyện, Dương Kính Quang cảm nhận rõ hùng tâm và tự tin của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống sẽ không quan tâm ai, chỉ cần là chuyện hắn xác định thì không ai có thể ngăn cản. Chuyện này vốn hoàn toàn có thể kéo dài nhưng không chừng Triệu Quốc Đống sẽ kiên trì ý kiến của mình. Trước đại hội đảng không nên có bất cứ mâu thuẫn công khai nào cả. Thấy Triệu Quốc Đống nhìn tới, Dương Thiếu Bằng không khỏi có chút buồn bực. Y biết chuyện này mình không thoát thân được, cuối cùng còn phải rơi vào đầu mình. Y có chút oán hận nhìn Long Ứng Hoa ở bên kia. Long Ứng Hoa bây giờ đã điều chỉnh phân công quản lý công nghiệp, mà đất đai, giao thông cùng xây dựng giao vào tay mình. Ý kiến của Lăng Chính Dược ở đó, Long Ứng Hoa là người chấp hành. Từ lúc hắn phân công quản lý đất đai, giao thông cùng xây dựng vẫn rất chấp hành ý kiến của Lăng Chính Dược tới khi không phụ trách quản lý nữa thì vẫn như cái đinh để đó. Chủ tịch tỉnh, bên phía Miên Châu đã tìm tôi vài lần, bí thư, thị trưởng Miên Châu cũng thảo luận cùng tôi vài lần. Ý của tỉnh là rất rõ ràng. Do Miên Châu phụ trách chính, tích cực phối hợp ngành tài chính, lúc cần thiết có thể thu hút giới kinh tế tư nhân tiến vào tham gia hạng mục, tỉnh chủ yếu phụ trách giúp đỡ phối hợp, nhưng bây giờ xem ra hiệu quả không tốt lắm. Dương Thiếu Bằng trầm ngâm một chút rồi nói. Kinh tế Miên Châu mấy năm qua không quá khởi sắc, bọn họ hy vọng lợi dụng hạng mục này thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, điều này tỉnh có thể giải thích. Nhưng chủ và thứ phải phân chia rõ ràng. Ở vấn đề này trước đây Chủ tịch Tần cũng kiên trì với thái độ đó. Chẳng qua tình hình hiện nay đã có vài thay đổi, mấy viện nghiên cứu đều rất không hài lòng về tiến độ thi công ở Miên Châu, ngoài ra có lời đồn viện nghiên cứu vật liệu hàng hải cũng có ý nhảy vào hành lang khoa học kỹ thuật tỳ bà khê này, vì thế tôi cảm thấy tình hình nếu có vài biến hóa thì có thể nghiên cứu lại một lần nữa. Long Ứng Hoa lạnh lùng nhìn Dương Thiếu Bằng. Người này là một kẻ cháo trở.
Ở vấn đề hắn làm phó chủ tịch tỉnh tuy bí thư Lăng không có bao tác dụng nhưng trên thực tế cũng không ngăn cản gì Dương Thiếu Bằng, nếu không chức phó chủ tịch tỉnh đâu dễ vào tay như vậy. Ở thời đại Tần Hạo Nghiên thì hắn biểu hiện khá quy củ, nhưng Triệu Quốc Đống vừa tới thì thái độ của hắn đã có biến hóa. Theo Long Ứng Hoa thấy thái độ của Dương Thiếu Bằng rõ ràng là vẫy cờ với Triệu Quốc Đống. Gì mà tình hình biến hóa nên cần nghiên cứu một lần nữa. Hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê vốn xác định do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng phụ trách chính, bên An Nguyên chỉ là hỗ trợ, phối hợp mà thôi. Mà tỉnh sớm giao cho Miên Châu tiến hành việc này, đây là nguyên tắc sớm xác định, không ai có quyền thay đổi. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng sắp bị sát nhập nhưng không có nghĩa hạng mục sẽ chết hiểu, chủ yếu là tiến độ bị trì hoãn mà thôi. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sang đầu năm tới sẽ chính thức thành lập, tức lúc ấy hạng mục nhất định sẽ một lần nữa tiến hành trở lại. Đừng nói Bí Thư Lăng, ngay cả bản thân Long Ứng Hoa cũng không thích gì các điều kiện hà khắc của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng. Loại hạng mục khoa học kỹ thuật này nhìn thì vẻ vang. Gì mà xúc tiến kinh tế địa phương thăng cấp, đó đều là mặt ngoài. Người được lợi chính thức là mấy đơn vị vì giá đất rẻ, bảo sao các đơn vị này càng lúc càng tham lam, yêu cầu với địa phương càng lúc càng cao. Theo Long Ứng Hoa thấy đây là được voi đòi tiên, không tính tới năng lực thừa nhận của địa phương. Bây giờ giá đất rất cao, Miên Châu cho nhiều đất như vậy chính là hy ính lợi ích địa phương, cũng không biết thị ủy, ủy ban Miên Châu cân nhắc như thế nào mà trước đó bị cuốn vào, bây giờ muốn thoát cũng khó nên định kéo tỉnh vào. Long Ứng Hoa rất khó chịu với việc này. Nhưng hắn không phải chủ tịch tỉnh, không phải phó chủ tịch thường trực tỉnh, cũng không quản lý đất đai cùng xây dựng nữa. Cho nên y cũng không có nghĩa vụ nói gì thêm trong hội nghị thường trực ủy ban. Nếu cần thì y sẽ không hề khách khí cho thấy thái độ của mình. Ừ, ý kiến của Lão Dương rất hợp lý. Hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê là một loạt các hạng mục, có thể nói là thí điểm của quốc gia khi xây dựng trụ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật mang tính hiện đại của quốc gia ở khu vực Trung Tây. Có thể xây dựng ở Miên Châu theo tôi thấy là vinh dự của An Nguyên chúng ta. Triệu Quốc Đống sửa lại suy nghĩ của mình. Hắn biết Dương Thiếu Bằng cố kỵ, cũng biết không ít người có suy nghĩ. Tình hình thực tế như thế nào thì mọi người cũng biết, tôi không nói nhiều. Chúng ta cần cân nhắc bây giờ chính là hạng mục đã khởi động, trước đó do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng làm chủ đạo, nhưng nay do điều chỉnh kết cấu hành chính nên gặp một ít vấn đề. Địa phương chúng ta do tính tới sự phát triển lâu dài mà tiếp nhận nhưng tiến triển khá chậm, tôi thấy không bình thường, không phù hợp lợi ích của An Nguyên. Triệu Quốc Đống gằn từng chữ. Đối với hạng mục này, tôi cảm thấy nhận thức của tỉnh còn có nhiều điểm sai lầm. Tôi cho rằng làm như thế nào đối đãi và xử lý việc này chính là phải nhận thức rõ ràng. Kính Quang, anh nói. Dương Kính Quang cười khổ một tiếng, y không phải không biết sẽ có ngày này chỉ là không ngờ tới nhanh như vậy. Một câu của Triệu Quốc Đống đẩy mình lên đầu sóng gió, ánh mắt lạnh lùng của Long Ứng Hoa nhìn tới là xem mình đối mặt ra sao với câu ép hỏi của Triệu Quốc Đống. Đây coi như là giao phong đầu tiên khi đứng đội. Ý kiến của Chủ tịch Quốc Đống theo tôi thấy rất đúng, nhận thức là căn bản để giải quyết vấn đề. Xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê bởi vì đủ loại nguyên nhân mà dừng lại. Bây giờ Miên Châu đề nghị tỉnh phụ trách chính. Nội dung hội nghị hôm nay là nghiên cứu tỉnh làm như thế nào giải quyết được vấn đề này. Dương Kính Quang hút một hơi, sau khi có quyết định y lại thấy dễ dàng hơn nhiều. Đúng như vừa nãy Chủ tịch Quốc Đống có nói. Quốc gia quy hoạch thí điểm một hạng mục trụ sở nghiên cứu khoa học như vậy là không dễ, chọn An Nguyên chúng ta càng không dễ. Đây là cơ hội lịch sử của An Nguyên, hạng mục này mặc dù thoạt nhìn trong lúc nhất thời không thấy hiệu quả ngay nhưng nó sẽ duy trì hiệu quả liên tục và lâu dài, nhất là có tác dụng lớn đối với thúc đẩy lĩnh vực khác phát triển. Có thể có vài đồng chí trong chúng ta nhìn vấn đề chưa đầy đủ, cảm thấy hạng mục này do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng phụ trách chính thì chúng ta không cần tham gia quá sâu. Tài chính của tỉnh cũng không dư giả, có thể thông qua giao tiếp chờ điều kiện tới rồi đẩy mạnh. Tôi không quá đồng ý quan điểm này. Từ tình hình trước mắt có thể thấy nếu hạng mục này cứ kéo dài sẽ mang lại tổn thất lớn đến như thế nào. Ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của Miên Châu? Thời gian kéo dài sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sau này? Có thể ảnh hưởng bất lợi tới các hạng mục hợp tác với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sau này không? Tài chính của tỉnh đúng là không dư giả nhưng chúng ta có thể thông qua vài phương pháp khác để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt của Miên Châu. Một phần là trợ cấp ủng hộ về tài chính, cũng có thể như đảm bảo giúp Miên Châu vay vốn ngân hàng. Dương Kính Quang không nhìn vẻ mặt người khác mà nói theo dòng suy nghĩ của mình.
Nguyên Châu mấy năm qua phát triển không tốt, gặp cơ hội này tôi cảm thấy tỉnh cần ủng hộ mạnh mà không thể chỉ dừng lại bằng miệng và văn bản. Tài chính tỉnh không phải là tài chính của các sở ban ngành mà cũng phải phục vụ sự phát triển của các thành phố, thị xã. Tôi cảm thấy đáng đầu tư thì đầu tư, đáng ủng hộ phải ủng hộ, đây là trách nhiệm của tỉnh. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng thật không ngờ thái độ của Dương Kính Quang đột nhiên rõ ràng như vậy, hắn vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Mình đã xem thường sự quyết đoán của đối phương. Quyển 19, chương 53. Dương Kính Quang tỏ rõ thái độ làm không khí hội nghị thường trực ủy ban tỉnh thoáng cái thay đổi, cũng làm mấy vị phó chủ tịch tỉnh khác than thở. Dương Kính Quang vốn là người khiêm nhường, mềm mỏng, chẳng lẽ do Triệu Quốc Đống tới nên y muốn thể hiện sự tồn tại của mình, hay là do thái độ công việc tiêu cực của Tần Hạo Nghiên đã ảnh hưởng tới tính tích cực công tác của hắn, bây giờ trong lúc nhất thời cũng khó xác định. Nhưng có một điều có thể khẳng định, biểu hiện của Dương Kính Quang có quan hệ rất lớn với việc Triệu Quốc Đống về an nguyên. Cố vấn Lôi Vân Thiện của Ủy ban tỉnh nhân cơ hội thao thao bất tuyệt giới thiệu về nhiều hạng mục trong hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, nhất là chuyên môn đề cập viện nghiên cứu tài liệu hàng hải có ý đến Miên Châu. Trước đây thanh thế của hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê rất lớn, hơn nữa Miên Châu nổi tiếng có hoàn cảnh sinh thái phong phú, là một trong ba thành phố lớn nhất an nguyên, vì thế viện nghiên cứu tài liệu hàng hải có ý đầu tư vào Miên Châu. Nhưng mấy tháng nay do công trình xây dựng trì trệ nên ý đồ kia giảm nhiều. Nghe nói chính quyền các tỉnh tương, xuyên đang tranh thủ lôi kéo đơn vị này. Đây là nguyên nhân khiến Lôi Vân Thiện lo nhất. Thấy mọi người tỏ vẻ đồng ý một lần nữa nghiên cứu hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, Long Ứng Hoa rất buồn bực. Y vốn tưởng Triệu Quốc Đống sẽ kéo dài một chút, không cần nhanh như vậy làm rõ ở vấn đề cụ thể. Không ngờ trong hội nghị thường trực ủy ban lần đầu tiên mà đã khơi mào, hắn tưởng mình là chúa tể sao. Lão Long, tôi thấy anh vẫn không lên tiếng. Anh nói chút gì đi. Công tác xây dựng hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê trước đó vẫn do anh phụ trách, tôi nghĩ anh phải hiểu khá rõ về hạng mục này mới đúng. Dương Kính Quang rất bình tĩnh nhìn lướt qua Long Ứng Hoa ngồi đối diện với mình. Y cũng muốn xem phản ứng của đối phương ở tình huống như thế này. Ừ, vậy tôi sẽ trình bày quan điểm cá nhân của mình. Long Ứng Hoa nhẹ nhàng đặt bút xuống rồi nói. Ý của tôi hơi khác môn nhân, tôi vẫn kiên trì quan điểm của mình. Xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê sớm đã xác định do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng phụ trách chính, chính quyền địa phương giúp đỡ. Mặc dù bởi vì nguyên nhân khách quan mà tiến độ chậm lại, nhưng tôi cảm thấy nó ảnh hưởng không lớn đến hạng mục khổng lồ này. Tỉnh ủy cũng đã sớm có ý kiến rõ ràng, địa phương phối hợp chủ yếu do Miên Châu phụ trách, tỉnh chủ yếu là giao tiếp, tôi cảm thấy không nên tùy tiện bác bỏ ý kiến này. Long Ứng Hoa nói khá bình thản như không mang theo chút tình cảm nào. Như đang nói tới một việc không quan trọng, nhưng không ít người ngồi đây đều căng thẳng. Nhưng thật ra Triệu Quốc Đống đang cười cười xoay bút nhìn xem biểu hiện của Long Ứng Hoa. Vậy mới thú vị chứ, nếu Long Ứng Hoa không có chút dũng khí nào thì đúng là không đủ tư cách tranh đoạt chức thường vụ tỉnh ủy với mình. Vừa nãy Chủ tịch Kính Quang cũng nói đến tài chính của tỉnh thuộc về quần chúng nhân dân toàn tỉnh, tôi cảm thấy đúng là vì như vậy nên càng phải sử dụng thận trọng hơn. Long Ứng Hoa nhìn lướt qua Triệu Quốc Đống và Dương Kính Quang rồi nói tiếp. Nguyên Châu muốn tỉnh ủng hộ, như vậy các thành phố thị xã khác yêu cầu tỉnh như vậy thì sao, có phải đối xử như nhau không? Cho nên tôi cảm thấy không thể tùy tiện chấp nhận việc đi ngược chế độ, quy định. Chúng ta không thể lấy cớ do hạng mục đặc thù mà chấp nhận, đây chính là coi thường quy định, chế độ đã được xác định. Long Ứng Hoa nói rất tự tin, y tiến hành bác bỏ quan điểm của Dương Kính Quang. Chẳng qua y đang né tránh hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê này ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế địa phương. Ở điểm này Long Ứng Hoa thực ra cũng tán thành quan điểm của Triệu Quốc Đống, đó chính là mặc dù không thấy hiệu quả GDP ngay nhưng sức ảnh hưởng khó có thể ước lượng. Từ lâu dài thì thấy hạng mục này tiến hành sớm vẫn hơn là muộn. Chẳng qua trong hoàn cảnh chính trị đặc thù này thì có vài thứ chỉ có thể bị áp chế xuống. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nhìn vẻ mặt các vị phó chủ tịch. Dương Kính Quang trầm tư, mặt Khang Nhân Lương không chút thay đổi, không nhìn ra gì, Tào Ninh muốn nói lại thôi, giống như có chút đồng ý quan điểm của Long Ứng Hoa nhưng mãi không mở miệng. Hoàng Trì thì vẫn có thái độ lạnh nhạt với việc không liên quan tới mình. Ánh mắt Dương Thiếu Bằng đảo đảo nhìn quanh rồi lộ vẻ suy nghĩ. Nghe Long Ứng Hoa nói xong, Dương Kính Quang nhìn lên nói. Lời này của Lão Long không phải không có lý, Chủ tịch, anh thấy. Ừ, tôi thấy hội nghị diễn ra rất tốt. Ở một vấn đề không có ý kiến giống nhau là bình thường. Chúng ta đứng ở góc độ khác nhau nên nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau.
Lão Long đây là lo lắng tới chế độ và tình hình tài chính của tỉnh. Nhưng thật ra tôi cảm thấy theo thời đại phát triển rất nhiều vấn đề chúng ta không thể câu nệ theo hình thức cũ, không thay đổi. Vấn đề đặc thù cần có phương pháp giải quyết mới. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nói. Đương nhiên ý kiến tỉnh đã xác định mà muốn thay đổi thì cần thông qua trình tự nhất định. Chẳng qua tôi cảm thấy trước đó chúng ta có thể làm vài công việc chuẩn bị. Thiếu Bằng, tôi thấy anh nên quan tâm nhiều tới hạng mục Tỳ Bà Khê, có thể thành lập một tổ đẩy mạnh hạng mục Tỳ Bà Khê do anh làm tổ trưởng, Bối Thiết Lâm cùng Chu Cánh Sinh làm phó, đầu tiên tiến hành đánh giá sơ bộ về các công việc cần triển khai và tài chính cần dùng cho hạng mục Tỳ Bà Khê. Đưa ra phương án có thể thực hiện, đến lúc ấy tôi sẽ báo cáo với Bí Thư Lăng mong có thể đạt thành ý kiến thống nhất. Hội nghị cười cười đã kết thúc, Lòng Ứng Hoa dọn sổ rồi đi thẳng. Lăng Chính Dược lấy tay xoa lên mặt, hai mai đã có tóc bạc. Dậy hoạt động một phen, độ xanh hóa trong khu nhà thường vụ tỉnh ủy này rất tốt, không khí tươi mát, còn được quản chế về giao thông nên khá yên tĩnh, Lăng Chính Dược rất thích sáng dậy đi bộ một lúc. Nước lạnh thấm vào mặt làm đầu óc trở nên tỉnh táo. Đều nói trước 35 tuổi ngủ không tỉnh, sau 35 tuổi ngủ không được nhưng Lăng Chính Dược cảm thấy mình có lẽ không quen với quy tắc này. Tối ngủ muộn quá là hôm sau thấy mệt mỏi ngay. Đại hội đảng tỉnh sắp diễn ra, các công tác chuẩn bị về cơ bản đã xong, tin Tề Hoa cùng Trần Anh Lộc mang về đều rất bình thường. Triệu Quốc Đống đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh đúng là tạo một vài chấn động ở tỉnh, tin tức ở vài thành phố, thị xã và sở ban ngành truyền về cũng hợp lý. Đều có chút lo lắng khi Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy đã làm chủ tịch tỉnh, tâm trạng này không ít, nhất là ở cấp bộ càng rõ ràng. Nhưng quan điểm này ở địa phương lại không nặng làm cho Lăng Chính Dược có chút bất ngờ. Không ít nơi có thái độ hoan nghênh Triệu Quốc Đống về an nguyên, nhất là mấy nơi có kinh tế lạc hậu thì cho rằng Triệu Quốc Đống có tư tưởng phóng khoáng, có quyết tâm, am hiểu công tác kinh tế, làm chủ tịch tỉnh sẽ giúp khu vực lạc hậu phát triển. Lăng Chính Dược bây giờ cũng không thể nói rõ cảm giác của mình. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống hoạt động khá thường xuyên, tích cực đến các nơi. 20 ngày qua hắn liên tục đi 7 thị xã, về cơ bản đều chạy một mình không đi cùng phó chủ tịch tỉnh khác. Điều này có nghĩa Triệu Quốc Đống rất tự tin, không cần người khác giúp cũng có thể nhanh chóng kết thành một khối với địa phương. Trước đó Lăng Chính Dược không để ý điểm này, nhưng Tề Hoa cùng Trần Anh Lộc truyền tin về đã nhắc Lăng Chính Dược ý thức được Triệu Quốc Đống ở vài phương diện có năng lực không bình thường. Bây giờ còn chưa nhìn ra Triệu Quốc Đống có hành vi gì mới lạ, nhưng Long Ứng Hoa cũng truyền lại chút tin tức, ở hạng mục Tỳ Bà Khê, Triệu Quốc Đống định lật đổ ý kiến vốn có. Nhưng sau đó hắn như ý thức được điều gì đấy nên thành lập một tổ lãnh đạo thúc đẩy hạng mục Tỳ Bà Khê, yêu cầu tiến hành phân tích tình hình và tương lai của hạng mục. Hơn nữa Triệu Quốc Đống còn nói sẽ chủ động báo cáo với mình. Trước khi có phân tích chi tiết về hạng mục Tỳ Bà Khê, Lăng Chính Dược cũng không định tỏ thái độ. Muốn thay đổi hay không thì đều phải theo trình tự, đây là điều Lăng Chính Dược muốn nói cho Triệu Quốc Đống biết. Quyển 19, chương 5-14. Triệu Quốc Đống có tâm tư như vậy thì Lăng Chính Dược cũng đại khái biết được, chính là muốn nhanh chóng tạo hình tượng chủ tịch tỉnh của hắn, bắn phát pháo đầu tiên, nhanh chóng khống chế được công việc bên ủy ban tỉnh. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống mặc dù liên tiếp xuống thị xã nhưng chưa về Ninh Lăng, điều này cho thấy đối phương rất tự tin và hiểu rõ về Ninh Lăng. Nghĩ vậy Lăng Chính Dược cũng có chút hâm mộ, dù sao đối phương từng làm bí thư thị ủy, có một nơi được coi là căn cứ địa nên trong lòng cũng có chút tự tin. Nhất là bí thư thị ủy và thị trưởng bây giờ do hắn một tay đề bạt. Có thể nói sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống với Ninh Lăng là hơn bất cứ ai. Dù từ góc độ nào nhìn cũng thấy đây không phải hiện tượng tốt. Sức ảnh hưởng đối với địa phương do có Ninh Lăng nên khiến Triệu Quốc Đống đạt được khá nhiều thứ. Điểm này là cho Lăng Chính Dược rất bất ngờ nhưng nghĩ thì thấy điều này có quan hệ lớn đến việc mình không ngừng kêu gọi phát triển kinh tế. Ai cũng hy vọng địa phương mình có thể đột nhiên tăng mạnh như Ninh Lăng. Mà Triệu Quốc Đống tự ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia xuống nên có nhiều mối quan hệ, các nơi hy vọng có thể có lợi ích từ Triệu Quốc Đống là điều bình thường. Đồng thời điểm yếu của Triệu Quốc Đống cũng là rất rõ ràng. Sức ảnh hưởng với các sở ban ngành của hắn là rất rõ. Tề Hoa cũng rất mịt mờ nói rõ Triệu Quốc Đống đặt trọng tâm ở địa phương. Triệu Quốc Đống đây là không hy vọng trong thời gian ngắn, ít nhất là trước đại hội đảng tỉnh là có thể tạo được uy tín của hắn ở các sở ban ngành thuộc tỉnh, hắn có ý củng cố và mở rộng sức ảnh hưởng với các địa phương hơn. Đây là người có ưu và khuyết điểm rõ ràng, đồng thời như vậy cũng thể hiện thực lực tổng hợp của hắn. Lăng Chính Dược thích dùng từ thực lực tổng hợp đánh giá một người. Tính cách là một, lý lịch là một, năng lực là một.
mấy phương diện hợp kết hợp thành thực lực tổng hợp. Mà thực lực tổng hợp từ góc độ nào đó cũng thể hiện ra sức hấp dẫn của đối phương. Trần Anh Lộc đánh giá Triệu Quốc Đống rất có sức hấp dẫn, nói cách khác Triệu Quốc Đống giỏi về việc lợi dụng ưu điểm trong tính cách và năng lực đặc biệt để hấp dẫn người, cũng giỏi dùng ưu thế để che giấu khuyết điểm về tuổi và lý lịch của hắn. Hấp dẫn về nhân cách chỉ có thể từ một góc độ nào đó thể hiện thực lực tổng hợp nhưng không toàn diện. Triệu Quốc Đống có sức hấp dẫn nhưng không có nghĩa thực lực của hắn đạt tới trình độ mà hắn thể hiện. Tâm trạng Lăng Chính Dược đã dần bình tĩnh lại. Lúc trước sau khi biết Triệu Quốc Đống tới An Nguyên, y khá tức tối. Làm cán bộ cao cấp thì phải học cách khống chế được mình. Phó Chủ tịch và Chư Hiền đã gọi mình lên Bắc Kinh nói chuyện này, giới thiệu ưu thế và khuyết điểm của Triệu Quốc Đống, cũng không khen Triệu Quốc Đống như một đóa hoa. Sau khi về Lăng Chính Dược mặc dù còn có chút không hài lòng nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều. Y có thể lấy tâm trạng bình tĩnh đối mặt với Triệu Quốc Đống. Y đã trao đổi rất thẳng thắn về lo lắng của mình với Chư Hiền. Ví dụ như việc Triệu Quốc Đống thiếu kinh nghiệm, lý lịch, uy tín, tính cách khá kiêu căng, tác phong hấp tấp. Chư Hiền cũng tỏ vẻ khi nói chuyện với Triệu Quốc Đống thì Y sẽ nói ra mấy khuyết điểm này. Cuối cùng Chư Hiền còn nói một câu với Lăng Chính Dược, Lăng Chính Dược là bí thư, thành viên bộ máy có khuyết điểm thì vừa cần phê bình sửa sửa đồng thời cũng là trách nhiệm của người đứng đầu. Lăng Chính Dược nghe xong rất buồn bực. Đổi một người đến hợp tác với mình vậy mà còn cần giúp đỡ. Hơn nữa Lăng Chính Dược không thích Triệu Quốc Đống, không hề có ý muốn giúp đỡ. Tình hình An Nguyên thì y cũng nắm bắt sơ lược, không có tình huống gì lớn, không thể xuất hiện bất ngờ, điểm này Lăng Chính Dược biết rõ. Đương nhiên không thích không có nghĩa là mình sẽ không nhìn nguyên tắc cùng kỷ luật để làm gì đó, trình độ đạo đức của mình không thấp tới mức ấy. Nhưng đối xử lạnh lùng, làm cho đối phương không chạm được vào đâu thì Lăng Chính Dược không phản đối. Người trẻ dù sao cũng cần ngã vài lần mới trưởng thành được. Triệu Quốc Đống không ngờ thể lực của Miêu Trấn Trung lại tốt đến thế. Hắn đúng là phục Miêu Trấn Trung, không ngờ còn dám phi thân đánh trả đường bóng mà Lam Quang cho rằng cầm chắc thắng lợi. Thời tiết rất tốt, Ando vào tháng 5 trời đã khá nóng cũng may hôm nay có nhiều mây nên nhiệt độ không tăng lên cao. Phu Đan, cô ở Tây Giang làm rất tốt. Tôi nghe Dược Quân nói Tây Giang và Hoa Lâm bây giờ đang không ngừng tranh đoạt vị trí đứng đầu về tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cầm một chai nước suối Thương Lãng uống. Nước suối cao cấp được sử dụng nhiều nhất ở Trung Quốc đã do Thương Lãng chiếm lĩnh từ nhiều năm qua. Bây giờ Thương Lãng cũng không ngừng mở rộng nguồn cung, nguồn nguyên liệu để khống chế thị phần. Chủ tịch Triệu, đây cũng là nhờ ngài tạo trụ cột tốt. Tính cách Phu Đan khá hào sảng, lúc cười trông cũng đẹp. Không cần rát vàng lên mặt tôi rời khỏi Tây Giang bao lâu rồi? Ừ, xem nào, gần 10 năm, đây là bản lĩnh của các cô. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Nhưng ngài mặc dù rời khỏi Tây Giang đã lâu nhưng ngài mới rời khỏi Ninh Lăng chưa đầy 3 năm mà. Phu Đan cười hì hì nói. Thực tế Tây Giang và Hoa Lâm cạnh tranh đều không phải do ngài tạo trụ cột ư. Đây là căn cứ địa của ngài. Phu Đan rất biết cách nói chuyện. Khi Triệu Quốc Đống hẹn Miêu Trấn Trung, Miêu Trấn Trung nhận lời ngay, hơn nữa còn nói sẽ gọi thêm một hai người nữa đánh tennis. Triệu Quốc Đống còn không biết Miêu Trấn Trung thích đánh tennis. Nửa tiếng sau Lam Quang gọi tới hỏi hắn có phải thứ bảy muốn đánh tennis với Miêu Trấn Trung không? Triệu Quốc Đống biết Lam Quang và Miêu Trấn Trung có quan hệ tốt, nhưng không nghĩ lại thân đến vậy. Lam Quang nghe hắn trả lời xong cũng rất vui vẻ nói cuối cùng cũng có thể lại chơi vài set với hắn. Triệu Quốc Đống không nghĩ Vu Đan sẽ tới đây. Hắn chỉ biết Phu Đan hình như có quan hệ với Miêu Trấn Trung nhưng xuất hiện vào lúc này cũng có nghĩa quan hệ giữa hai người không như một số kẻ xấu xa nghĩ. Phu Đan, kinh tế Ninh Lăng đang phát triển khá tốt nhưng phát triển sự nghiệp xã hội cần phải nhanh hơn nữa. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu chuyển đề tài. Nghe nói việc triển khai xây dựng nhà xã hội của Tây Giang làm khá tốt, hình thức đa dạng, rất có thành quả. Chủ tịch Triệu, ngài chắc còn nhớ rõ tình hình Tây Giang như thế nào. Thị xã chỉ cần làm gì là Tây Giang không thoát mà. Bí thư Trung cùng thị trưởng Tiêu cả ngày kéo bí thư Như Hoài và tôi về ra lệnh, Tây Giang chúng tôi làm không tốt thì hai người bọn họ không nuốt sống tôi và bí thư Như Hoài sao? Phu Đan tươi cười nói. Chẳng qua chính sách ngài đưa ra Ninh Lăng vẫn nghiêm túc chấp hành, Ninh Lăng khác những nơi khác, không cần dựa vào đất mới sống được. Mỗi lần họp thị trưởng Tiêu đều nhấn mạnh đối với thu nhập tài chính thì thu từ thuế luôn đứng đầu, dựa vào cái khác không phải kế lâu dài. Phu Đan đây là nói thật, Tiêu Phượng Minh không chỉ một lần nói như vậy, nghe nói câu này truyền tới tai một số lãnh đạo quản lý tài chính các nơi và tạo ra tranh luận.
Tiêu Phượng Minh đúng là dám nói, liệt thu tài chính từ bất động sản vào mấy bảng môn tà đạo, lời này làm không ít người nóng mặt nhưng Ninh Lăng nói như vậy cũng có tự tin của nó. Khi thu tài chính của nơi khác có 30, 40% dựa vào đất thì của Ninh Lăng chưa bao giờ vượt quá 10%. Mặc dù là vậy thì ủy ban Ninh Lăng vẫn hết sức yêu cầu chính quyền các quận, huyện tăng thu từ các nguồn khác, không hề đề cập tới việc bán đất kiếm tiền. Quyển 19, chương 55. Quá trình đô thị hóa của Ninh Lăng không thua bất cứ đô thị nào khác. Nhưng Ninh Lăng đô thị hóa cũng nghĩ tới vấn đề sinh tồn của nông dân mất đất và dân đô thị có thu nhập thấp. Trong quy hoạch xây dựng đô thị thì ngoài khuyến khích cố gắng xây dựng nhà cao tầng, nghiêm khắc khống chế các công trình thấp, diện tích lớn. Ninh Lăng cũng cố gắng ít chiếm ruộng đất mà chấp nhận đầu tư cơ sở vật chất lớn hơn, dẫn hướng phát triển đô thị về phía đồi núi. Từ góc độ nào đó mà nói mặc dù đầu tư cho cơ sở vật chất nhiều lên nhưng vấn đề giải phóng mặt bằng lại gặp ít áp lực hơn. Có thể nói lợi hại đều có nhưng từ tổng thể mà nói lợi nhiều hơn hại. Nhất là một số khu vực đồi núi thấp hơi san phẳng và quy hoạch là có thể nhanh chóng sử dụng. Ninh Lăng cũng hỗ trợ nông dân mất đất tiến vào các công ty làm việc. Theo lời Cố Vĩnh Bân thì chức năng chủ yếu mấy năm qua của trung tâm dạy nghề Ninh Lăng chính là giải quyết vấn đề kỹ năng sinh tồn cho nông dân mất đất và sức lao động dư thừa, chuyện khác có thể không làm. Tập huấn miễn phí ở trình độ nhất định có thể giải quyết được vấn đề sống cho nông dân mất đất nhưng càng quan trọng hơn là cơ chế bảo đảm xã hội. Đây là nguyên nhân mà mấy năm qua kinh tế Ninh Lăng tuy phát triển nhanh nhưng không có nhiều mâu thuẫn xã hội đột xuất. Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh tại phương diện này đã làm rất chu đáo. Theo Triệu Quốc Đống thấy còn tốt hơn khi mình ở Ninh Lăng. Ninh Lăng cũng dành nhiều công sức trong phát triển sự nghiệp xã hội. Nhưng trước đó do nhiều nguyên nhân nên Triệu Quốc Đống không muốn tuyên truyền, nhưng theo tình huống biến hóa, Ninh Lăng bây giờ bắt đầu không ngừng tuyên truyền, khiến đông đảo truyền thông chú ý. Ngay cả tờ Southern Weekend nổi tiếng khắt khe cũng phái phóng viên tới Ninh Lăng điều tra việc xây dựng nhà xã hội, xem có phải là số liệu thật hay không. Trung Dược Quân vì thế còn chuyên môn gọi điện tới khoe với Triệu Quốc Đống. Ninh Lăng phát triển theo con đường khác với các đô thị khác, mặc dù con đường này chưa chắc thích hợp với đô thị khác nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy theo thời gian trôi qua Ninh Lăng sẽ càng lúc càng thể hiện ưu thế phát triển của nó, qua đó sẽ khiến lãnh đạo các thành phố, thị xã khác kết hợp tình hình thực tế của địa phương mà tìm ra con đường phát triển thích hợp. Triệu Quốc Đống cùng Vu Đan nói chuyện khá vui vẻ, Miêu Trấn Trung đang chơi bóng cũng thấy. Miêu Trấn Trung biết Triệu Quốc Đống sớm muộn sẽ tìm mình. Vì thế mặc dù y cũng muốn trao đổi một chút ý kiến với Triệu Quốc Đống nhưng vẫn kiên nhẫn đợi. Lăng Chính Dược đến đã phá vỡ kết cấu chính trị vốn có của An Nguyên, nhất là Lăng Chính Dược mạnh mẽ tiến vào đã mang lại biến hóa lớn cho chính trường An Nguyên. Tề Hoa, Lòng Ứng Hoa cùng Trần Anh Lộc là ba thường vụ tỉnh ủy khiến bộ máy của Lăng Chính Dược đã thành hình. Không có trưởng ban tổ chức cán bộ như Hàn Độ chế ước khiến cho Miêu Trấn Trung là phó bí thư tỉnh ủy ở nhiều vấn đề cũng không thể phát huy tác dụng vốn có. Miêu Trấn Trung cảm nhận rõ áp lực bây giờ còn lớn hơn lúc Ứng Đông Lưu cùng Hàn Độ hợp tác chèn ép mình. Ứng Đông Lưu cùng Hàn Độ hợp tác có thể nói là ở trình độ nhất định, mà Tề Hoa gần như nghe theo mọi lời nói của Lăng Chính Dược. Hàn Độ là người nắm vững nguyên tắc, Miêu Trấn Trung không thích Hàn Độ nhưng cũng tôn trọng đối phương. Theo Miêu Trấn Trung thấy Hàn Độ là trưởng ban tổ chức cán bộ điển hình, tuy vẫn duy trì tôn trọng và giải thích với lãnh đạo chủ yếu nhưng ngồi ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thì phải giữ vững bổn phận và quan điểm của mình. Nhưng Tề Hoa bây giờ thành trưởng ban tổ chức cán bộ khiến cho Miêu Trấn Trung là phó bí thư phụ trách đảng đàn trở nên xấu hổ. Quan điểm của Lăng Chính Dược như thế nào đều được Tề Hoa ủng hộ. Tề Hoa mặc dù thiếu nguyên tắc bản thân nhưng hắn cũng là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ. Hắn một khi không điều kiện đứng về phía Lăng Chính Dược thì trừ khi các thường vụ khác cũng có thể đứng về phía Miêu Trấn Trung, nếu không khó có thể dao động ưu thế của đám người Lăng Chính Dược. Miêu Trấn Trung tin người thông minh như Triệu Quốc Đống nhất định ý thức được điểm này. Mặc dù chính mình cùng Triệu Quốc Đống kết thành liên minh cũng chỉ có thể thoáng vãn hồi chút cục diện bất lợi, khó có thể thay đổi về căn bản. Miêu Trấn Trung biết thời gian mình ở An Nguyên sẽ không lâu nữa, muộn nhất là sang năm mình sẽ rời khỏi An Nguyên. Nhưng dù mình chỉ ở một ngày, Miêu Trấn Trung vẫn cho rằng mình có thể phát ra tiếng nói vốn thuộc về mình. Miêu Trấn Trung không thể dễ dàng tha thứ ai coi thường mình, dù là Lăng Chính Dược cũng không. Triệu Quốc Đống vứt cành ô liu tới, Miêu Trấn Trung đương nhiên muốn nhận, hơn nữa Miêu Trấn Trung cũng hy vọng sau khi mình đi Vu Đan cũng có tiền đồ tốt. Triệu Quốc Đống mới 37 tuổi đã thành quyền chủ tịch tỉnh, xếp trên cả mình trong tỉnh ủy, tiền đồ là không thể hạn lượng. Vu Đan nếu có thể đi vào vòng tròn của Triệu Quốc Đống,
được Triệu Quốc đống tán thành thì tiền đồ cũng sẽ rất sáng. Càng quan trọng SN chính là Miêu Trấn Trung cảm thấy có vài quan điểm của mình không được Vu Đan đồng tình, dù mình là trưởng bối của Vu Đan nhưng cũng không thể thuyết phục cô nghe mình. Y cũng cảm thấy ở nhiều khía cạnh Vu Đan không hề che giấu việc cô ủng hộ và tán thành quan điểm, cách làm của Triệu Quốc Đống. Chính vì như vậy nên Miêu Trấn Trung quyết định suy nghĩ thật kỹ động tác của mình trong nửa năm tới. Lam Quang thấy Miêu Trấn Trung không quá tập trung, sau khi đánh được hai đường bóng tốt liền trở nên không yên, hơn nữa do sức khỏe và tuổi tác chênh lệch nên Lam Quang có thể rất dễ dàng giải quyết đường bóng của đối phương. Nhưng y biết khống chế tiết tấu, luôn có thể đánh bóng về vị trí mà Miêu Trấn Trung dễ dàng cản được. Cục diện trong tỉnh rất hỗn độn, Triệu Quốc Đống quay về càng loạn hơn. Thôi Hồng An bị điều đi, Đậu Tái Viễn điều tới làm bí thư thị ủy khiến Lam Quang có chút thất vọng. Nhưng y biết mình nếu muốn tiếp nhận chức bí thư thị ủy gần như là không thể cho nên đành vứt tâm trạng không vui đó đi. Vĩnh Lương có quá nhiều vấn đề, nhất là ý đồ công việc không quá phù hợp với ý đồ của tỉnh ủy làm Lam Quang rất bị động. Thôi Hồng An tiến hành xử lý các công ty gây ô nhiễm môi trường và tiêu tốn năng lượng theo Lam Quang thấy là cần thiết. Mặc dù hy sinh GDP và hiệu quả trong thời gian ngắn nhưng lại được nhiều chỗ tốt. Nước Vĩnh Lương trong hơn, chất lượng không khí cũng tốt hơn, mâu thuẫn xã hội hòa hoãn hơn trước. Ngay cả Đậu Tái Viễn sau khi tới cũng không thể không khen ngợi Thôi Hồng An, chỉ là đen đủi gặp phải lãnh đạo tỉnh ủy có quan điểm khác mà thôi. Dù là Đậu Tái Viễn hay là đã đi, Thôi Hồng An cũng không hề đề cập tới nguyên nhân sâu xa, Long Ứng Hoa cũng giống như chưa bao giờ làm bí thư thị ủy Vĩnh Lương vậy. Lam Quang cũng biết Miêu Trấn Trung trong tương lai không xa sẽ rời khỏi An Nguyên. Lần này Miêu Trấn Trung nói Triệu Quốc Đống hẹn đi đánh tennis làm Lam Quang có chút vui mừng. Lam Quang khó hình dung được quan hệ giữa mình và Triệu Quốc Đống, mặc dù vẫn duy trì quan hệ khá tốt nhưng Lam Quang không thể coi là người trong vòng tròn của Triệu Quốc Đống. Có lẽ do khúc mắc năm đó khi Triệu Quốc Đống là bí thư huyện ủy, mình là thường vụ thị ủy, bí thư đảng chính pháp khiến hai người không thể xóa đi ký ức đó. Nhưng Lam Quang phát hiện những người khác đều có thể thuận lợi thay đổi, thậm chí kể cả Vưu Liên Hương. Có lẽ đã đến lúc mình cần cân nhắc lại mình. Lần này là một cơ hội, Lam Quang nhận ra Miêu Trấn Trung và Triệu Quốc Đống đang nhanh chóng cải thiện quan hệ. Ngăn cách trước đây đã không còn tồn tại, hai người đều cần nhau, đây là cơ sở để hợp tác. Mặc dù đang suy nghĩ nhưng không ảnh hưởng đến đường bóng của Lam Quang, y vẫn vững vàng khống chế được cục diện, Miêu Trấn Trung phía đối diện đã thấm mệt. Miêu Trấn Trung lắc đầu lấy tay chống vợt thở hổn hển. Bí thư Trấn Trung, nghỉ lát chứ? Triệu Quốc Đống đứng lên cười nói. Đúng thế Miêu Thúc, nghỉ lát đi, cháu đấu với thị trưởng Lam một lát. Thị trưởng Lam không ngại tôi xa luân chiến chứ? Vu Đan khẽ nhảy lên vung tay chụp bóng. Quyền 19, chương 56. Miêu Trấn Trung cầm chai nước Triệu Quốc Đống đưa tới, y vừa thở hổn hển vừa lắc đầu nói. Già rồi nên sức khỏe yếu đi nhiều, nếu là mấy năm trước thì Lam Quang tuyệt đối không phải đối thủ của tôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Trấn Trung, anh nói câu già có phải hơi sớm không? Thể lực của Lam Quang thì tôi đã được biết lúc ở Ninh Lăng, mấy năm không gặp mà tên này vẫn giữ được sức khỏe như vậy. Hắc hắc, cũng đúng, chẳng qua đây cũng là quy luật tự nhiên. Chúng ta đều phải đối mặt với thực tế. Chủ tịch Quốc Đống, còn nhớ lúc tôi tới Vĩnh Lương cùng Ninh Lăng kiểm tra công việc không? Ninh Lăng cùng Vĩnh Lương cách biệt một trời, điều này làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Tôi vốn nghĩ Vĩnh Lương dù từ điểm nào cũng mạnh hơn Ninh Lăng nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, lần đó đúng là khiến tôi có ấn tượng rất sâu. Trong từng giai đoạn đối thủ và đồng minh đều thay đổi, quan điểm này người trong chốn quan trường hiểu rất rõ. Sớm có ấn tượng tốt không đại biểu hai người về sau có thể hợp tác. Giống như là sau một loạt sự kiện Miêu Trấn Trung đều phản đối Triệu Quốc Đống nhưng bây giờ hai người vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Miêu Trấn Trung hỏi qua ấn tượng của Triệu Quốc Đống về Vu Đan, Triệu Quốc Đống cũng không che giấu, tán thành Vu Đan có quan điểm thoáng, ý thức đổi mới cao, biểu hiện ở Tây Giang đã chứng minh năng lực của cô. Miêu Trấn Trung cũng rất hợp lý giới thiệu quan hệ của mình với Vu Đan. Cũng than thở nói mình hy vọng Vu Đan có thể có sân khấu tốt hơn nữa để phát huy. Triệu Quốc Đống cân nhắc ý của Miêu Trấn Trung. Miêu Trấn Trung đây là muốn Vu Đan tiến bộ trước khi y rời đi, nhưng Vu Đan là chủ tịch quận Tây Giang, nếu muốn tới một nơi nào đó làm bí thư huyện ủy thì Miêu Trấn Trung chắc không cần nói ra với mình, chỉ cần hơi ám chỉ với Trung Dược Quân là xong mà. Miêu Trấn Trung trịnh trọng nói ra với mình chính là muốn Vu Đan nhảy bước cao hơn, nói như vậy chính là muốn lên cấp phó giám đốc sở. Vừa nãy nói chuyện với Vu Đan, Triệu Quốc Đống cảm thấy Vu Đan không muốn rời khỏi Ninh Lăng,
có lẽ là cảm thấy Ninh Lăng đang phát triển rất nhanh, hoặc là thấy phương hướng phát triển của Ninh Lăng phù hợp quan điểm của cô. Như vậy xem ra Vu Đan muốn lên chức chỉ có thể là thay thế vị trí của Lưu Như Hoài. Lưu Như Hoài là thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang, Vu Đan nếu có thể tiếp nhận chức bí thư quận ủy thì đương nhiên sẽ thành thường vụ thị ủy, thoạt nhìn không quá đột ngột, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Nhưng Lưu Như Hoài sẽ đi đâu? Chẳng qua Miêu Trấn Trung nếu nói ra suy nghĩ này thì nhất định có cân nhắc. Lưu Như Hoài đi đâu cũng không phải vấn đề lớn, một cán bộ cấp phó giám đốc sở có nhiều nơi có thể đi. Miêu Trấn Trung muốn nói ra với mình cũng là giao tiếp trước, nếu vấn đề này hai bên nhất trí, Triệu Quốc Đống tin dù là Lăng Chính Dược cũng không gây khó dễ ở vấn đề này. Bí thư Trấn Trung, đồng chí Như Hoài làm bí thư quận ủy Tây Giang đã vài năm, tôi cảm thấy cũng nên điều chỉnh đồng chí này. Nếu như có thể thì rời khỏi Ninh Lăng cũng tốt, một đồng chí cần rèn luyện ở nhiều vị trí, nhiều địa phương khác nhau thì mới có lợi cho sự trưởng thành. Miêu Trấn Trung rất tự nhiên gật đầu, Triệu Quốc Đống quá nhạy bén, mình thoáng đề cập là hắn nghĩ ra được, bảo sao đi tới đâu cũng như cá gặp nước, bảo sao tới Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ một năm mà gây nhiều sóng gió như vậy. Chủ tịch Quốc Đống nhất định hiểu rõ đồng chí Lưu Như Hoài. Tôi cũng thường nghe Vu Đan nói mình phối hợp ăn ý với Lưu Như Hoài, cũng học được nhiều điều từ Lưu Như Hoài. Đúng như lời anh nói, một cán bộ cần rèn luyện ở nhiều vị trí khác nhau thì mới có lợi cho sự trưởng thành, ở mãi một nơi không có lợi cho sự phát triển. Thoáng suy nghĩ một chút, Miêu Trấn Trung nói tiếp. Thời gian trước Lão Tề nói với tôi về việc nửa cuối năm có không ít cán bộ sẽ tới tuổi trong tỉnh, hình như trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Kiến Dương cũng nằm trong số này. Tôi thấy Lưu Như Hoài công tác ở Ninh Lăng đã lâu thì có thể tới khu vực An Tây rèn luyện. Kiến Dương là thành phố công nghiệp lớn của tỉnh, đồng chí Lý Tấn vừa tới Kiến Dương chủ trì công việc cũng cần trưởng ban tổ chức cán bộ có kinh nghiệm phong phú giúp đỡ triển khai công việc. Tôi thấy Lưu Như Hoài đến Kiến Dương sẽ nhanh chóng giúp Lý Tấn mở cục diện. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, giỏi cho Miêu Trấn Trung, đúng là càng già càng cay. Lý Tấn là người của Lăng Chính Dược, điều hắn tới Kiến Dương làm bí thư thị ủy là do Lăng Chính Dược khổ công làm ra. Bây giờ điều Lưu Như Hoài tới Kiến Dương không phải cố ý làm khó dễ sao? Thấy Triệu Quốc Đống như đang cân nhắc, Miêu Trấn Trung cười nói. Chủ tịch Quốc Đống không nên nghĩ vấn đề quá phức tạp. Cán bộ Kiến Dương hầu hết là từ ngoài tới, nhiều cán bộ cũng nhanh chóng trưởng thành từ Kiến Dương, tôi tin bí thư Chính Dược sẽ ý thức được điểm này. Ân Cảnh Tùng thật không ngờ có thể gặp Triệu Quốc Đống ở đây. Hắn đến tìm Miêu Trấn Trung cùng Tề Hoa báo cáo công việc. Nhưng là hai vị lãnh đạo cũng không ở nhà, ở cửa quan. Hắn vốn định về Hoài Khánh không ngờ ở cửa lại gặp phải Triệu Quốc Đống từ chỗ Lăng Chính Dược đi ra. Triệu Quốc Đống mời Ân Cảnh Tùng lên xe mình, sự nhiệt tình như vậy làm Ân Cảnh Tùng có chút cảm động. Lúc Triệu Quốc Đống còn ở Hoài Khánh, hai người hợp tác khá ăn ý, sau khi Triệu Quốc Đống đến Bộ Năng lượng thì vẫn có liên lạc, sau đó hắn tới Triệu Quốc Đống thì chỉ có một hai lần gọi điện rồi nhạt dần. Ân Cảnh Tùng là người ngay thẳng. Không quá thích kết bè phái, làm việc theo nguyên tắc cho nên y không có người quan hệ mật thiết ở Hoài Khánh nhưng lại có uy tín rất cao đối với cán bộ ở cấp quận, huyện. Y làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện ủy 7-8 năm, mãi tới khi Lữ Thu Thần làm thị trưởng thì hắn mới có cơ hội lên chức thành phó bí thư thị ủy. Thời này ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết, ai có bản lĩnh lớn, ai có quan hệ mật thiết với ai, ai mâu thuẫn với ai đều không lừa được người. Chẳng qua có vài thứ chỉ có thể biết không thể nói ra. Nhưng nếu chính thức có quan hệ cứng thì có thể đi thẳng lưng, mọi người đều bội phục kính trọng anh. Ngoài Ninh Lăng ra thì nơi Triệu Quốc Đống quen nhất chính là Hoài Khánh. Nhưng bí thư thị ủy Phó Thiên, thị trưởng Lữ Thu Thần bây giờ đều từng có khúc mắc với hắn. Tuy nói bây giờ Triệu Quốc Đống và bọn họ đã có khoảng cách rất xa nhưng có vài nhân tố vi diệu này ở trong nên khó có thể nói có mang tới ảnh hưởng tiêu cực không. Hôm nay gặp Ân Cảnh Tùng, Triệu Quốc Đống đương nhiên vui mừng. Không phải hắn có tư tâm mà là bạn bè cũ lâu không gặp có thể ngồi một chút nói chuyện, tăng thêm tình cảm cũng là điều đáng mừng. Khi Âu Dương Cẩm Hoa mang trà tới, Ân Cảnh Tùng vẫn còn thấy mơ hồ. Hắn không phải là người thích nịnh bợ nếu không cũng không làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật 7-8 năm. Chẳng qua Triệu Quốc Đống bây giờ đã là chủ tịch tỉnh mà còn nhiệt tình với mình như vậy làm hắn có chút cảm động. Lão Ân, mấy năm nay làm việc ở Hoài Khánh có thuận lợi không? Triệu Quốc Đống biết Ân Cảnh Tùng đã lên làm phó bí thư thị ủy, nghe nói chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Phùng Cương đánh giá rất cao Ân Cảnh Tùng, vì thế Ân Cảnh Tùng mới có thể lên chức. Vẫn như vậy thôi, chẳng qua mấy năm nay Hoài Khánh cuối cùng cũng yên bình nên tôi cũng nhàn hơn. Ân Cảnh Tùng cười nói,
Y giờ là phó bí thư thị ủy theo lý thuyết sẽ không quản công tác bên ủy ban kỷ luật, nhưng làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trong thời gian dài nên y có đôi khi vô thức nghĩ mình vẫn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, nhất là lúc gặp người quen. Ồ, lão Trúc công tác ở Hoài Khánh thế nào? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Sau khi Tiêu Triều điều tới Lam Sơn làm phó bí thư thị ủy, Trúc Văn Khôi được điều tới Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực. Ân Cảnh Tùng cũng biết Trúc Văn Khôi có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Trúc Văn Khôi tới Hoài Khánh chưa lâu nhưng đã đứng vững ở Hoài Khánh, dù là Phó Thiên hay Lữ Thu Thần đều có ấn tượng tốt đối với người này. Mấy năm qua có không ít cán bộ từ Ninh Lăng đi ra, đây là được lợi từ sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Ninh Lăng, đi đến đâu cũng có thể gánh vác công việc. Ví dụ như Vưu Liên Hương, Đường Giang, Lam Quang, Vĩnh Lương, Lục Kiếm Dân, Lam Sơn cùng với Trúc Văn Khôi. Quyển 19, chương 57. Thị trưởng Trúc làm việc khá thuận tay. Cả ngày đều vui vẻ không thấy kêu ca gì, chuyện vào tay y đều có thể nhanh chóng giải quyết. Bí thư phó và thị trưởng Lữ đều coi trọng y. Trên gương mặt cứng nhắc của Ân Cảnh Tùng đã xuất hiện nụ cười. Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến việc này. Tính của lão Trúc có thể làm cả Phó Thiên và Lữ Thu Thần hài lòng ư. Hắc hắc, xem ra bản lĩnh của Trúc Văn Khôi tăng lên rồi. Ân Cảnh Tùng cười cười không đáp lời. Hắn biết khúc mắc trước đây của vị chủ tịch Triệu này và Phó Thiên. Đương sự lúc đó là Trần Anh Lộc giờ đã làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vũng nước đó đúng là không phải ai cũng có thể nhảy vào. Lữ Thu Thần vẫn theo Trần Anh Lộc rất chặt, chỉ cần lên An Đô là nhất định tới chỗ Trần Anh Lộc. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, hắn hỏi qua tình hình của Hoài Khánh. Tốc độ tăng trưởng năm ngoái của Hoài Khánh vẫn khá cao, hơn bình quân của tỉnh gần 3%, chỉ thấp hơn Ninh Lăng, Đường Giang cùng Thông Thành, GDP đứng thứ 3 toàn tỉnh. Đương nhiên còn chênh lệch khá lớn với An Đô và Ninh Lăng, nhưng trong nhóm 2 thì Hoài Khánh tuyệt đối đứng riêng một mình, vứt mấy nơi khác như Vĩnh Lương cùng Miên Châu, Kiến Dương một quãng xa. Kinh tế Hoài Khánh có chút tương tự Ninh Lăng, vẫn là hai nơi tranh nhau đứng thứ nhất là Hoài Châu cùng Quy Ninh. Chênh lệch chỉ có mấy triệu mà thôi, năm nay đứng đầu không chừng năm sau bị vượt. Bí thư quận ủy Hoài Châu Vương Lệ Quyên đã sớm thành thường vụ thị ủy Hoài Khánh. Nếu không phải Trúc Văn Khôi được điều từ Ninh Lăng tới thì nghe nói rất có thể tiếp nhận chức phó thị trưởng thường trực. Đàm Lập Phong rất hài lòng với Vương Lệ Quyên, đã đề cử với tỉnh ủy nhưng không thành. Bí thư huyện ủy Quy Ninh, Quế Toàn Hữu vẫn đang cố gắng phấn đấu lên làm phó giám đốc sở. Lúc Đàm Lập Phong còn ở Hoài Khánh thì hắn cơ bản không có bao cơ hội, mà bây giờ Phó Thiên cùng Lữ Thu Thần lên thì Quế Toàn Hữu cũng đã tới gặp Triệu Quốc Đống trình bày nỗi khổ của mình, ý chính là muốn Triệu Quốc Đống giúp mình. Lý Trường Giang bây giờ đã là thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp, nghe nói sở công an có ý bổ nhiệm làm phó giám đốc sở, nhưng đây chỉ là lời đồn chưa biết có được hay không. An Nhiên bây giờ là thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Hoài Khánh, cô trước có quan hệ khá tốt với Triệu Quốc Đống. 3 năm trước lúc Triệu Quốc Đống học ở trường đảng Trung ương đã gặp, sau đó không liên lạc mấy. Mãi tới khi ra khỏi văn phòng Triệu Quốc Đống, Ân Cảnh Tùng mới thở dài một tiếng. Y tuy là người ngay thẳng nhưng không có nghĩa không biết quy tắc quan trường, không coi trọng nó. Triệu Quốc Đống giờ không phải là bí thư thị ủy, không phải thường vụ tỉnh ủy xếp cuối mà là chủ tịch tỉnh, mặc dù phía trước có chữ quyền, nhưng bỏ chữ đó chỉ là sớm muộn. Triệu Quốc Đống là nhân vật số 2 ở tỉnh An Nguyên. Quan hệ giữa mình và Triệu Quốc Đống mặc dù khá tốt nhưng đối phương đối xử thân thiện với mình như vậy làm Ân Cảnh Tùng có chút không quen. Y cảm thấy đối phương như có ý gì đó muốn thể hiện nhưng trong cả quá trình chỉ hỏi tới tình hình bộ máy Hoài Khánh, còn bảo mình chuyển lời chào tới đồng nghiệp xưa. Trên đường từ An Đô về Hoài Khánh, Ân Cảnh Tùng vẫn suy nghĩ việc này. Triệu Quốc Đống không nói gì nhiều, chỉ hỏi công tác chuẩn bị cho đại hội đảng đã kết thúc chưa, hỏi mọi người có nguyện vọng gì trong đại hội đảng này, hy vọng mọi người có thể phát biểu suy nghĩ thật của mình trong đại hội đảng. Phản ánh chân thật, Ân Cảnh Tùng nhớ lại Triệu Quốc Đống hình như rất chú ý việc phản ánh chân thật ý dân, đưa ra ý kiến là đối đãi vấn đề phải có chủ kiến, trong này hình như có ẩn ý. Ân Cảnh Tùng rất cố gắng suy nghĩ ý đồ trong đó. Đại hội đảng tỉnh lần này xem ra có sóng gió lớn. Trung ương tại sao lại quyết định như vậy? Mặt Triệu Quốc Đống xa sầm lại, hắn không ngờ mình cố gắng mà lại thành ra có kết quả như thế. Quốc Đống, cậu lo gì chứ? Qua Tĩnh đặt hai tay lên bàn nói. Trung ương có an bài của Trung ương. Trung Dược Quân mặc dù ưu tú nhưng Trung ương phải cân nhắc toàn cục. Hiện nay danh sách thường vụ tỉnh ủy của An Nguyên đã xác định, 13 người không thể thêm nữa, Trung Dược Quân còn có cơ hội về sau.
chị không nên lấy lời này lừa tôi chứ. Còn có cơ hội, tại sao không phải bây giờ? Tương Hữu Tuyền kia tại sao lại thành thường vụ tỉnh ủy An Nguyên? Tôi thấy Lăng Chính Dược cũng rất kinh ngạc, Trung ương đột nhiên tập kích như vậy là không thích hợp. Triệu Quốc Đống đúng là có chút buồn bực, vì chức thường vụ tỉnh ủy của Trung Dược Quân mà tháng này Triệu Quốc Đống 3 lần bay lên Bắc Kinh, hắn cũng biết Lăng Chính Dược đang cố gắng. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Chí Đức là người Lăng Chính Dược muốn vận động, hai bên đang ngầm tranh đấu không ngờ kết quả lại là như thế này. Người tới quá bất ngờ, Tương Hữu Tuyền nếu không giới thiệu thì không biết người từ đâu ra. Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Lân, từ hệ thống tòa án đi ra. Điều này Lăng Chính Dược cùng Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Quốc Đống, chú ý cách nói chuyện của cậu, thân phận của cậu bây giờ đã khác, dù ở trường hợp gì cũng phải biết kiềm chế. Mặt Qua Tính hơi nhăn lại. Cô biết Triệu Quốc Đống đương nhiên không hài lòng, vì việc này Triệu Quốc Đống hao hết tâm tư, về tình về lý Trung Dược Quân lên làm thường vụ tỉnh ủy cũng không quá đáng. Năm nay GDP của Ninh Lăng sẽ vượt Ando, là thành phố có tốc độ phát triển kinh tế nhanh như vậy, bí thư thị ủy tiến vào thường vụ tỉnh ủy cũng là chuyện bình thường. Ví dụ như tỉnh Tô thậm chí có hai bí thư thị ủy của hai thành phố không phải cấp phó tỉnh làm thường vụ tỉnh ủy. Ninh Lăng đã thành đại biểu cho đô thị mới nổi của khu vực đất liền, bí thư thị ủy vào thường vụ tỉnh ủy cũng không hề quá mức. Hơn nữa biểu hiện của Trung Dược Quân cũng rất tốt, nhưng Trung ương có cân nhắc của Trung ương. Tương Hữu Tuyền là người được Trung ương chọn tới An Nguyên, thực tế thì các tỉnh có nhiều vị trí chưa điều chỉnh xong. Mặc dù là đại hội đảng của An Nguyên tiến hành xong thì vẫn có thể điều chỉnh. Qua Tính tin Triệu Quốc Đống biết điểm này. Qua tỷ, điều này có thể làm người ta bực bội không? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Đây là đang đả kích tính tích cực công tác đó. Quốc Đống, có một số việc cần quá trình, Trung Dược Quân làm bí thư thị ủy Ninh Lăng được bao lâu? Tháng 3 năm 2005 cậu rời khỏi Ninh Lăng thì y mới làm bí thư thị ủy. Hơn 2 năm thì sao có thể cảm thấy lưng mình đủ cứng được chứ? Qua Tính bình tĩnh nói. Tôi thấy tâm trạng này là không thích hợp. Được rồi Qua tỷ, Dược Quân cũng không như chị nói, chỉ là tôi thấy bất công thay y mà thôi, coi như tôi chưa nói. Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc giải thích. Ai chẳng muốn tiến bộ, mà đây là một sự khẳng định với Ninh Lăng. GDP năm nay của Ninh Lăng sẽ vượt Ando, càng quan trọng hơn là tôi thấy hình thức phát triển của Ninh Lăng đáng được đánh giá cao, hy vọng Ninh Lăng có thể là người dò đường cho sự phát triển của các thị xã khác trong An Nguyên, làm cho các nơi khác ở An Nguyên kết hợp tình hình thực tế của mình mà tìm con đường phát triển của mình, không nên vùi đầu phát triển GDP mà quên đi vấn đề dân là gốc. Qua Tính gật đầu, cô suy nghĩ một chút mới nói. Quốc Đống, tôi cũng không nói nhiều với cậu, vẫn là câu nói kia. Trung ương có cân nhắc của mình, biểu hiện của Trung Dược Quân thì Trung ương thấy rõ. Ninh Lăng phát triển đại biểu cho sự quật khởi của các đô thị mới tại khu vực đất liền, Trung ương sẽ chú ý hiệu ứng làm mẫu của nó. Tôi nghĩ Trung ương sẽ có an bài tốt, cậu không nên dây dưa mãi ở vấn đề này. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ xua tay nói. Tôi còn có thể làm gì nữa chứ? Đúng, ngoài ra còn một tin tốt nói với cậu. Ban đã đồng ý điều đồng chí Trương Hoành Vĩ đến Ủy ban tỉnh An Nguyên công tác. Ban đã theo trình tự trao đổi với Bí thư Chính Dược và Bí thư Trấn Trung, tôi đây coi như chính thức trao đổi với cậu. Có lẽ tỉnh ủy An Nguyên rất nhanh sẽ nghiên cứu việc này. Ồ, Triệu Quốc Đống vui vẻ, không ngờ Trương Hoành Vĩ nhanh như vậy đã làm xong, xem ra tên này cũng có chút bản lĩnh. Xem ra cậu còn không biết Trương Hoành Vĩ này có quan hệ rất rộng. Qua Tính gật đầu, cô biết Triệu Quốc Đống và Trương Hoành Vĩ có quan hệ tốt. Trương Hoành Vĩ có suy nghĩ rõ ràng, tác phong cẩn thận. Năng lực phi phàm, tới An Nguyên cũng có thể giúp Triệu Quốc Đống một tay. Triệu Quốc Đống hiểu ý của Qua Tính nhưng không nói nhiều, mỗi người đều có bí mật của hắn. Quyển 19, chương 58. Trương Hoành Vĩ đảm nhiệm chức ủy viên đảng ủy ban tỉnh An Nguyên không tạo bao sóng gió, hội nghị thường vụ đại hội đại biểu nhân dân tỉnh cũng nhanh chóng bổ nhiệm Trương Hoành Vĩ làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh bỏ trống đã lâu nhưng trong này có một chi tiết rất vi diệu đó là Trương Hoành Vĩ không lập tức làm trợ lý chủ tịch tỉnh. Rất nhiều người cho rằng Trương Hoành Vĩ xuống nhất định làm chức này nhưng tình hình không phải như thế. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy vì vấn đề Trương Hoành Vĩ làm trợ lý chủ tịch đã có tranh luận kịch liệt, trưởng ban tổ chức cán bộ Tề Hoa lấy lý do đại hội đảng tỉnh sắp tổ chức nên đề nghị tạm thời không có điều chỉnh nhân sự, đợi đại hội đảng kết thúc rồi nghiên cứu, ý kiến này được hầu hết thường vụ tán thành. Mặc dù Triệu Quốc Đống và Dương Kính Quang đều đưa ra việc cân nhắc nhu cầu công việc nhưng hội nghị thường vụ vẫn quyết định đợi kết thúc đại hội đảng rồi nghiên cứu. Triệu Quốc Đống ý thức được trong nhiều vấn đề quyền lên tiếng của mình khá yếu,
Mặc dù Dương Kính Quang dốc hết sức ủng hộ mình NSNG3 kiên cường cùng Quan Kinh Sơn không tham gia hội nghị, mấy người Phùng Cương, Đinh Sâm cùng với Hắc Mộng Hiệp truyền thống trung lập không tỏ rõ thái độ, nhưng Triệu Quốc Đống biết đám người này sớm ý thức được vấn đề khó có thể thông qua nên im lặng. Thực tế đây cũng không phải chuyện quan trọng gì, Trương Hoành Vĩ làm trợ lý chủ tịch chỉ là sớm hay muộn. Nhưng Triệu Quốc Đống nhạy cảm thấy được có người muốn gây sự ở vấn đề này, bác bỏ đề nghị của mình để bọn họ tạo ấn tượng với bên ngoài. Trương Hoành Vĩ trước đây đến An Nguyên không nhiều, đương nhiên đến An Nguyên nhất định phải tới An Đô, cơ hội tới các thị xã bên dưới càng ít. An Đô là thành phố cấp phó tỉnh ở khu vực đất liền, những năm cuối 80, đầu 90 có danh tiếng rất lớn, tổng thể kinh tế chỉ thấp hơn Quảng Châu, nhưng từ giữa những năm 90 các nơi trong cả nước phát triển rất nhanh, An Đô lại phát triển chậm, tốc độ tăng trưởng vốn cao hơn bình quân của tỉnh giảm xuống thấp hơn, hơn nữa mãi không thể thay đổi hiện trạng này. So sánh với các nơi khác trong An Nguyên phát triển nhanh, An Đô vì thế được gọi là giai đoạn 10 năm xuống dốc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thường chỉ từ 2 đến 4%, rất nhiều công ty nhà nước rơi vào khó khăn, thu tài chính giảm mạnh. Lãnh đạo chủ yếu thành phố An Đô đều đang tìm con đường phát triển mới cho An Đô. Từ Diêu Văn Chí đã bắt đầu lấy ngành điện tử, sản phẩm phần mềm làm điểm đột phá, Quan Kinh Sơn làm thị trưởng cũng đưa ra phát triển các sản nghiệp ưu thế và sản nghiệp mới. Đến khi Đàm Lập Phong làm thị trưởng lại cân nhắc muốn thay đổi, muốn xác định phát triển ngành dịch vụ là mục tiêu trung tâm của An Đô. Tòa nhà này nằm ở phía đông nam nội thành, nằm cạnh dòng Ninh Giang, tòa nhà cao 52 tầng ở trung tâm thành phố không tính gì, nhưng ở đây lại khác hẳn. Vị trí ở đây khá tốt, là nơi hội họp của dòng Mai Giang, Ninh Giang, bên cạnh có tòa tháp Xá Lợi từ thời Minh mới được phục chế lại sau ngọn lửa chiến tranh. Chủ tịch, tôi cảm thấy mỗi một tấc đất ở An Đô đều thấm đầy lịch sử, tôi đúng là có chút thích nơi này. Trương Hoành Vĩ đứng trước cửa sổ nhìn về phía mặt trời dần dần tối đen, phía chân trời hiện lên một vệt sáng chói mắt, những đoàn xe nối đuôi nhau bên dưới từ từ tiến về địa điểm mình cần tới. Cầu Ngự Mã từ bắc qua sông đến thẳng dưới chân núi Ngự Mã. Núi Ngự Mã nghe nói là sau khi Kiến Văn Đế thời Minh bị lật đổ chạy trốn tới phía nam rồi bị vây ở Giang Bắc. Sau đó một con ngựa trắng từ dưới dòng nước lao tới, Kiến Văn Đế do muốn bỏ trốn vì thế nhảy lên lưng ngựa, con ngựa bên dưới không ngờ yên tĩnh, sau đó Kiến Văn Đế điều khiển ngựa chạy qua sông. Vì thế núi này được gọi là núi Ngự Mã. Đây là nơi náo nhiệt phồn hoa phía đông An Đô, các đại sứ quán lớn đều ở trên con đường này như Mỹ, Anh, Nhật Bản. Anh đây là thật lòng nói thế hay là lấy lòng tôi? Triệu Quốc Đống ngửa đầu vào ghế, hắn vừa nhìn ra ngoài vừa suy nghĩ. Trời về chiều càng lúc càng tạo ra những áng mây đỏ rực đẹp mắt. Ha ha, chủ tịch, nhân phẩm của tôi bị nghi ngờ đến thế sao? Trương Hoành Vĩ xoay người trở lại vị trí của mình. An Đô mặc dù không có khí thế khổng lồ như Bắc Kinh nhưng lại có dáng vẻ khác. Là thành phố có lịch sử bậc nhất khu vực đất liền, tôi cảm thấy An Đô hoàn toàn có thể trở thành thành phố trung tâm của khu vực đất liền. Lời này của anh mà để Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong nghe được thì sẽ rất hài lòng. Bọn họ vẫn theo đuổi mục tiêu này nhưng hiện nay chưa tìm được con đường phát triển thích hợp. Triệu Quốc Đống lắc lắc chén rượu trong tay, mùi hương rượu quanh quẩn bay vào mũi. Sẽ tìm được thôi, An Đô có hậu thuẫn mạnh về kinh tế, nó cần tìm con đường thích hợp của mình, sau đó thông qua con đường này mà xác định xem mình có tác dụng gì trong hệ thống kinh tế chung của tỉnh, điều này rất quan trọng. Tôi cảm thấy thị trưởng Đàm rất chú ý cái nhìn của ngài, vẫn lắng nghe ý kiến bên này. Sức quan sát của Trương Hoành Vĩ có thể nói là rất nhạy bén. Buổi chiều Triệu Quốc Đống dẫn Trương Hoành Vĩ tham gia lễ khởi công công trình phục hồi di chỉ văn hóa thời Đường ở An Đô, đây là di chỉ lớn thứ hai cả nước về đời Đường mà Trung Quốc phát hiện trong 10 năm qua. Các nhà khảo cổ học phát hiện ở bên dưới một công trình kiến trúc có một lớn đời Đường, hơn nữa có nhiều vật chôn cùng. Bên thành phố An Đô thì Đàm Lập Phong cũng có mặt tham gia nghi thức. Sau khi nghi thức kết thúc, Triệu Quốc Đống và Đàm Lập Phong nói chuyện nửa tiếng. Trương Hoành Vĩ cảm thấy Đàm Lập Phong rất coi trọng ý kiến của Triệu Quốc Đống, thậm chí vượt quá thái độ của một thị trưởng với chủ tịch tỉnh. Phải biết rằng thành phố An Đô là thành phố cấp phó tỉnh, địa vị ở An Nguyên không bình thường. Mà thái độ của Đàm Lập Phong không đơn giản như là xuất phát từ tôn kính. Có lẽ thế, Đàm Lập Phong là nhân vật khôn khéo, tôi và y cũng có chút khúc mắc. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Ồ! Trương Hoành Vĩ có chút tò mò. Triệu Quốc Đống nói qua mâu thuẫn giữa mình và Đàm Lập Phong lúc ở Hoài Khánh, Trương Hoành Vĩ nghe xong cũng kinh ngạc. Hắn mặc dù biết lần đó Triệu Quốc Đống ở chức thị trưởng Hoài Khánh rồi bị đẩy đi nhưng không ngờ lại có chuyện phong phú như vậy.
nhất là trận chiến này không ngờ liên quan tới nhiều nhân vật cao cấp như vậy. Tự ủy viên Bộ Chính trị Ninh Pháp, chuẩn ủy viên Bộ Chính trị Ứng Đông Lưu, cùng Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương Qua Tĩnh, trong tỉnh còn có Trần Anh Lộc, cũng liên quan tới bộ máy hiện nay của Hoài Khánh. Nói như vậy ngài và thị trưởng Đàm còn có trưởng Ban Thư ký Trần có khúc mắc nhưng đã sớm giải tỏa. Trương Hoành Vĩ tò mò hỏi. Cái này phải xem cảm nhận của từng người. Anh nếu bỏ qua thì sẽ bỏ, nếu không thì cả đời cũng không vứt được. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Vấn đề này đối với mỗi người thậm chí mỗi một giai đoạn đều có câu trả lời khác nhau. Trương Hoành Vĩ lặng lẽ gật đầu. Hôm nay hội nghị thường vụ không thông qua việc bổ nhiệm anh làm trợ lý chủ tịch, anh không có suy nghĩ gì chứ? Triệu Quốc Đống giơ chén rượu lên mời. Hắc hắc, chủ tịch, suy nghĩ nhất định là có, gánh nặng thì không. Đúng như ngài nói, cái của tôi thì sẽ là của tôi, không ai trộm được. Trương Hoành Vĩ nhấp ngụm rượu rồi nói. Chỉ là cảm thấy có chút mất mặt với đám bạn bè. Đều nói tôi xuống địa phương không làm phó chủ tịch tỉnh, sao ngay cả chức trợ lý chủ tịch cũng không mò được, đi làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh ư. Đúng là làm tôi hơi mất thể diện. Câu cuối cùng của Trương Hoành Vĩ làm Triệu Quốc Đống không nhịn được cười. Người này thoạt nhìn không có suy nghĩ mấy nhưng có lẽ đã chuẩn bị tâm lý. Thời gian một tháng đủ để thông trên ban tổ chức cán bộ trung ương, mà Tằng Quyền Quân cũng ra mặt giúp. Qua đó có thể thấy năng lực, quan hệ của Trương Hoành Vĩ không hề nhỏ. Quyền 19, chương 519. Hoành Vĩ, nói thật hội nghị thường ủy hôm qua tôi cũng không cố sức tranh cho anh, trước đó không báo trước nên tôi. Triệu Quốc Đống mới nói tới đây Trương Hoành Vĩ đã mỉm cười cắt ngang. Chủ tịch tỉnh, tôi biết, ngài không cần nói như vậy. Tôi cũng không có ý định có thể kiếm được chức trợ lý chủ tịch trước đại hội đảng, cho nên tôi không có. Trương Hoành Vĩ không nói thêm. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhíu mày nói. Anh biết, chủ tịch, tôi mới đến vài ngày nhưng cũng mơ hồ biết một chút vấn đề ở An Nguyên. Không sao, tôi tin ngài. Trương Hoành Vĩ khá bình tĩnh nói. Triệu Quốc Đống cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Trương Hoành Vĩ, đối phương biểu hiện rất tự nhiên, Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Được, tôi không nhìn lầm anh, có chút người tưởng rằng có thể mượn vài thủ đoạn nhỏ để đạt được gì đấy, tôi nghĩ bọn họ sẽ rất thất vọng. Trương Hoành Vĩ cũng không hỏi Triệu Quốc Đống ám chỉ gì, nhưng hắn có thể cảm thấy được có liên quan tới đại hội đảng. Mặc dù mới đến An Nguyên chưa lâu nhưng hắn đã cảm thấy nước ở An Nguyên phức tạp, sâu hơn mình nhiều, bảo sao trước khi mình tới có người nhắc An Nguyên là đầm rồng hang hổ. Chỉ là hắn đến cũng thể hiện lập trường, hắn tự ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia xuống, lại đi sau Triệu Quốc Đống một tháng nên bên kia sẽ dễ biết mình có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống. Vì thế tất cả đã sớm xác định. Hắn muốn thay đổi cũng phí công. Trương Hoành Vĩ rất tin tưởng vào Triệu Quốc Đống, mặc dù bây giờ thoạt nhìn Triệu Quốc Đống yếu thế nhưng Trương Hoành Vĩ vẫn cảm thấy đây là hiện tượng bề ngoài, hai bên đang tích tụ lực lượng, đây không phải là mày chết tao sống nhưng ở tầm này thường dùng cách càng văn minh hơn để giải quyết. Trương Hoành Vĩ cảm thấy đến An Nguyên mình sẽ cảm nhận được mưa gió mà mình chưa bao giờ gặp phải. Chút chuyện ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia so sánh với nơi này đúng là không phức tạp bằng. Chủ tịch. Còn vài ngày nữa là đại hội đảng, xem ra ngài đã tính trước. Trương Hoành Vĩ rất tự nhiên nói. Coi như là có điểm tự tin, mà không có cũng phải tỏ ra là có. Triệu Quốc Đống nở nụ cười nhưng trên trán đầy vẻ phiền muộn. Đại hội đảng là chuyện quan trọng nhất đối với đảng ta. Đại hội đảng lần trước tôi cũng vừa tới Ninh Lăng làm bí thư thị ủy, thoáng cái đã qua 5 năm, đời người có mấy lần 5 năm. Thời gian không đợi người nhưng có đôi khi không thể không nhẫn nhịn, dục tốc tắc bất đạt. Nhưng cũng không thể bình thản chịu đựng, nhún nhường, trong này đúng là khó có thể nắm vững. Trương Hoành Vĩ cảm thấy trong lòng Triệu Quốc Đống có nhiều thứ không tiện nói nên chỉ có thể lặng lặng nghe. Tình hình bây giờ khác trước, An Nguyên đang trong giai đoạn mấu chốt của sự phát triển, bây giờ đã không đơn giản là không tiến sẽ lui mà có thể bị trào lưu bỏ lại rất xa, mà làm như thế nào bước tới một cách ổn định thì cần người trên thuyền cùng suy nghĩ. Như cách nói của Trung ương chính là làm quần chúng nhân dân cảm thấy lợi ích từ cải cách. Điểm này tôi thấy chúng ta cần cẩn thận cân nhắc, mà ở điểm này trước đây chúng ta đã hơi quên mà càng chú trọng đạt được mục đích của mình mà thôi. Triệu Quốc Đống hình như bị rượu kích thích nên nói nhiều hơn. Phát triển rất quan trọng, đây là trụ cột, nhưng là làm cho dân chúng có lợi mới là mục đích căn bản. Chúng ta không thể lấy cớ chúng ta còn cần phát triển mà quên đi chức trách và nghĩa vụ của chính quyền. Mắt Trương Hoành Vĩ hơi động. Chủ tịch,
vậy ngài cảm thấy chức trách và nghĩa vụ của chính quyền là cần chú ý phát triển hơn, hay là chú ý vấn đề dân sinh hơn? Câu hỏi rất sắc bén. Triệu Quốc Đống nghiêng mắt nhìn Trương Hoành Vĩ, tên này hỏi luôn có bẫy trong đó. Chẳng qua hắn đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này nên không làm khó được hắn. Tôi không phải nói rồi sao, đối với chính quyền mà nói phát triển là cơ sở, dân sinh là mục đích. Nhưng tôi cảm thấy theo tình hình thực tế mà nói thì chính quyền dồn quá nhiều tinh lực vào chức năng kinh tế, tham gia quá sâu, quản quá rộng, biến chức năng từ dẫn đạo và chỉ đạo thành chủ đạo, mặc dù chỉ khác nhau một chữ nhưng khác nhau rất xa. Về phần khác, chức năng chính của chúng ta là phục vụ công bằng công chính, giám sát và hệ thống luật lại bị bỏ qua. Trương Hoành Vĩ giật mình, lời này của Triệu Quốc Đống không bình thường. Khi cả nước tập trung vào phát triển, đảng ủy, chính quyền các cấp dồn hết tâm trí, thể xác và tinh thần vào thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương, Triệu Quốc Đống lại đưa ra quan điểm này không thể không nói là quá đặc biệt. Chính quyền nếu một lòng một dạ thầm nghĩ muốn phát triển kinh tế, tăng thu tài chính như vậy khó tránh khỏi sẽ quên cái khác, thậm chí có thể hội hy sinh lợi ích ở phương diện khác để phát triển kinh tế. Cơ chế khảo sát quyết định anh muốn thăng chức khiến anh không thể không phục tùng mục tiêu chủ yếu. Nhưng một khi Triệu Quốc Đống, chính quyền địa phương theo đuổi mục tiêu khác với mục tiêu hy vọng của quần chúng nhân dân thì tôi cảm thấy chúng ta cần nghĩ lại cơ chế khảo sát. Đảng ủy chính quyền địa phương làm như vậy là vì cái gì? Là để lãnh đạo cấp trên hài lòng hay làm dân chúng hài lòng? Có thể sẽ có người nói hai mục tiêu này là thống nhất, về bản chất mà nói đúng thế, nhưng quan trọng là đảng ủy, chính quyền địa phương có làm được như vậy không? Tôi cảm thấy có phương diện làm được nhưng rất nhiều phương diện chúng ta vẫn kém xa, thậm chí nhiều nơi hy sinh lợi ích nhân dân để thỏa mãn yêu cầu cấp trên. Tôi hy vọng mình có thể thay đổi gì đó, dù trả giá một ít cũng không đáng tiếc. Đây là câu nói của Triệu Quốc Đống làm Trương Hoành Vĩ rung động nhất. Trên đường về chỗ ở, Trương Hoành Vĩ vẫn trằn trọc, cả đêm khó ngủ. Quan điểm và lời nói của Triệu Quốc Đống làm hắn bị chấn động mạnh. Trước đây hắn sở dĩ chọn tới An Nguyên là coi trọng sự phát triển của Triệu Quốc Đống, cho rằng hắn có đầu óc linh hoạt, nhạy cảm chính trị cao, một khi có cơ hội là tỏa sáng ngay. Mà mình đi theo hắn thì cũng sẽ phát triển theo. Trương Hoành Vĩ tự nhận mình là người thực tế, bởi vì người thực tế mới phát triển nhanh được. Nhưng tối nay hắn cảm thấy nhận thức của mình về Triệu Quốc Đống là rất khác. Trương Hoành Vĩ thậm chí có chút xấu hổ và lo lắng. Hắn không biết Triệu Quốc Đống nói vậy có phải ra vẻ không, nếu vậy thì hắn cho rằng khả năng biểu diễn của Triệu Quốc Đống quá cao. Về phần không phải ra vẻ như vậy hắn càng coi trọng đối phương hơn, thậm chí hết sức ủng hộ. Mặc dù hắn chưa chắc tán thành quan điểm của đối phương nhưng ít nhất cũng có thể để lương tâm mình được giải thoát. Nói tóm lại Trương Hoành Vĩ cảm thấy mình đến An Nguyên là đúng, dù kết quả như thế nào thì mình cũng sẽ rèn luyện được nhiều thứ, có lợi cho sự trưởng thành của mình. Đại hội Đảng tỉnh An Nguyên lần thứ 10 chính thức khai mạc vào ngày 11 tháng 6 năm 2007, lễ khai mạc tổ chức long trọng ở khách sạn An Châu, An Đô, 885 đại biểu thay mặt hơn 4 triệu đảng viên toàn tỉnh tham gia hội nghị lần này. Hội nghị sẽ tuyển chọn ủy viên tỉnh ủy và thường vụ tỉnh ủy lần này, đồng thời còn chọn ra đại biểu tham gia Đại hội Đảng tỉnh toàn quốc diễn ra sau đây nửa năm. Hội nghị có 5 nội dung. Một, nghe ủy viên khóa 9 báo cáo, 2, nghe ủy viên ủy ban kỷ luật tỉnh An Nguyên báo cáo, 3, tuyển chọn ủy viên tỉnh ủy khóa 10, 4, tuyển ủy viên ủy ban kỷ luật, 5, tuyển cử đại biểu tham gia Đại hội Đảng toàn quốc. Lăng Chính Dược thay mặt ủy viên tỉnh ủy An Nguyên khóa 9 đọc báo cáo. Lăng Chính Dược nói rất có tính kích động, Triệu Quốc Đống ngồi trên đài chủ tịch khá phóng túng, rất hăng hái nghe Lăng Chính Dược đọc báo cáo. Bài báo cáo này do văn phòng tỉnh ủy soạn và sửa nhiều lần. Lăng Chính Dược tự mình sửa rồi báo cáo thông qua trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Quyển 19, chương 60. Một ngày trước khi khai mạc, các đoàn đại biểu đã lục tục tới An Đô. Lăng Chính Dược, Triệu Quốc Đống cùng với Miêu Trấn Trung đều dành thời gian tới các khách sạn thăm các đoàn đại biểu. Triệu Quốc Đống tới thăm 3 đoàn gồm Hoài Khánh, Vinh Sơn, Đường Giang. Hắn cố ý gọi Trương Hoành Vĩ theo để y nhanh chóng dung nhập. Cũng may Trương Hoành Vĩ có danh nghĩa ủy viên đảng ủy ban tỉnh. Hơn nữa hắn là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh nên nhiều người đều đoán hắn từ ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia xuống rất nhanh sẽ làm trợ lý chủ tịch nên tiếp đón khá nồng nhiệt. Mặc dù ủy viên tỉnh ủy và ủy viên ủy ban kỷ luật đều là tuyển cử nhưng Triệu Quốc Đống tin Trương Hoành Vĩ có thể thuận lợi qua cửa. Nhưng hắn lo là số phiếu của Trương Hoành Vĩ đừng có quá thấp. Theo tình hình chính trị hiện nay thì hầu hết các suất là chắc chắn nhưng đối với một số nhân viên cá biệt do nguyên nhân nào đó thì vẫn xuất hiện tình huống không trúng cử.
Trương Hoành Vĩ mới tới vài hôm, mặc dù nằm trong danh sách ứng cử nhưng khó nói ở tình huống đặc biệt nào đó mà không trúng cử hay không. Cho nên 2-3 ngày trước đó Triệu Quốc Đống dẫn Trương Hoành Vĩ tham gia hai hội nghị và nghi thức khánh thành, còn để Trương Hoành Vĩ lấy danh nghĩa được mình ủy thác tới tham gia lễ khởi công xây dựng một hạng mục ở Thiên Châu. Mấy việc này Triệu Quốc Đống vốn không cần tự mình tham gia nhưng hắn vẫn dành thời gian để tạo cơ hội tiếp xúc với bên dưới cho Trương Hoành Vĩ. Triệu Quốc Đống còn chuyên môn yêu cầu đài truyền hình An Nguyên trong tin tức đưa tin về Trương Hoành Vĩ, cố gắng giới thiệu thân phận của Trương Hoành Vĩ, như vậy ít nhất ở trình độ nhất định sẽ tạo ra tác dụng gì đó. Cẩn thận vẫn hơn, mấy hành vi thoạt nhìn dư thừa thậm chí là khoa trương nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy là cần thiết. Triệu Quốc Đống không lo mình được ít phiếu, hắn có tự tin này. Hắn tin dù là có người rất phản cảm khi mình về An Nguyên thì cũng không ai dám động chạm tay chân ở việc này. Như vậy việc Trương Hoành Vĩ được bao phiếu chính là thể hiện hướng gió cho uy tín của mình hay uy quyền của Lăng Chính Dược cao hơn. Miêu Trấn Trung thấy rõ vài động tác của Triệu Quốc Đống. Sau hôm đó hai người đã phối hợp khá ăn ý ở nhiều vấn đề, nhưng loại ăn ý này chỉ có thể lặng lẽ tiến hành. Triệu Quốc Đống không hề e ngại đưa ra lo lắng ở vài vấn đề, Miêu Trấn Trung cũng có chút bất ngờ khi sự nhạy bén của đối phương tới mức này. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam hơn năm nên biết rõ cơ chế tuyển cử trong đảng, vì thế có lo lắng như vậy là rất bình thường, nhất là ở tình hình đặc biệt của An Nguyên. Theo Miêu Trấn Trung thấy phán đoán của Triệu Quốc Đống là rất chính xác. Triệu Quốc Đống trưởng thành từ An Nguyên, thành công ở Ninh Lăng đủ để áp đảo tất cả ai muốn nhằm vào hắn. Mặc dù là muốn hắn có số phiếu ít cũng rất khó khăn. Nhưng Trương Hoành Vĩ lại là nhân tố khác. Trương Hoành Vĩ mới tới. Mà rất nhiều trong số hơn 800 vị đại biểu khi tuyển cử thực tế chỉ nhìn danh sách, thường có sự bài xích với cái tên lạ. Nếu có thêm ai đó kích động thì Trương Hoành Vĩ được số phiếu ít cũng không lạ. Đương nhiên Miêu Trấn Trung cũng không cho rằng Trương Hoành Vĩ không thể trúng cử, ở tầm đại hội đảng tỉnh thì một lần nữa đưa ra ứng viên khác gần như không thể, trên thực tế chỉ là xác định số phiếu bầu xem uy tín tới đâu mà thôi. Triệu Quốc Đống chủ yếu lo lắng Trương Hoành Vĩ được ít phiếu nên mất mặt, điểm này Miêu Trấn Trung cũng tán thành. Lai lịch và biểu hiện của Trương Hoành Vĩ đủ để cho người khắp nơi thấy rõ phương hướng của hắn. Nếu Trương Hoành Vĩ được phiếu bầu làm ủy viên tỉnh ủy với số phiếu quá thấp, dù qua cửa sợ cũng làm người ở bên dưới lo cho sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống. Lòng người rất phi diệu, Triệu Quốc Đống mới làm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh nên có thiếu hụt, có chênh lệch không nhỏ với Lăng Chính Dược. Nhìn quanh bí thư, thị trưởng của 14 thành phố thị xã xem, có ai không là người nhanh nhạy, khôn ngoan. Tỉnh táo, các đại biểu cũng như vậy. Trừ khi ở tình hình bắt buộc không thể có lựa chọn khác thì chỉ sợ mỗi người đều không muốn chống đối ý đồ của Lăng Chính Dược. Thời này có mấy người vì lý tưởng mà bất chấp tất cả. Có lẽ có người trong lúc nhất thời bị cảm tính chi phối nhưng rất nhanh sẽ bị thực tế vô tình làm mình bình tĩnh lại. Không có ai không quan tâm cái mũ và tiền đồ chính trị của mình. Đương nhiên, Miêu Trấn Trung cũng không cho rằng Triệu Quốc Đống đến An Nguyên mà không có chỗ dựa nào. Triệu Quốc Đống có thể lên làm chủ tịch tỉnh ở độ tuổi này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn tin tưởng Lăng Chính Dược sẽ không khinh thường Triệu Quốc Đống chính vì như vậy Miêu Trấn Trung mới không ngại hợp tác với Triệu Quốc Đống. Người mất đấu trí như Tần Hạo Nghiên, Miêu Trấn Trung căn bản không lãng phí tinh lực với đối phương, cho nên hắn thả đồng ý nhịn chờ đợi thời cơ. Triệu Quốc Đống bây giờ như một mầm non mới nhú, còn cần ánh sáng, nước nuôi dưỡng, cần có thời gian. Triệu Quốc Đống cần trải qua mưa gió để thu được các thứ và làm mình lớn mạnh lên, đến một ngày có thể trưởng thành làm cây đại thụ khổng lồ, chỉ đến lúc ấy Triệu Quốc Đống mới có quyền lên tiếng thuộc về mình. Mà bây giờ Triệu Quốc Đống còn cần phải dựa vào lực lượng bên ngoài để thăng bằng. Lăng Chính Dược bình tĩnh ngồi ở bàn chủ tịch, đại hội đảng đã tiến vào giai đoạn quan trọng nhất, tuyển cử các ủy viên tỉnh ủy, ủy viên, ủy ban kỷ luật tỉnh cùng với các đại biểu tham gia đại hội đảng toàn quốc. Triệu Quốc Đống bên cạnh rất thoải mái nói chuyện với Miêu Trấn Trung. Lăng Chính Dược cũng không nghĩ hai người lại có vẻ như tính trước tất cả, rất yên tâm. Lăng Chính Dược không tin Triệu Quốc Đống không cảm thấy, không ý thức được gì, đương nhiên có lẽ kết quả bầu chọn không đại biểu gì nhưng sức ảnh hưởng không thể xem nhẹ. Ví dụ như y thì y rất tự tin vào bố trí của tỉnh ủy. Nhưng Lăng Chính Dược bây giờ lại thấy có mùi vị không bình thường, bây giờ chỉ có thể đợi kết quả tuyển cử xuất hiện. Kết quả rất nhanh đã có. Khi Lăng Chính Dược thấy mặt Tề Hoa hơi tối lại, Trần Anh Lộc khẽ cau mày, ý thức được tình huống có thể không làm người ta hài lòng như dự tính. Sau khi thấy kết quả không có gì sai sót, Lăng Chính Dược tuyên bố tuyển các ủy viên tỉnh ủy,
ủy viên dự khuyết, ủy viên ủy ban kỷ luật tỉnh và đại biểu tham gia đại hội đảng toàn quốc. Đây là thông báo các thành viên ủy viên tỉnh ủy An Nguyên trong đại hội đảng khóa mới. Trần Anh Lộc có một cảm giác rất không tốt, mặc dù điều này không nói rõ vấn đề gì nhưng số phiếu của Triệu Quốc Đống và Trương Hoành Vĩ đã đủ để thể hiện hướng gió. Số phiếu của Triệu Quốc Đống trong các ủy viên tỉnh ủy không quá cao, thậm chí còn thấp hơn một chút so với mình đoán. Nhưng số phiếu của Trương Hoành Vĩ không ngờ lại kém Triệu Quốc Đống không ít, điều này vượt quá suy đoán của mình và Tề Hoa. Theo Trần Anh Lộc và Tề Hoa thấy số phiếu của Triệu Quốc Đống cao hay thấp không nói rõ được gì. Dù sao hắn là phó bí thư tỉnh ủy, lại là cán bộ trưởng thành từ An Nguyên nên được phiếu cao chứng tỏ nhiều người coi trọng năng lực công tác kinh tế của hắn, hy vọng hắn có thể làm được gì đó trên vị trí chủ tịch tỉnh. Hắn được phiếu thấp có lẽ là do hắn còn quá trẻ, lý lịch thiếu, thiếu quan hệ ở các sở ban ngành, nhưng điều này không đại biểu gì cả. Với đầu óc và thủ đoạn của Triệu Quốc Đống thì hắn sẽ rất nhanh dung nhập. Nhưng Trương Hoành Vĩ mới điều từ trên bộ tới không ngờ lại được số phiếu cao như vậy không thể không làm Trần Anh Lộc suy nghĩ sâu xa. Là người giúp đỡ Miêu Trấn Trung phụ trách đại hội đảng lần này, Trần Anh Lộc biết mình và Tề Hoa đều cố gắng để hạ thấp phiếu của Trương Hoành Vĩ. Trương Hoành Vĩ không được bên tỉnh ủy ủng hộ nhiều. Theo hai người đoán Trương Hoành Vĩ sẽ rất khó khăn mới được quá bán, hoặc là nói ít nhất không thể quá cao nhưng kết quả. Quyển 19, chương 61. 10 ngày trước không ai biết Trương Hoành Vĩ, nhưng Trương Hoành Vĩ lại có số phiếu bầu cao quá tưởng tượng, thậm chí thấp hơn Triệu Quốc Đống có một chút, điều này nói rõ vấn đề gì. Nó cho thấy sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống vượt quá tưởng tượng. Hắn có thể làm các đại biểu bỏ phiếu cho Trương Hoành Vĩ, đây chính là sự tín nhiệm vào Triệu Quốc Đống. Theo Trần Anh Lộc thấy đây là tín hiệu nguy hiểm, nói rõ sau hơn tháng Triệu Quốc Đống đã đứng vững, khôi phục sức ảnh hưởng vốn có của hắn. Đương nhiên Trần Anh Lộc cũng không cho rằng Triệu Quốc Đống có thể khiêu chiến uy quyền của Lăng Chính Dược. Nhưng đối với Lăng Chính Dược mà nói, có lẽ hắn sẽ có tâm trạng rối rắm khi thấy sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống vượt qua suy đoán của hắn, hơn nữa theo thời gian sẽ càng lúc càng mạnh. Cuộc chiến không khói dường như chính thức bắt đầu sau đại hội đảng. Nếu như Lăng Chính Dược không tỉnh táo nhận thức tình hình nghiêm trọng này, không thể có biện pháp củng cố sức ảnh hưởng của mình, như vậy thực lực hai bên chênh lệch sẽ càng lúc càng nhỏ. Đến khi phát hiện và anh muốn có hành động có khi đã muộn. Bầu thường vụ tỉnh ủy cũng đã chứng minh lo lắng của Trần Anh Lộc, Triệu Quốc Đống được số phiếu không cao. 85 vị ủy viên tỉnh ủy khóa 10 bầu với hình thức không viết tên, Triệu Quốc Đống được 68 phiếu nhưng đây không phải vấn đề quan trọng nhất. Tề Hoa là trưởng ban tổ chức cán bộ vậy mà chỉ có 52 phiếu, là người có số phiếu thấp nhất trong 13 thường vụ tỉnh ủy, còn kém hơn Tương Hữu Tuyển 5 phiếu. Bản thân Trần Anh Lộc được 81 phiếu, cao nhất, thậm chí còn cao hơn Lăng Chính Dược 2 phiếu. Xếp thứ hai là trưởng ban tuyên giáo Hắc Mộng Hiệp, chỉ kém hơn Trần Anh Lộc 1 phiếu. Phiếu nhiều hay ít không quyết định gì cả nhưng có thể nói rõ một vài thứ. Ủy viên tỉnh ủy bầu với hình thức không đề tên khác với đại biểu đảng bỏ phiếu. Trong 85 vị ủy viên tỉnh ủy này sẽ là lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền địa phương, là người đứng đầu sở ban ngành hoặc là đứng đầu công ty khổng lồ thuộc tỉnh. Đứng đầu các trường đại học, có thể nói là tập trung toàn bộ tinh anh của tỉnh, đều có quyền lực khá lớn. Phiếu nhiều cũng chứng minh sự tán thưởng của quần thể này đối với anh. Đại hội đảng lần thứ 10 cuối cùng đã kết thúc, không có sự kiện bất ngờ xảy ra nhưng rất nhiều người đều biết đại hội đảng tỉnh bế mạc nhưng cũng vén màn vở kịch chính thức. 13 thường vụ tỉnh ủy cùng xuất hiện trên TV giới thiệu với quần chúng nhân dân toàn tỉnh. Lăng Chính Dược thay mặt bộ máy lãnh đạo tỉnh ủy khóa mới phát biểu. Tỏ vẻ sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hơn 70 triệu dân và hơn 4 triệu đảng viên của tỉnh giao cho, đưa An Nguyên trở thành tỉnh có kinh tế đứng đầu khu vực đất liền của Trung Quốc, phấn đấu nước mạnh dân giàu. Từ dân giàu nước mạnh cũng là do Triệu Quốc Đống nói trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, lúc trước Triệu Quốc Đống vốn đề nghị là dân giàu nước mạnh nhưng sau khi suy nghĩ mãi liền đổi thành nước mạnh dân giàu. Đề nghị này cũng tạo ra thảo luận trong hội nghị thường vụ, nhất là từ dân giàu luôn làm người ta cảm thấy có chút khác với lý luận trước đây. Trong hội nghị thường ủy Triệu Quốc Đống đã chuyên môn giải thích cách dùng từ của mình, cho rằng mục đích chấp chính của Đảng Cộng sản chính là muốn cho quần chúng nhân dân hưởng cuộc sống hạnh phúc, mà cuộc sống hạnh phúc có thể nói là đa nguyên hóa, vừa có thể dùng chỉ số hạnh phúc để nói, cũng có thể dùng chỉ tiêu khác để giải thích, nhưng nếu dùng một từ ngữ tương đối trực quan để hình dung thì dân giàu chính là phù hợp tất cả quần thể người dân. Lời nói của Triệu Quốc Đống được các thường vụ tỉnh ủy tán thành. Ngay cả Lăng Chính Dược cũng đồng ý nên chủ động dùng từ này trong bài phát biểu của mình.
Tâm trạng không tốt của Tề Hoa Mãi mới tốt đẹp hơn chút sau khi Lăng Chính Dược dành cả buổi nói chuyện với hắn. Hắn dù như thế nào cũng không hiểu nổi sao Tương Hữu Tuyền mới tới mà có số phiếu cao hơn mình. Điều này làm hắn rất xấu hổ và tức giận. Là trưởng ban tổ chức cán bộ, hầu hết các ủy viên tỉnh ủy đều là đối tượng công tác trực tiếp với mình, sao lại có kết quả như vậy? Có cần như vậy không lão Tề, không phải chỉ là một con số thôi sao? Chẳng lẽ nói ít vài phút là anh không làm được trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ư? Long Ứng Hoa rất tự nhiên dựa lưng vào ghế. Bí thư Lăng không phải nói anh là trưởng ban tổ chức cán bộ nên dùng người khó tránh khỏi đắc tội người, nếu anh được phiếu quá cao mới là không bình thường. Tề Hoa biết Long Ứng Hoa đang an ủi mình, được phiếu rất cao tuy không bình thường nhưng thấp như vậy cũng là không bình thường. Anh không cần an ủi tôi biết vấn đề trong đó. Tề Hoa hầm hừ nói. Hắn có chút nghi ngờ mấy phiếu của Ando có phải có vấn đề không? Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong đều không thích hắn, nhất là ở vấn đề phó thị trưởng thường trực Vu Chiết, thị ủy Ando và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tranh chấp nhiều lần nên mâu thuẫn khá lớn. Vu Chiết trước từng là cục trưởng cục vật giá tỉnh, đến Vu Chiết làm phó thị trưởng thường trực Ando cũng chỉ là điều ngang cấp nhưng Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong vốn hy vọng trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Ando, Quách Trường Canh đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực. Kết quả cuối cùng Tề Hoa dựa vào ủng hộ của Lăng Chính Dược mà thành công để Vu Chiết tới Ando. Điều này làm Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong rất khó chịu, cho rằng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy dùng người không tôn trọng ý kiến của thị ủy Ando, vì thế Ando rất có ý kiến với Tề Hoa. Vì thế Tề Hoa có chút nghi ngờ có phải là thị ủy Ando chơi sau lưng mình không? Đương nhiên chỉ mấy phiếu ở Ando cũng không khiến mình chật vật như vậy, Tề Hoa cũng vì thế suy nghĩ mãi còn có vấn đề ở đâu. Lăng Chính Dược nói mặc dù khiến hắn yên tâm đôi chút nhưng Tề Hoa vẫn cảnh giác. Chỉ dựa vào bí thư tỉnh ủy ủng hộ mà không có sức ảnh hưởng của mình thì hắn là một trưởng ban tổ chức cán bộ không đủ tư cách. Long Ứng Hoa có chút kinh ngạc, vấn đề ở đâu? Y nhìn Tề Hoa rồi nói. Lão Hoa, không có căn cứ không nên đoán linh tinh, việc này cũng đã qua đi, anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh nếu càng nghi kỵ thì mới có vấn đề. Tôi biết, tôi chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Tề Hoa thở dài một tiếng. Có một số người hơi không hài lòng là chỉ trích, thật sự nghĩ đó là đất riêng của hắn chứ. Cấp dưới phục tùng cấp trên là bình thường, lại có người tự cao tự đại nên nghĩ mình có thể vuốt mông cọp. Long Ứng Hoa nghe ra Tề Hoa đang ám chỉ ai, nói thật hắn cũng không có ấn tượng tốt gì với đám cán bộ Ando, chính xác mà nói chỉ cần không phải cán bộ Ando đi ra thì đều không thích Ando. Các cán bộ từ sở ban ngành hoặc thị xã khác đi lên thì đều có chút không quen nhìn cán bộ Ando. Cũng may mấy năm qua kinh tế Ando phát triển chậm nên không cứng miệng được, tỷ lệ cán bộ Ando lên lãnh đạo tỉnh cũng giảm nhiều, như vậy mới cho cán bộ nơi khác có cơ hội biểu hiện nhưng điều này không có nghĩa sức ảnh hưởng của Ando giảm đi bao nhiêu. Lão Tề, tôi thấy anh cần cẩn thận một chút, không nên tin mấy lời đồn rồi trở mặt thành thù, có một số việc chúng ta phải để trong lòng, nếu trở mặt thì không có lợi cho chúng ta. Long Ứng Hoa trầm ngâm một chút mới nói. Tình hình bây giờ đã khác trước. Phải làm rõ mâu thuẫn chủ yếu và thứ yếu, cũng làm rõ phương diện của mâu thuẫn chủ yếu, thứ yếu, học cách nhìn nhận vấn đề. Tề Hoa biết Long Ứng Hoa nói gì. Tề Hoa khẽ hít sâu một hơi, cục diện không quá lạc quan. Triệu Quốc Đống trong đại hội đảng lần này có biểu hiện rất khác lạ, Long Ứng Hoa đang nhắc mình không nên có quá nhiều đối thủ, ảnh hưởng đến đại kế của Lăng Chính Dược. Lăng Chính Dược vẫn hy vọng An Nguyên có thể có đột phá trong sự phát triển. Triệu Quốc Đống đến mặc dù làm Lăng Chính Dược không quá hài lòng nhưng từ góc độ nào đó mà nói Lăng Chính Dược cũng có chút mong chờ đó chính là muốn xem Triệu Quốc Đống có phải chỉ có hư danh hay không. Triệu Quốc Đống có thể đẩy Ninh Lăng lên cao như vậy, bây giờ đổi sân khấu sang cấp tỉnh thì xem Triệu Quốc Đống có làm được gì khác lạ không. Long Ứng Hoa không muốn đánh giá biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng, tốc độ phát triển của Ninh Lăng làm mọi người phải sợ hãi. Nhưng Long Ứng Hoa vừa thừa nhận tầm nhìn của Triệu Quốc Đống nhưng cũng cho rằng Triệu Quốc Đống thành công cũng có nguyên nhân ngẫu nhiên nhất định. Quyển 19, chương 62. Sau khi đại hội đảng kết thúc, Triệu Quốc Đống bắt đầu tự hỏi công việc tiếp theo của mình là gì. Nhiệm vụ trước mắt của hắn rất nặng nề, mặc dù mình bây giờ vẫn là quyền chủ tịch tỉnh, trong mắt nhiều người thì mình còn cần ổn định đợi đến hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh diễn ra, mình chính thức được bầu làm chủ tịch tỉnh mới có hành động. Nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy thời gian trong đó quá dài, nếu như hắn ngồi im không làm gì thì chính là một loại dày vò. Đó không phải phong cách của hắn. Lăng Chính Dược cũng chưa chắc đã hy vọng mình ngồi im bất động như vậy.
là bí thư tỉnh ủy hắn có ưu thế chi phối mình, nếu là người có lòng dạ rộng rãi một chút thì nhất định sẽ có tác động gì đó với công việc của mình mới đúng. So sánh với lần trước về Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống bây giờ thấy mình khá mơ hồ. Đến Ninh Lăng hắn còn có chút tự tin, thoáng suy nghĩ một chút là hắn có thể nghĩ ra kế hoạch. Hơn nữa lúc ấy Trung Dược Quân cũng phối hợp, lúc áp dụng kế hoạch cũng không gặp nhiều cản trở. Mà Ninh Lăng dù sao cũng chỉ là cấp thị xã, lúc trước mình đã công tác ở Ninh Lăng mấy năm nên hiểu khá rõ về Ninh Lăng, nhất là trong việc sử dụng cán bộ thì mình có quyền quyết định tối cao, đây là nguyên nhân khiến mình có thể thoải mái như vậy ở Ninh Lăng. Tình hình bây giờ lại khác, còn kém hơn cả lúc mình làm thị trưởng Hoài Khánh. Lăng Chính Dược mặc dù còn chưa bại lộ ác cảm với mình nhưng cục diện đã rõ ràng. Vây quanh hắn là Tề Hoa, Lòng Ứng Hoa cùng với Trần Anh Lộc, đều là người trung thành với đối phương, mà mấy người Phùng Cương, Quan Kinh Sơn, Đinh Sâm, Hắc Mộng Hiệp cùng với Tương Hữu Tuyền mới tới thậm chí kể cả Miêu Trấn Trung có hợp tác với mình thì chỉ cần trong vấn đề lớn Lăng Chính Dược không làm trái nguyên tắc thì những người này sẽ không dễ dàng đứng về phía mình. Muốn tranh thủ được những thường vụ trung lập này ủng hộ thì phải căn cứ vào từng việc cụ thể xem có được bọn họ tán thành không, điều này có nghĩa mình không thể nào được bọn họ ủng hộ vô điều kiện. Như vậy mình cần bắt đầu từ mỗi một việc cụ thể. Triệu Quốc Đống đã từng bước thích ứng với thân phận của mình hiện nay. Thiếu Bằng, anh thấy tình hình hành lang khoa học kỹ thuật như thế nào? Triệu Quốc Đống ra hiệu Dương Thiếu Bằng ngồi xuống cạnh mình. Tình hình không quá tốt, có lẽ do trước đó làm quá lớn. Diện tích của hành lang khoa học kỹ thuật đạt tới 16,5 km², gần như tái tạo nội thành mới của Miên Châu, hiện nay mới là giai đoạn một mà đã đầu tư không nhỏ. Hơn nữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng và Miên Châu hy vọng có thể xây dựng xong các cơ sở vật chất của hành lang khoa học kỹ thuật trong giai đoạn một nên càng thúc đẩy công tác chuẩn bị nhanh hơn. Bọn họ cho rằng chuẩn bị xong các hệ thống điện lực, thông tin, giao thông, xử lý nước thải, khí đốt, thì về sau sẽ giảm bớt nhiều phiền phức. Bên Miên Châu cũng có ý đồ muốn mượn hành lang khoa học kỹ thuật này để biến trọng tâm đô thị sang phía Tây, mượn ngoại lực thúc đẩy xây dựng đô thị mới của mình. Nhưng bây giờ thì hay rồi, Miên Châu cũng bị kéo vào nên trước đó Miên Châu không thể không cắn răng gánh vác đến bây giờ không chịu nổi mới cầu cứu với tỉnh. Nửa tháng qua Dương Thiếu Bằng đã 3 lần tới Miên Châu, thậm chí còn dẫn người của Sở Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Giao thông, Tài chính tới công trường tìm hiểu, buộc Miên Châu báo cáo thật. Về cơ bản đã hiểu rõ tình hình của hành lang khoa học kỹ thuật, bây giờ chính là cục diện cưỡi hổ khó xuống. Anh cảm thấy lão bối là cố ý muốn tỉnh tiến vào hay thật sự là không duy trì nổi nữa? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút mới hỏi. Dương Thiếu Bằng có chút do dự, Bối Thiết Lâm gần như toàn than thở khóc lóc với mình. Mặc dù đối phương giỏi diễn kịch nhưng có lẽ cũng tới bước đường cùng. Rất nhiều công trình xây dựng không thể dừng lại. Một khi dừng lại đơn vị thi công cảm thấy tài chính có vấn đề chỉ sợ sẽ lao tới như con sói đói thậm chí còn nhiều phiền phức hơn nữa. Chủ tịch, Miên Châu làm quá lớn, không có Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng dốc hết sức ủng hộ thì bọn họ không chống đỡ nổi nữa. Tôi thấy Miên Châu bây giờ đúng là có chút vấn đề, không hoàn toàn là muốn dùng thủ đoạn này để ép tỉnh. Lão bối cũng biết thái độ của Bí Thư Lăng nên chỉ sợ là gặp khó khăn không giải quyết được nên mới phải nhờ tỉnh. Dương Thiếu Bằng biết ở vấn đề này Triệu Quốc Đống có quan điểm không giống Lăng Chính Dược. Chẳng qua Lăng Chính Dược chưa bao giờ tỏ rõ thái độ, nhiều lắm chỉ là do Long Ứng Hoa tự biên tự diễn, đây là công việc cụ thể của chính quyền, bí thư tỉnh ủy chỉ có thể nói ra ý kiến mang tính nguyên tắc, rất khó can thiệp vào công việc cụ thể. Đương nhiên nếu dính tới chi tiêu tài chính quá lớn thì phải theo trình tự thông qua hội nghị thường ủy. Ôi, đúng là việc khó giải quyết. Triệu Quốc Đống vỗ vỗ trán suy nghĩ. Đây là chuyện khó giải quyết đầu tiên sau khi hắn làm chủ tịch tỉnh. Bối Thiết Lâm không được Lăng Chính Dược hài lòng là thực tế, nhưng Lăng Chính Dược cũng không vì nhân tố cá nhân này mà cố ý làm khó Miên Châu trong hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật. Có lẽ Lăng Chính Dược cảm thấy hành lang khoa học kỹ thuật này chính là con quái thú nuốt tiền, tỉnh nhảy vào sợ khó có thể thoát thân, hơn nữa còn liên quan tới cấp bộ. Chủ tịch, Miên Châu rất kỳ vọng vào tỉnh, hơn nữa chuyện này sợ là không thể kéo dài như vậy nữa. Phải có câu trả lời rõ ràng. Hoặc hoàn toàn dừng lại, trao đổi với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng và cơ quan chuyên môn. Hoặc là tỉnh phải lập tức bơm máu, các ngân hàng bây giờ đang nhìn chằm chằm, hơi có biến hóa thì có lẽ tình hình sẽ rất xấu. Dương Thiếu Bằng cũng có chút lo lắng. Tài chính của Miên Châu vốn không tốt, mặc dù trụ cột kinh tế khá được nhưng mấy năm liên tục phát triển chậm. Cùng với gánh nặng lịch sử giờ còn bị việc này kéo nữa bảo sao hai người Bối Thiết Lâm và Chu Cánh Sinh già đi không ít.
anh cảm thấy tỉnh nên xử lý như thế nào, không tính tới thái độ ở hội nghị thường ủy, chỉ đứng ở góc độ chính quyền mà nhìn nhận vấn đề. Triệu Quốc Đống nói xong câu đầu liền thấy sự băn khoăn của Dương Thiếu Bằng nên bồi thêm. Ồ, tôi nghĩ tỉnh sợ rằng không thể không tham gia nhưng trình độ ở mức nào thì đáng phải suy nghĩ. Ngoài ra lấy phương pháp gì để tham gia cũng cần cân nhắc. Tình hình Miên Châu rất không tốt, chủ yếu là do tài chính, chỉ cần thay đổi cục diện này, đẩy nhanh tiến độ thì không phải không có đường cứu. Dương Thiếu Bằng nói. Ồ, xem ra anh cũng giấu giếm tôi đó. Nói suy nghĩ của anh ra xem. Triệu Quốc Đống lập tức nghe ra ý trong câu nói của Dương Thiếu Bằng. Đầu óc Dương Thiếu Bằng khá linh hoạt, lúc làm bí thư thị ủy Nam Hoa có thể làm rất tốt ở Nam Hoa, một thành phố nông nghiệp với dân số đứng thứ hai toàn tỉnh thì không phải nhân vật đơn giản. Chủ tịch, trước mặt ngài tôi cũng không định che chở cho ai. Nguyên Châu có tư tâm khi xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật, diện tích quy hoạch mở rộng không ít, hy vọng đô thị bọn họ kết hợp làm một đờ với hành lang khoa học kỹ thuật, nhân hạng mục này mà kiếm lợi. Tỉnh muốn tham gia ủng hộ cũng không thể ủng hộ tài chính. Nếu như tập đoàn đầu tư xây dựng tỉnh tiến vào thì tình hình lại khác, đó là hành vi của Ủy ban Nhân dân thành phố Miên Châu và công ty thuộc tỉnh. Công ty tiến vào cũng muốn kiếm lợi, điểm này có thể nói rõ. Ngoài ra tôi cảm thấy mấy đơn vị như Viện Nghiên cứu Tài liệu Hàng không, cũng không muốn thấy cục diện này, nếu như chúng ta có thể ra mặt phối hợp thì có lẽ sẽ có một vài kết quả. Nguyên nhân chủ yếu là do trước đó tỉnh và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng hơi căng thẳng, nhiều nhân tố kết hợp nên mới tạo thành cục diện như thế này. Dương Thiếu Bằng rất bình tĩnh nói. Ồ, lấy danh nghĩa tập đoàn đầu tư xây dựng tiến vào. Triệu Quốc Đống suy nghĩ, tập đoàn đầu tư xây dựng là tập đoàn trực thuộc sở xây dựng, thực lực mạnh, cũng là tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản của tỉnh. Thấy Triệu Quốc Đống nở nụ cười, Dương Thiếu Bằng biết chút tâm tư của mình bị nhìn thấu, hắn cũng không thèm để ý. Đây không phải là mưu lợi riêng, chỉ là thuận tiện cân nhắc thay cho tập đoàn đầu tư xây dựng mà thôi, tỉnh muốn tham gia cũng phải có phương pháp thích hợp, phải có lợi ích nếu không thì không phải kéo tỉnh sụp đổ sao. Chỉ riêng tập đoàn đó sợ là chưa đủ thì phải. Triệu Quốc Đống không nói rõ mà chỉ lạnh nhạt hỏi một câu. Đương nhiên, chủ tịch, còn phải ép Miên Châu, lão bối là kẻ thành tinh, hắn còn có thể không giấu gì sao? Dương Thiếu Bằng nở nụ cười như cáo thấy gà. Đều không dễ dàng cả, hắn cũng không thể toàn bộ trông cậy vào tỉnh mà. Quyển 19, chương 63. Sau khi Dương Thiếu Bằng rời đi, Triệu Quốc Đống không nhịn được nở nụ cười. Dương Thiếu Bằng đúng là thú vị, đầu óc nhanh nhẹ chớp mắt là có chủ ý nhưng thứ mà đối phương lấy ra cũng khá sáng suốt. Có thể lên làm phó chủ tịch tỉnh đương nhiên đều là nhân tài xuất sắc. Tình hình Miên Châu không quá tốt, Bối Thiết Lâm đến mấy năm cũng dành không ít tâm tư muốn chấn hưng Miên Châu trở lại. Hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật kia chính là hy vọng trước mắt của Miên Châu. Sau khi Ninh Lăng xếp hạng thứ hai của tỉnh, Miên Châu thiếu quy hoạch ra hồn, bây giờ có hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật như vậy thì thị ủy, ủy ban Miên Châu sao có thể bỏ qua. Chẳng qua bọn họ không ngờ đến ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng có vấn đề nên khiến Miên Châu bị liên lụy, muốn thoát thân không được. Làm như thế nào để hóa giải cục diện bế tắc này? Làm cho Miên Châu mượn cơ hội này phát triển cũng là điều Triệu Quốc Đống vẫn mãi suy nghĩ. Miên Châu là thành phố công nghiệp ở An Tây mà lại suy sụp như vậy, Kiến Dương cũng là như thế. Hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê trong thời gian ngắn là trói buộc nhưng hiệu quả lâu dài không thể ước lượng. Nếu như mấy viện nghiên cứu kia đều đến Miên Châu thì nó có tác dụng thúc đẩy kinh tế khu vực An Tây phát triển rất lớn, không gì có thể sánh bằng. Điểm này cần phải có tầm nhìn xa để đánh giá vấn đề. Hơn nữa mấy viện nghiên cứu kia đầu tư vào Miên Châu chẳng những hấp dẫn rất nhiều nhân tài nghiên cứu khoa học, hơn nữa cũng như thỏi nam châm thu hút rất nhiều công ty tới đây. Bối Thiết Lâm cùng Chu Cánh Sinh phối hợp nghe nói khá ăn ý. Bối Thiết Lâm là cán bộ từ ngoài tới, Chu Cánh Sinh là cán bộ trưởng thành ở Miên Châu, hai người này có thể cùng bắt tay làm việc là không dễ. Chỉ bằng điểm này Miên Châu sẽ có hy vọng, Triệu Quốc Đống cũng hiểu tỉnh cần phải có ủng hộ cùng giúp đỡ ở vấn đề này. Nếu như lúc này hai chúng ta bị phóng viên chụp được và công bố thì anh nói sẽ như thế nào? Cổ Tiểu Âu dùng hai tay ôm chân ngồi trước cửa sổ cười hì hì nghiêng đầu nói. Cô bé này chỉ mặc một chiếc áo bohemian dài, bên trong không mặc áo lót, bộ ngực cao vút hơi xuyên thấu qua chiếc sơ mi rộng màu trắng kia. Bên dưới lộ rõ cặp đùi đẹp tới tận mông làm Triệu Quốc Đống không thể rời mắt nổi. Làm sao ư, Quốc Đống ca của em chỉ có thể từ chức đợi điều tra thôi.
Triệu Quốc Đống lười biếng khoanh tay trước ngực rồi bất đắc dĩ nói. Hi hi, anh, nói chuyện với anh đúng là thoải mái, chẳng lẽ anh không biết cãi lại một chút sao? Ví dụ như nói anh bị hãm hại, ảnh là do người ta ghép, hoặc là nói đây là ảnh chục năm trước, lúc ấy anh còn chưa kết hôn. Cổ Tiểu Âu cười hì hì nói. Ồ, em nghĩ anh bây giờ là chủ tịch tỉnh thì cũng không có người dám tùy tiện công bố ảnh của anh nhỉ? Hừ, em xem thường quyền lực của ngành ủy ban kỷ luật rồi, mặc dù tác phong sống có cha cũng không được gì mấy nhưng cũng là đại biểu hình tượng của đảng, cho nên anh phải cút đi là tất nhiên. Ồ, có khi đó là việc tốt đó, anh sẽ đạt thành tích lớn hơn nữa trong kinh doanh. Cổ Tiểu Âu suy nghĩ một chút rồi nói. Anh mặc dù tin vào năng lực của mình, cho rằng anh làm kinh doanh cũng đạt được thành công nhưng anh cảm thấy vị trí của bây giờ có thể làm được nhiều chuyện có ý nghĩa. Triệu Quốc Đống nghiêm mặt nói. Một công ty dù làm tốt cũng kém so với việc có thể khiến một địa phương phát triển, làm dân chúng nơi ấy giàu có lên. Anh nghĩ kể cả anh ở trong đó, có không ít người suy nghĩ như vậy. Làm quan hấp dẫn anh như vậy sao? Cổ Tiểu Âu nở nụ cười đầy quỷ dị. Không phải làm quan hấp dẫn anh mà là anh cảm thấy sự thành tựu, tự hào. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói tiếp. Khi em thấy dân chúng một nơi dưới sự lãnh đạo của em hiệp lực phấn đấu theo quy hoạch mà em đưa ra, cuối cùng đô thị đó càng đẹp hơn, cuộc sống nhân dân hạnh phúc, giàu có hơn, em sẽ cảm thấy mình hoàn toàn bị si mê trong đó. Anh hình như rất thích theo đuổi cảm giác này. Cổ Tiểu Âu luôn nắm bắt được suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Đúng, anh từng hưởng thụ cảm giác khoái cảm này ở Ninh Lăng, cho nên anh khát vọng mình cũng đạt được khoái cảm đó ở cả An Nguyên. Mắt Triệu Quốc Đống thoáng chớp lên giống như truy tìm thứ gì đó. Cổ Tiểu Âu lặng lẽ nhìn hắn. Từ sau lần được cứu sống đó, trong tim cô đã chỉ có hình bóng của hắn. Cô từng hy vọng hắn hoàn toàn thuộc về mình nhưng rất nhanh cô biết đó là mục tiêu không thể thực hiện nổi. Cô cũng từng hy vọng mình có thể từ từ quên hắn nên cô không ngừng ra nước ngoài học hoặc du lịch, thậm chí quen bạn bè khác hy vọng dùng cách này để xóa dấu vết của hắn trong tim, nhưng cô phát hiện điều này cũng không thực tế. Đám đàn ông xung quanh dù là người làm kinh doanh hay giải trí đều quá kém so với hắn, quá dung tục, nông cạn. Đám người kia hoặc vì danh, hoặc vì lợi, cũng có thể kẻ lớn lối nói mình theo đuổi thành công trong sự nghiệp nhưng bọn họ đã quên hàm nghĩa thật của thành công. Chỉ có hắn là nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nói ra kết quả mà hắn hy vọng đạt được. Quốc Đống ca, em phát hiện mình càng lúc càng yêu anh. Một lúc lâu Cổ Tiểu Âu từ cửa sổ nhảy xuống ngồi bên cạnh hắn và nhìn chằm chằm. Mái tóc rơi trên vai, ánh mắt lóe lên, đôi môi no đủ đỏ như lửa. Gương mặt tròn nhắn nhịn và chiếc cổ như thiên nga lộ rõ trước mặt hắn. Chiếc sơ mi có cổ rộng làm Triệu Quốc Đống ngồi ở vị trí này thấy được cặp vú vểnh lên kia. Hắn lấy tay khẽ vuốt mặt cô, véo mũi cô rồi mới nói. Ngốc quá! Không, em nói thật đó. Cổ Tiểu Âu đứng lên, rất tự nhiên ngồi lên đùi Triệu Quốc Đống, đôi chân đẹp co lên làm người mình cuộn vào lòng hắn. Chẳng qua cô rất vào muốn giống như chim nhỏ nép vào hắn đúng là làm khó cô. Anh thật sự đáng để yêm yêu như vậy sao? Triệu Quốc Đống nói câu này mà cũng thấy mặt mình đang đỏ lên. Nói như thế nào nhỉ? Thời gian là thứ tốt nhất để xóa nhào tất cả, cũng làm lắng đọng các thứ, càng lâu thì càng có mùi. Cổ Tiểu Âu nháy nháy mắt. Cái này và bản chất tình cảm có liên quan. Triệu Quốc Đống kinh ngạc há hốc mồm, hắn không ngờ Cổ Tiểu Âu lại có thể nói ra câu nói đầy triết lý như vậy. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Quốc Đống. Cổ Tiểu Âu đắc ý nở nụ cười, cô dâng đôi môi đỏ mọng lên. Một cơn gió sông bay qua cửa sổ tiến vào, rèm cửa phất phơ, thi thoảng có thể thấy chiếc sơ mi và quần lót chữ T màu đen cũng hơi bay lên. Triệu Quốc Đống đã lâu không ân ái lâu và khoái cảm như vậy. Ở bên cạnh Cổ Tiểu Âu, hắn luôn được thả lỏng mình, hắn không cần lo lắng gì cả. Sự phóng đãng trên giường của Cổ Tiểu Âu luôn làm hắn đến đỉnh. Sau khi về Ando, Triệu Quốc Đống không thể không mang đuôi làm người. Thân phận của hắn bây giờ đã khác, dù là chỗ chị em từ Xuân Nhạn, La Băng hay Kiều San, hắn đều phải khống chế dục vọng của mình. Âu Dương Cẩm Hoa cùng Lô Dã luôn đi theo hắn. Nhà ở hẻm Thủy Tinh đã thành xào huyệt của ba người, đây có lẽ là chuyện lần đầu xảy ra trong lịch sử An Nguyên. Triệu Quốc Đống thậm chí còn nhân lúc Hàn Độ về An Nguyên mà đến nhà y ăn một bữa. Trong những người phụ nữ bên cạnh hắn có lẽ chỉ có Cổ Tiểu Âu là có tình cảm trong sáng nhất với mình. Từ lúc ở nhà máy dệt Cổ Tiểu Âu đã không phải muốn mãi mãi ở bên mình, chỉ cần hiện tại là đủ. Nhưng mà dù là như vậy thì hắn vẫn phải rất cẩn thận. Vô số người đang chú ý tới mình,
dù mình có hóa trang cũng có chút mạo hiểm, hơn nữa nơi này là nơi mình từng sống qua. Có được sẽ có mất. Quyển 19, chương 6-14. Quế Toàn Hữu phát hiện lần đầu tiên mình có cảm giác bất an khi tới chỗ Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống về An Nguyên đã hơn tháng nhưng y vẫn chưa chính thức đến gặp Triệu Quốc Đống, chỉ gọi điện nói chuyện mấy lần mà thôi. Quế Toàn Hữu biết Triệu Quốc Đống mới tới nhất định có nhiều việc, từ khi về tới khi đại hội đảng diễn ra cũng có không ít việc. Hơn nữa Triệu Quốc Đống mấy lần đi khảo sát cũng không chọn Ninh Lăng và Hoài Khánh là nơi hắn từng công tác. Quế Toàn Hữu không biết là do Triệu Quốc Đống cảm thấy tự tin ở các nơi này hay cảm thấy nên để ở cuối cùng. Tóm lại đại hội đảng đã kết thúc được nửa tháng nhưng Triệu Quốc Đống vẫn không đặt chân tới Hoài Khánh. Quế Toàn Hữu thấy mình không thể ngồi yên. Sau khi thất bại khi tranh chức thường vụ thị ủy với Vương Lệ Quyên, Quế Toàn Hữu cảm thấy mình mãi không bình tĩnh được. Y cũng nghĩ có phải mình quá khúc mắc ở vấn đề này không? Y đã có lần muốn tìm Triệu Quốc Đống thổ lộ hết buồn bực trong lòng nhưng suy nghĩ mãi cảm thấy áp lực công việc của Triệu Quốc Đống rất lớn, hơn nữa Triệu Quốc Đống lúc ấy công tác ở ngoài, mình có đi kể nể cũng chưa chắc có tác dụng. Nuốt khúc mắc vào lòng, có uất ức gì cũng phải do mình tự thừa nhận, Quế Toàn Hữu cuối cùng buông tha cho suy nghĩ nói việc này với Triệu Quốc Đống. Mặc dù Triệu Quốc Đống chủ động hỏi tới nhưng Y cũng không nhắc gì tới, Y không muốn làm khó Triệu Quốc Đống vì việc này. Có một số việc cần thông qua nỗ lực của mình để thực hiện, Quế Toàn Hữu cũng không phải loại người mong ai ban ơn. Triệu Quốc Đống về được văn phòng, Quế Toàn Hữu đã ở văn phòng được gần tiếng. Tôi còn tưởng anh thật sự đợi tới khi tôi tới thăm Hoài Khánh thì anh mới đến chỗ tôi. Sao, là sợ thấy người nói anh tới nhà lấy lòng lão lãnh đạo hay cảm thấy tới chỗ tôi sẽ có ảnh hưởng không tốt? Câu đầu tiên của Triệu Quốc Đống làm Quế Toàn Hữu ấm áp, Quế Toàn Hữu gãi đầu nói. Chủ tịch. Ngài tuyệt đối đừng nói như vậy, ngài trong thời gian này không phải rất bận sao? Tôi sợ ảnh hưởng tới ngài nên. Được rồi, anh tìm đến tôi là sẽ ảnh hưởng tới tôi sao? Triệu Quốc Đống tức giận nói. Anh không tới tìm tôi thì tôi mới cảm thấy anh đây là ảnh hưởng tới tôi. Vẫn là giọng điệu như trước làm Quế Toàn Hữu dấy lên cảm giác từ lâu không có. Quế Toàn Hữu thoáng cái kiên định hơn. Chủ tịch, tôi bây giờ không phải đã tới rồi sao? Quế Toàn Hữu cười nói. Tôi cũng rất hy vọng tìm cơ hội báo cáo với ngài về công tác 2 năm qua của tôi, ngài bây giờ là chủ tịch tỉnh nên cần hiểu vấn đề càng cao hơn. Anh nói sai rồi, giải phẫu chim sẻ là phương pháp làm việc cơ bản của chúng ta. Nếu như anh có thể giới thiệu sự phát triển của Quy Ninh cho tôi biết, đây không phải là giúp tôi hiểu hơn về tình hình phát triển của Hoài Khánh sao? Mà anh chẳng lẽ không biết tình hình các quận, huyện khác ở Hoài Khánh sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu cắt ngang lời Quế Toàn Hữu. Tôi bây giờ rất hy vọng có thể hiểu rõ tình hình thực tế của An Nguyên. 14 thành phố, thị xã An Nguyên tôi hy vọng có thể nhanh chóng hiểu rõ hết, đây là công việc của tôi. Có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình hơi nghiêm túc, Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Tôi về hơn tháng, đã ra vẻ đến 7-8 nơi khảo sát nhưng nói thật đều là cho có hoặc là tạo xu thế trước đại hội đảng. Tôi cũng không biết tình hình thực tế mấy nơi tôi tới. Đúng. Không nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của anh đi. Thất bại khi tranh chức thường vụ thị ủy có phải rất uất ức không? Có ảnh hưởng tới công việc của mình không? Anh có tính toán gì cho công việc tiếp theo ở Quy Ninh không? Quế Toàn Hữu há mồm cứng lưỡi, hắn cũng thật không ngờ Triệu Quốc Đống nói thẳng như vậy, trực tiếp nói các suy nghĩ trong lòng của mình ra, nói ra những gì mình không muốn đề cập. Nhìn gương mặt không ngừng biến ảo của Quế Toàn Hữu, cuối cùng biến thành nhăn nhó, Triệu Quốc Đống cười phá lên. Chỉ việc nhỏ như vậy cũng làm anh oán giận không thôi ư. Vậy năm đó tôi rời khỏi Hoài Khánh không phải là tức chết sao? Quế Toàn Hữu thở dài một tiếng làm cho mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Y cảm thấy mình như hớ lại lúc Triệu Quốc Đống làm bí thư quận ủy Tây Giang, mình còn là tránh văn phòng quận ủy. Chủ tịch, nói như thế nào nhỉ? Ngài nói tôi có oán hận không tiêu cũng không hẳn. Dù sao Vương Lệ Quyên dựa vào bản lĩnh đi lên, cô ta làm ra nhiều điểm sáng ở Hoài Châu. Tôi chỉ là có chút không phục, biểu hiện của Quy Ninh không thua gì Hoài Châu, thậm chí còn hơn. Tôi có thể tự tin nói 2 năm qua Hoài Châu chạy nhanh nhưng vẫn có chút chênh lệch với Quy Ninh. Hơn nữa 1-2 năm nay Quy Ninh đang điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, năm nay sẽ thấy hiệu quả. Tâm trạng Quế Toàn Hữu có chút kích động, hắn cố gắng muốn khống chế được tâm trạng của mình trước mặt lão lãnh đạo nhưng lại cảm thấy không cần phải như thế. Quế Toàn Hữu muốn mở rộng lòng nói ra những phiền muộn trong lòng mình. Nhịn 2 năm qua khó khăn lắm mới có không khí nói chuyện như thế này, hắn không muốn lãng phí.
Tôi chỉ là có chút không cam lòng, Quy Ninh 2 năm qua dốc sức điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, điểm này thị ủy sao lại không thấy. Quy Ninh chuyển hướng từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang hiện đại, trong toàn bộ 10 tập đoàn nông nghiệp hiện đại của tỉnh thì có 3 đặt trụ sở ở Quy Ninh. Ngành chế tạo của Quy Ninh cũng đang tiến hành chuyển mình. Sản xuất thiết bị xăng dầu của X chúng tôi đã hình thành một hệ thống toàn diện, chỉ riêng ngành sản xuất này đã có giá trị sản lượng đạt 1,8 tỷ. Còn có Quy Ninh cũng đang xây dựng hệ thống tín dụng đi hàng đầu của tỉnh, có thể có chút chênh lệch với Ninh Lăng nhưng tôi có thể không hề khách khí nói hệ thống tín dụng xã hội của Quy Ninh càng chú trọng hiệu suất và chất lượng. Kinh tế tư nhân Quy Ninh được lợi rất lớn từ hệ thống tín dụng này, con đường tài chính thông thoáng tuyệt đối có thể nói đứng top 3 toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quy Ninh năm nay cũng đạt trên 20%. Quế Toàn Hữu giống như tìm được cơ hội thổ lộ, đã nói là không dừng lại được. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng có chút bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn thì Quế Toàn Hữu không hề có biểu hiện thiếu chững chạc như vậy. Có lẽ 1-2 năm nay quá uất ức, nhịn quá lâu nên mới thế. Triệu Quốc Đống không ngăn Quế Toàn Hữu trình bày, đây cũng là cơ hội hiểu rõ sự phát triển kinh tế xã hội của Hoài Khánh. Loại này tốt hơn nhiều so với anh đi khảo sát. Nếu muốn chính thức hiểu rõ sự phát triển kinh tế, xã hội của một nơi thì anh cần một người có thể nói thật nhưng hiểu rõ tình hình bản địa giới thiệu. Anh đi xuống khảo sát hầu hết thấy mặt đẹp, trừ khi cán bộ địa phương cố ý để anh thấy điểm không đủ, nếu không anh mặc dù có lén đi điều tra cũng chưa chắc có thể thấy được mặt chân thật. Hắn cũng cảm thấy Quế Toàn Hữu nói khá khách quan cũng không phải chỉ biết oán trách. Quy Ninh cũng có khuyết điểm, ví dụ như điều chỉnh kết cấu sản nghiệp mang tới ảnh hưởng khá lớn, đây có lẽ là nguyên nhân khiến Quế Toàn Hữu thất bại khi tranh chức thường vụ thị ủy. Ngoài ra Quy Ninh nằm ở giao giới giữa Hoài Khánh và An Đô cũng khiến The Quy Ninh do dự khi định vị sự phát triển của mình, phát triển cũng thiếu phương hướng. Nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy đây không phải trách nhiệm của chính quyền. Chính quyền muốn thành chính là thành lập hệ thống phát triển công bằng mà dẫn hướng phát triển chứ không phải là tạo quỹ tích phát triển cho các công ty. Nền kinh tế thị trường sẽ là người quyết định tất cả. Kinh tế Hoài Khánh phát triển chủ yếu dựa vào mấy ngành như may mặc, bao bì, sản phẩm điện tử, Hoài Châu, Khánh Châu, Hoài Khánh, quận Giang Thành, Đường Giang là các trụ sở gia công nổi tiếng cả An Nguyên, cũng thu hút nhiều người lao động, hơn nữa Hoài Châu cũng khiến khích người về quê hương gây dựng sự nghiệp, xuất hiện mấy điểm rơ sang làm cho Quế Toàn Hữu cũng phải thừa nhận Quy Ninh có điểm chênh lệch với Hoài Châu. Quyển 19, chương 65. Triệu Quốc Đống cảm thấy Quế Toàn Hữu không phục do thị xã Hoài Khánh chủ yếu nghiêng tài nguyên cho hai quận Hoài Châu cùng Khánh Châu, mà đối với mấy huyện khác như Quy Ninh đều có hướng bỏ mặc. Ở tình huống này bề ngoài Hoài Châu cùng Khánh Châu và khu khai phát phát triển khá nhanh. Trong các huyện Hoài Khánh ngoài Quy Ninh ra thì các nơi khác phát triển rõ ràng chậm hơn nhiều, xu thế này cũng càng lúc càng rõ ràng. Tình hình này thực tế tồn tại ở khắp nơi. Theo việc Trung ương đưa ra chính sách thí điểm phát triển các huyện, các tỉnh cũng đang lựa chọn một vài huyện để tăng cường quyền lực về kinh tế, tài chính, đây cũng làm cho quyền của cấp thị xã giảm đi nhiều. Theo tư tưởng của Trung ương thì về sau quyền lực của cấp thị xã sẽ từ từ thu nhỏ lại đến khi cấp huyện sẽ trực tiếp thuộc tỉnh. Ở tình huống này nên thị xã các nơi chủ yếu đặt tâm trí vào các nơi như khu khai phát, mấy quận có kinh tế tương đối phát triển. Mà đối với các huyện khác thì đảng ủy, chính quyền cấp thị xã chủ yếu là tăng cường sức khống chế nhân sự, nhưng về phần tài nguyên ở phương diện khác lại có thái độ khác. Chẳng qua cách làm này có nơi rõ ràng, có nơi mờ mịt mà thôi. Trung ương đang từng bước phổ biến thí điểm phát triển huyện mạnh. Các huyện lớn có quyền hạn xét duyệt về tài chính, hành chính là xu thế tất yếu, như vậy sẽ làm suy yếu quyền lực hành chính của cấp thị xã. Mấy cái này không ảnh hưởng mấy đối với mấy nơi như Miên Châu, Tân Châu cùng Lam Sơn không có nhiều các huyện lớn, nhưng đối với các thị xã có các huyện phát triển mạnh về kinh tế như Kiến Dương, Hoài Khánh cùng với Vĩnh Lương thì không phải tin tức tốt mấy. Triệu Quốc Đống nhấp ngụm nước. Một khi Trung ương phổ biến chính sách này như vậy quyền hạn của cấp thị xã đối với các huyện mạnh sẽ giảm đi, sẽ khiến các huyện có không gian phát triển kinh tế lớn hơn nữa. Mà khi đó nhất định sẽ cạnh tranh với các quận thuộc thị xã cùng với khu khai phát thuộc thị xã. Anh nói làm bí thư thị ủy và thị trưởng có thể không cảnh giác sao? Huyện của anh cứng cánh, không chừng sẽ không nể mặt thị xã, như vậy còn không chú ý tập trung bồi dưỡng cho các quận và khu khai phát sao? Vì thế tình hình này tồn tại ở khắp các nơi. Quy Ninh các anh vốn là huyện có kinh tế đứng đầu Hoài Khánh, nhưng Hoài Khánh có mấy quận. Khu khai phát không nói, là khu khai phát cấp quốc gia, Hoài Châu cùng Khánh Châu không chừng về sau là căn bản của thị xã Hoài Khánh. Vì thế thị xã Hoài Khánh đương nhiên muốn toàn lực giúp đỡ Hoài Châu cùng Khánh Châu phát triển.
có thể nói về sau chức thường vụ thị ủy sẽ chỉ rơi vào đầu bí thư quận ủy Hoài Châu cùng Khánh Châu hoặc bí thư đảng ủy khu khai phát mà thôi, trừ khi Quy Ninh các anh có thể có thực lực làm cho Hoài Khánh không thể không trao danh hiệu thường vụ cho anh, nếu không. Chủ tịch, theo như lời ngài vậy thì các huyện chúng tôi về sau thành con mẹ hai sao? Tảng đá trong lòng Quế Toàn Hữu rơi xuống, giọng điệu cũng phong phú hơn. Không thể như vậy chứ, có hạng mục gì tốt, chính sách gì tốt đều bị thị xã chia cho các quận hoặc khu khai phát, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Điều kiện của chúng tôi vốn không bằng quận và khu khai phát nên càng cần ủng hộ về chính sách và hạng mục. Nếu như có bất công như vậy thì chúng tôi có thể sống được sao? Hơn nữa Quy Ninh còn đỡ đôi chút, vậy mấy nơi như Lâm Giang, huyện Tĩnh, Thanh Bình thì sao? Được rồi, đứng ở vị trí khác nhau sẽ cân nhắc vấn đề khác nhau. Anh có thể là người vô tư không? Tôi thấy chắc không làm được. Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói. Nếu để anh làm bí thư thị ủy, thị trưởng Hoài Khánh thì không chừng anh còn làm quá mức hơn Đàm Lập Phong và Phó Thiên. Bị Triệu Quốc Đống nói một câu như vậy, Quế Toàn Hữu không tức mà còn vui vẻ. Triệu Quốc Đống cũng hỏi qua tình hình hiện tại của Hoài Khánh, Quế Toàn Hữu cũng giới thiệu qua. Phó Thiên cùng Lữ Thu Thần về cơ bản tiếp tục kéo dài quan điểm của Đàm Lập Phong, tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành truyền thống và ngành điện tử làm hai chân. Nhưng sự phát triển của Hoài Khánh hiện nay cũng gặp vài vấn đề. Ví dụ như ngành gia công của Hoài Châu đã bị Đường Giang khiêu chiến rất mạnh. Mà các huyện khác như Cổ Lâu, Thanh Bình thì gần như không có tăng trưởng kinh tế mấy. Hơn nữa nông dân ở các nơi này hầu hết đổ về phía khu vực Duyên Hải và thành phố lớn, điều này càng khiến các huyện đó phát triển chậm hơn. Thị xã làm như thế nào để thúc đẩy kinh tế các huyện này phát triển cũng là cả một vấn đề. Bây giờ cả thị xã Hoài Khánh mặc dù về tổng thể mà nói phát triển khá tốt nhưng phát triển càng lúc càng không cân bằng. Tốt càng tốt, xấu càng xấu. Ví dụ như Quy Ninh, Hoài Châu, Khánh Châu, khu khai phát đã chiếm trên 60% GDP của toàn thị xã, ngay cả Lâm Giang vốn có xu thế phát triển khá tốt cũng dần bị đẩy ra rìa. Triệu Quốc Đống thật không ngờ tình hình Hoài Khánh bây giờ lại phức tạp như vậy. Hoài Châu cùng Quy Ninh, khu khai phát đã chiếm 50% GDP toàn thị xã, thêm quận Khánh Châu thì cũng đạt trên 60%. Mà 6 huyện còn lại chỉ chiếm có gần 40% GDP. Điều này làm hắn có chút bất ngờ. Theo hắn nhớ Lâm Giang có trụ cột công nghiệp cơ giới khá tốt, nhất là Lâm Giang ở ngay Kiến Dương, thành phố công nghiệp lớn mà sao lại trở nên thê thảm như vậy. Vấn đề mới xuất hiện này khiến Triệu Quốc Đống ý thức được An Nguyên đã không còn là An Nguyên trước đây nữa. Mà một tỉnh và một thị xã có chênh lệch càng lớn hơn, anh cần phải tìm hiểu càng sâu hơn và thủ đoạn phong phú hơn để giải quyết vấn đề. Mãi tới khi Quế Toàn Hữu rời đi, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ về tình huống của Hoài Khánh. An Nguyên hai năm qua phát triển có mừng có lo, mà tình hình ở Hoài Khánh là khá điển hình, phát triển không cân bằng là vấn đề đột xuất trong quá trình phát triển. Mà theo cạnh tranh càng lúc càng kịch liệt thì sự không cân bằng càng rõ rệt hơn cả. Tình hình ở Hoài Khánh xem như tương đối tốt, mấy nơi như Thiên Châu, Lô Hóa đều đang tìm kiếm con đường phát triển thích hợp cho mình. Lại nhìn An Đô cũng là như vậy thì có thể thấy tình hình không quá khả quan. Đảng ủy, chính quyền địa phương nhiều nơi cũng không phải không muốn phát triển nhưng đã mất thời cơ, thì anh chỉ có thể từng bước bị bỏ xa. Mà hiện nay ý thức về pháp luật, bảo vệ môi trường, quyền lợi của dân chúng càng lúc càng tăng lên, dân chúng cũng càng lúc càng yêu cầu về sự công bằng đối với đảng ủy, chính quyền địa phương khi phát triển kinh tế. Chủ tịch Quốc Đống, ngài đúng là hại chết chúng tôi, nếu như ngài lần này không giúp Miên Châu chúng tôi thì tôi chỉ có thể ngồi ở văn phòng ngài không đi. Triệu Quốc Đống vừa vào văn phòng đã nghe thấy có người nói vọng ra. Triệu Quốc Đống thầm mắng một câu, đừng nhìn Bối Thiết Lâm hơn 50 tuổi, tính cách khá hào sảng nhưng là loại người mặt khá dày. Chuyện bí thư thị ủy khác không làm được thì y cũng có thể tươi cười mở miệng nói chuyện với anh, làm anh nghiêm mặt cũng không tiện, phát tác cũng không hay. Triệu Quốc Đống và Bối Thiết Lâm cũng có chút sâu xa. Chuyện La Băng là do Triệu Quốc Đống nhờ Bối Thiết Lâm giúp, trong đó mặc dù thông qua trang quyền nhưng Triệu Quốc Đống vẫn nhận ân tình của Bối Thiết Lâm. Hơn nữa Bối Thiết Lâm là cán bộ cấp giám đốc sở có tư cách gần như cao nhất trong tỉnh, rất có sức ảnh hưởng ở tỉnh. Lão Bối, đừng giả nghèo giả khổ. Tôi không phải không biết trụ cột của Miên Châu các anh, Lão Dương cũng sớ nói với tôi. Ủy ban tỉnh đã có ý kiến về việc này nhưng còn chưa thông qua trên hội nghị thường ủy, ý của tôi là tiến độ xây dựng không được chậm, phải đẩy nhanh, tỉnh chỉ cần vừa xác định là nhất định sẽ có phương án tiến vào. Triệu Quốc Đống đi thẳng tới bàn. Hắc hắc, Chủ tịch Quốc Đống, Chủ tịch Dương đó là ngồi nói chuyện không sợ đau lưng,
làm cho Miên Châu chúng tôi tiếp tục đầu tư, tôi cũng muốn nhưng tỉnh có thái độ mập mờ, ngân hàng câm như hến, bây giờ giám đốc mấy ngân hàng đều liệt tôi và lão sinh vào danh sách đen, nhận được điện của chúng tôi đều nói đi công tác ở ngoài, ngài nói chúng tôi còn làm gì được. Tóc lão sinh mấy tháng nay bạc đi không ít, nhìn như già thêm 4-5 tuổi. Chủ tịch Quốc Đống, ngài phải thông cảm nỗi khó xử của chúng tôi. Bối Thiết Lâm ra vẻ bi thương và lộ rõ vẻ hôm nay nếu không có kết quả sẽ không đi. Quyển 19, chương 66. Sao, đây là đang ép cung hả? Thấy trình độ biểu diễn của Bối Thiết Lâm tăng lên nhiều, Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ chỉ có thể cười ha hả nói. Định ăn vạ ở chỗ tôi à? Bối Thiết Lâm hầm hừ nói. Chủ tịch Triệu, ngài nói như vậy cũng được, chủ tịch Dương tới Miên Châu chúng tôi mấy chuyến. Cái nhìn cũng đã nhìn. Chỗ cần đi cũng đã đi, mấy viện nghiên cứu cũng đến, điều tra, tọa đàm, còn mời đơn vị thiết kế và xây dựng đến nghe ý kiến, ngay cả ngân hàng cũng gặp mặt, cũng trao đổi với đồng chí phụ trách hạng mục này của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng, tôi cảm thấy công việc coi như làm đủ rồi nhưng sao tỉnh vẫn chưa có động tĩnh. Hôm nay nếu chủ tịch Triệu mặc kệ Miên Châu sống chết thì tôi không đi. Được, không đi cũng không sao, tôi dù sao cũng chỉ có một mình. Âu Dương, pha trà cho bí thư Bối. Tôi và y ở đây nói chuyện thâu đêm, cơm tối không cần ra ngoài, bảo nhà khách làm mấy món là được, uống Tam Nguyên Hồng hay Ninh Thuần. Hay là Bích Ngọc Nhũ đi. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Bối Thiết Lâm á khẩu, hắn không ngờ Triệu Quốc Đống lại dùng cách này đối phó mình. Bối Thiết Lâm cũng biết nỗi khó xử của Triệu Quốc Đống. Chuyện này chủ yếu nằm ở chỗ Lăng Chính Dược, mà Lăng Chính Dược lúc trước cảm thấy phản cảm với việc này cũng không phải không có nguyên nhân. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng yêu cầu rất ngặt, mấy cơ quan kia cũng đều là các nơi tranh nhau kéo vào nên đặt điều kiện khá khó khăn. Bên Miên Châu đã nhượng bộ rất lớn trong giá đất và xây dựng cơ sở vật chất, thậm chí kể cả mấy vấn đề khác như xử lý nước thải sinh hoạt, công viên, diện tích cây xanh, đường giao thông, trường mầm non, thậm chí thành lập đồn công an cũng được ghi rõ trong thỏa thuận. Bảo sao Lăng Chính Dược xem xong bản thỏa thuận lại khó chịu. Bây giờ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng lại có chuyện. Lăng Chính Dược càng tức giận, càng bất mãn vì thỏa thuận vội vàng của thị ủy, ủy ban Miên Châu. Bối Thiết Lâm cũng có chỗ khổ không thể nói ra. Trước đây khi điều tới Miên Châu làm bí thư thị ủy, người ngoài đều nói hắn lên chức, từ Thông Thành đến Miên Châu bề ngoài đúng là thế thật. Nhưng khổ sở trong đó chỉ có Miên Châu biết được. Thời kỳ huy hoàng của Miên Châu đã đi qua, gánh nặng rất lớn. Nhiều tập đoàn nhà nước khổng lồ rơi vào khó khăn, thu nhập của công nhân nhiều năm liền tăng quá chậm. Thậm chí không tăng, các ngành truyền thống gặp khiêu chiến rất lớn. Bối Thiết Lâm sau khi tới Miên Châu vẫn suy nghĩ làm như thế nào phá vỡ cục diện này, mà hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê chính là cơ hội mà hắn và thị trưởng Chu Cánh Sinh nhất trí nhận định. Đúng là căn cứ lý do này nên hai người bọn họ mới cắn răng chấp nhận điều kiện rất ngặt nghèo của đối phương, cũng cho rằng hành lang khoa học kỹ thuật này có thể liên tiếp với quy hoạch đô thị của Miên Châu, qua đó rót thêm sức sống cho Miên Châu. Mà hành lang khoa học kỹ thuật được xây dựng xong thì rất nhiều tài nguyên nghiên cứu khoa học cũng sẽ kéo theo nhiều công ty tới đây, đối với Miên Châu đang tìm điểm đột phá mà nói thì đây là sức hấp dẫn không thể chống cự, dù đối phương có yêu cầu khó khăn hơn nữa thì bọn họ vẫn đồng ý. Bối Thiết Lâm cùng Chu Cánh Sinh đã tính toán rất kỹ, thậm chí còn chuẩn bị chịu áp lực trên tỉnh ủy nhưng chỉ không tính được việc Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng sắp giải thể, sát nhập vào Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Bọn họ đã từng hy vọng thị xã có thể duy trì được, xem có thể kéo dài tới lúc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin thành lập hay không. Nhưng rất nhanh bị thực tế vô tình đánh nát niềm tin. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin phải tới khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 10 diễn ra thì mới được thành lập, lúc ấy thức ăn đã nguội lạnh hết. Nhưng Miên Châu không thể chấp nhận thất bại này vì thế Bối Thiết Lâm mới mặt dày chèo kéo tỉnh để tiếp tục thúc đẩy hành lang khoa học kỹ thuật này. Bối Thiết Lâm hít sâu một hơi nói. Chủ tịch Triệu, tôi thật sự tới bước đường cùng rồi, bên kia cũng không thể trì hoãn, tôi lo nếu chậm thì sẽ làm ngân hàng và các công ty xây dựng hết tin tưởng, đến lúc ấy một lần nữa muốn khởi động lại sợ là phải trả giá lớn hơn nữa. Coi như tôi xin anh một lần, được không? Giọng nói đầy trầm trọng của Bối Thiết Lâm làm Triệu Quốc Đống giật mình. Hắn biết Bối Thiết Lâm nếu không đến bước cuối cùng sẽ không nói như vậy. Hắn cũng có chút động tâm, dù sao đây cũng là vì công việc. Bối Thiết Lâm đã hạ mình xin như vậy đúng là không dễ dàng gì. Triệu Quốc Đống kéo tay bảo Bối Thiết Lâm ngồi xuống, hắn rất chân thành nói. Lão Bối,
anh và tôi quen biết đã nhiều năm, nói ra tôi còn nợ anh cảm thấy tôi là loại người đó sao? Nhưng anh cũng biết đây không phải việc nhỏ, không phải mình tôi nói là được. Tôi biết hạng mục này rất quan trọng đối với sự phát triển của Miên Châu, nhưng khi mà hội nghị thường vụ tỉnh ủy chưa có quyết định rõ ràng, tôi không thể có hứa hẹn gì với anh, cũng không thể đi ngược nguyên tắc mà đầu tư trước, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mức xúc tiến việc này. Bối Thiết Lâm thở dài một tiếng, mặt đầy khó coi. Hắn biết Triệu Quốc Đống nói thật nhưng thực tế làm hắn không thể không như vậy. Chủ tịch Quốc Đống, tôi cũng không muốn vòng vo với anh, Miên Châu cùn lắm chỉ kéo thêm một tháng nữa, nhưng chúng tôi cũng phải vi phạm vận dụng một ít tài chính vốn không thể động. Anh cần cho tôi thời gian chính xác, nếu thật sự không được thì tôi cũng tiện tính toán. Triệu Quốc Đống cúi đầu suy nghĩ một chút. Cho tôi 2 tuần, trong vòng 2 tuần hội nghị thường ủy sẽ quyết định việc này. Có được hay không thì tôi cũng không thẹn với lương tâm. Bối Thiết Lâm không nói nhiều mà cầm chặt tay Triệu Quốc Đống. Y đứng lên nói. Hôm nay tôi không làm phiền anh nữa, chờ việc này thành thì tôi sẽ xin nghỉ 2 ngày rồi nói chuyện với anh. Sau khi Bối Thiết Lâm đi, Triệu Quốc Đống ý thức được mình đã gánh việc rất khó giải quyết. Thái độ của Long Ứng Hoa rất rõ ràng, trong hội nghị thường trực ủy ban và hội nghị thường ủy hắn đã nói rõ ủy ban tỉnh sẽ không dùng bất cứ phương pháp nào tham gia hạng mục vô đáy này, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không cân nhắc tới. Tốt nhất đợi sau khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin chính thức thành lập rồi một lần nữa tiến hành đàm phán với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Ý kiến này không thể không nói là có lý nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy đây là biểu hiện của sự nông cạn thậm chí còn mang theo tâm lý cá nhân. Hành lang khoa học kỹ thuật này được Trung ương thí điểm là trụ sở nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, nếu như hạng mục này có vấn đề gì thì có thể sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của An Nguyên trong mắt các bộ liên quan, không nói là ảnh hưởng lớn tới hạng mục sau này. Hơn nữa sẽ làm Miên Châu mất cơ hội phát triển hiếm có. Vì thế dù nhìn từ góc độ nào thì hạng mục này cần khởi động một cách nhanh chóng, toàn diện. Thái độ của Long Ứng Hoa không đáng ngại, nhưng có lẽ hắn đại biểu cho quan điểm của Lăng Chính Dược. Trước đó Triệu Quốc Đống đã trao đổi qua với Lăng Chính Dược về vấn đề này, Lăng Chính Dược chỉ nghe và nói cần cân nhắc, phải trưng cầu ý kiến nhiều mặt. Triệu Quốc Đống không muốn nhanh như vậy đã có xung đột với Lăng Chính Dược. Nếu có cục diện đối lập trên hội nghị thường ủy thì dù có thể qua hay không cũng không phải điều Triệu Quốc Đống muốn thấy. Vì thế hắn hy vọng thông qua giao tiếp mà thuyết phục được Lăng Chính Dược. Hắn cũng tin Lăng Chính Dược mặc dù có cái nhìn về hạng mục này nhưng ở tình hình hiện nay thì hắn phải cân nhắc lợi hại. Từ nào đó góc độ mà nói, Lăng Chính Dược mặc dù khó đối phó hơn so với Tề Hoa Long Ứng Hoa nhưng hắn phải có ánh mắt rõ ràng hơn. Triệu Quốc Đống cũng tin đối phương có ý thức đại cuộc, khi quan hệ tới được mất của một thành phố. Thị xã thì hắn dù thật lòng không muốn nhưng vẫn phải nhận thức đầy đủ tình huống. Quyền chủ động tổ chức hội nghị thường vụ nằm trong tay Lăng Chính Dược, mình mặc dù có quyền đề nghị nhưng quyết định vẫn là do Lăng Chính Dược. Đây cũng là vấn đề khó xử, mà tình hình bên Miên Châu không thể kéo dài được nữa. Vì thế mình có lẽ không thể không tìm kiếm vài con đường đẩy nhanh tiến độ, xem có thể đạt được đột phá hay không. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng lắc đầu cười khổ. Xem ra Trần Anh Lộc vẫn là một cửa mà mình không thể bỏ qua. Dù đi tới vị trí hôm nay thì mình vẫn phải qua lại với đối phương. Quyển 19, chương 67. Ánh trăng như sương rơi vào biệt thự. Mùi hương thơm ngát bay vào mũi tuy không dễ ngửi nhưng có hiệu quả đuổi muỗi, nếu không ngồi ở trong sân đúng là làm điểm tâm cho muỗi. Âu Dương Cẩm Hoa cùng Lô Dã mở cửa thấy cảnh làm bọn họ giật mình. Triệu Quốc Đống có thói quen không làm việc ở nhà, đây là điều nhiều người biết. Vì thế mặc dù đám quan chức có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống cũng không tới ngõ thủy tinh này. Chẳng qua dù là như vậy người xuất hiện ngoài cửa cũng là bất ngờ, nhất là đối với Âu Dương Cẩm Hoa mà nói càng bất ngờ hơn. Người đến là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Trần Anh Lộc. Hắn sao xuất hiện ở đây? Mặc dù nghi hoặc nhưng Âu Dương Cẩm Hoa vẫn vội vàng mời Trần Anh Lộc vào trong. Trần Anh Lộc nếu tới đương nhiên không phải là mạo muội tới, việc Triệu Quốc Đống cười cười đi ra đã chứng minh điểm này. Âu Dương Cẩm Hoa phát hiện mình mặc dù tới ưu được hơn tháng, tự nhận là cũng dần hiểu rõ cục diện chính trị ưu nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình còn kéo xa. 2 chai bia, ít cánh gà, lạc. Triệu Quốc Đống rất do dự khi quyết định gọi điện cho Trần Anh Lộc nhưng cuối cùng hắn vẫn gọi số mà đã lâu mình không gọi. Hắn tin khi Trần Anh Lộc nhận được điện cũng phải suy nghĩ, chẳng qua con người không vì chút kích động mà thay đổi lập trường của mình. Đương nhiên trong công việc cụ đờ thì Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng hai bên không có cửa để giao tiếp, đây là nguyên nhân chính mà hắn gọi điện cho Trần Anh Lộc.
Trần Anh Lộc không hề do dự đã nhận lời ngay, điều này làm Triệu Quốc Đống vừa có chút lo lắng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn vứt bỏ các tâm trạng khác. Trưởng ban thư ký, chúng ta đã lâu không ngồi với nhau như thế này rồi nhỉ? Triệu Quốc Đống bưng bia lên uống, ánh trăng rơi trên bàn, mấy món ăn đơn giản, bao thuốc trên bàn vẫn là kiều tử, Trần Anh Lộc tuy đã làm thường vụ tỉnh ủy nhưng vẫn không thay đổi thói quen. Ồ, Chủ tịch, từ lúc anh rời khỏi Hoài Khánh thì chúng ta chưa ngồi cùng nhau. Chẳng qua thế sự luôn thay đổi nên khó nói rõ ràng. Chúng ta bây giờ ngồi lại với nhau có tính là duyên phận không? Song Trần Anh Lộc đã bị giọng yêu đồng hóa nhiều nhưng vẫn có giọng tỉnh xuyên xen vào đó. Duyên phận, ừ, xem như là vậy. Có thể cùng làm việc ở hai nơi với nhau thì ít nhất cũng là duyên phận ngàn năm. Trần Anh Lộc vẫn rất bình tĩnh, tự nhiên làm Triệu Quốc Đống có nhiều suy nghĩ. Lúc trước hắn và Trần Anh Lộc hợp tác rất mật thiết làm Hoài Khánh phát triển nhanh chóng. Nếu mình không rời khỏi Hoài Khánh như vậy Hoài Khánh sẽ có cảnh tượng như thế nào? Lúc ấy mình một lòng một dạ muốn biến Hoài Khánh thành thâm quyến của khu vực đất liền, quy hoạch đô thị đã có, ngành điện tử thông tin đã hình thành nhưng mà. Mình và Trần Anh Lộc rốt cuộc tại sao có xung đột, vì nguyên nhân gì mà phát triển đến bước cuối cùng đó? Nguyên nhân cụ thể thì Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết, nhưng hắn thật lòng không muốn như vậy. Nhưng có một số việc không làm theo ý mình được, hắn cũng hiểu cho suy nghĩ của Trần Anh Lộc. Ở vào tình trạng lúc ấy thì không thể phân rõ ai đúng ai sai được. Đúng thế, thoáng cái 4-5 năm đã qua, chúng ta từ Hoài Khánh chuyển lên sân khấu lớn hơn là tỉnh, rất nhiều chuyện trước đó không nói rõ được, cũng không như lúc đó nghĩ. Có đôi khi nghĩ lại làm tôi phải nghiền ngẫm rất nhiều. Triệu Quốc Đống cố tạo không khí thoải mái đôi chút. Chuyện quá khứ đáng nhớ lại nhưng nó sẽ không quay lại, đặt chân thực tế mới là căn bản. Trần Anh Lộc cũng đoán được Triệu Quốc Đống nhất định có chuyện muốn giao tiếp với mình. Hoặc là nói cần giao tiếp với Lăng Chính Dược rồi thông qua mình làm cầu nối. Trần Anh Lộc trước khi đến cũng đã suy nghĩ công việc trong thời gian này, rất nhanh cũng xác định được mục tiêu đại khái. Có lẽ ngoài hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê thì không có vấn đề gì đáng để Triệu Quốc Đống chú tâm. Chỉ là Lăng Chính Dược có thành kiến rất sâu ở hạng mục này, Trần Anh Lộc cũng không muốn xen vào việc này nhưng Triệu Quốc Đống chủ động hẹn, hắn cũng không muốn vì không muốn tham gia việc này khiến quan hệ hai bên ác hóa. Vì thế hắn nhận lời. Triệu Quốc Đống hơi nhíu mày, Trần Anh Lộc là người trầm ổn, muốn đánh động đối phương cũng không dễ dàng gì. Mặc dù là vứt bỏ lập trường thì muốn thuyết phục hắn cũng không dễ. Nhưng nếu như có thể chính thức thuyết phục thì Trần Anh Lộc sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Đến yêu lâu như vậy, Triệu Quốc Đống cảm thấy Lăng Chính Dược ở trình độ nhất định thậm chí tín nhiệm Trần Anh Lộc hơn Long Ứng Hoa. Vì nguyên nhân này nên Triệu Quốc Đống mới hy vọng đột phá từ Trần Anh Lộc. Đúng thế trưởng ban thư ký, tôi về yêu một thời gian cũng suy nghĩ một vấn đề đó là yêu chúng ta nên làm như thế nào bây giờ, phát triển như thế nào. Làm như thế nào phát triển phù hợp trào lưu của lịch sử, làm như thế nào mới khiến quần chúng nhân dân hài lòng. Triệu Quốc Đống không muốn vòng vo, hắn hôm nay quyết định trao đổi thẳng thắn với Trần Anh Lộc. Có trụ cột kinh nghiệm công tác ở Hoài Khánh, dù là mình hay đối phương đều có chính sách để giao lưu. Mặc dù mấy năm qua mỗi người có cảnh ngộ khác nhau nhưng khi nguyên tắc đối đãi vấn đề đều không thay đổi. Trần Anh Lộc bưng chén lên uống, suy nghĩ một chút rồi nói. Nói cũng đúng, ở hiện tại của nước ta hiện nay thì phát triển vẫn là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta, chỉ có thể phát triển mới giải quyết được vấn đề. Tôi cho rằng ưu chúng ta chính là Trung Quốc thu nhỏ, vừa có khu vực phát triển nhanh, vừa có nơi chậm phát triển, có nơi từng huy hoàng bây giờ suy yếu. Tỉnh làm như thế nào đưa ra được một quy hoạch phù hợp với tình hình của tỉnh đúng là đáng để suy nghĩ. Sau khi làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, khí chất của Trần Anh Lộc thay đổi không ít, ít nhất Triệu Quốc Đống cảm thấy Trần Anh Lộc có vẻ tự tin, trầm ổn hơn khi làm phó chủ tịch tỉnh, giọng nói mặc dù thu liễm nhưng vẫn hiện ra khí thế. Đây chính là vấn đề khó khăn cụ thể mà chúng ta đang gặp phải, Trung ương cũng ý thức được muốn điều chỉnh chính sách làm một số người giàu lên. Yêu cầu đảng ủy chính quyền địa phương các nơi phải đưa mục tiêu cộng đồng giàu có lên vị trí cao nhất. Nhưng do tình hình thực tế phức tạp nên cần đảng ủy chính quyền địa phương thông qua cơ chế để điều chỉnh thu nhỏ chênh lệch về thu nhập của từng tầng lớp, xúc tiến phát triển thăng bằng, xã hội hài hòa. Triệu Quốc Đống bưng chén lên ra hiệu, Trần Anh Lộc gật đầu cụng ly với Triệu Quốc Đống rồi uống cạn. Yêu chúng ta phát triển rất không cân bằng, ở điểm này Bí Thư Lăng cũng ý thức được. Bí Thư Lăng cũng từng nói với tôi về vấn đề này. Làm như thế nào để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển của các khu vực phát triển khá, đồng thời thay đổi bộ mặt khu vực lạc hậu mới là mấu chốt phát triển thăng bằng cùng xã hội hài hòa.
ở vấn đề này tỉnh cũng cần nghiêng tài nguyên cho khu vực khó khăn. Trong lời nói của Trần Anh Lộc đã mơ hồ có ám chỉ, Trần Anh Lộc ý thức được Trần Anh Lộc thực ra sớm biết mục đích mình hẹn đối phương tới đây. Chẳng lẽ nói Lăng Chính Dược cho rằng tỉnh ủng hộ Miên Châu chính là ủng hộ nơi phát triển ư? Đúng, Miên Châu bây giờ coi như đứng top 5 toàn tỉnh nhưng phải phân tích vấn đề một cách cụ thể. Hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê sẽ mang lại gì? Đó là có tác dụng thúc đẩy mạnh thực lực nghiên cứu khoa học của khu vực An Tây thậm chí cả ưu, đây là một công việc mang lại lợi ích cực lớn. Làm như thế nào có thể so sánh hạng mục này với hạng mục đầu tư tài sản cố định? Đề tài còn chưa chính thức mở ra, Triệu Quốc Đống đã cảm thấy Trần Anh Lộc đưa giới hạn làm hắn có chút buồn bực. Hắn có rất muốn thảo luận vấn đề này với Trần Anh Lộc nhưng ở không khí này thì không thể nói chuyện thoải mái được. Quyển 19, chương 68. Triệu Quốc Đống im lặng không nói, Trần Anh Lộc cũng không lên tiếng. Làm như thế nào nói ra đề tài này? Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, chuyện này thực ra không có quan hệ gì với Trần Anh Lộc. Hắn là trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Trước khi đưa lên hội nghị thường ủy thì hắn có thể không nghe thấy không hỏi, đây không phải công việc của hắn. Nhưng Triệu Quốc Đống hy vọng có thể thông qua đối phương để thuyết phục Lăng Chính Dược. Hắn không muốn có nhiều tranh luận ở vấn đề này, đây chỉ là công việc rất bình thường, làm như thế nào để công việc này tiếp tục diễn ra và thực hiện được mới là điều Triệu Quốc Đống cần suy xét. Trưởng ban thư ký, tôi nhớ lúc chúng ta ở Hoài Khánh cũng đã thảo luận về sự phát triển của Lâm Giang. Lâm Giang nằm cạnh Kiến Dương nên chúng ta dự định Lâm Giang sẽ phát triển ngành cơ giới chế tạo, muốn biến Lâm Giang chỉ thấp hơn Hoài Châu và Quy Ninh. Nhưng thời gian trước tôi nói chuyện với cán bộ Hoài Khánh, nói tới tình hình phát triển hiện tại của Hoài Khánh thì phát hiện Lâm Giang chiếm tỷ lệ không quan trọng trong hệ thống kinh tế Hoài Khánh, thậm chí sớm bị Khánh Châu vượt qua. Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Trần Anh Lộc gật đầu, việc này hắn cũng biết, ngành gia công cơ giới chế tạo của Lâm Giang cũng đã huy hoàng. Do vị trí địa lý tốt, vừa lúc nằm giữa Hoài Khánh và Kiến Dương khá nổi tiếng trong sản xuất thiết bị phát điện, máy cơ giới, mà Hoài Khánh cũng có trụ cột nhất định trong ngành cơ giới chế tạo, sản xuất thiết bị dầu khí. Kinh tế công nghiệp Lâm Giang cũng có mấy năm phát triển nhanh, nhưng theo kinh tế Kiến Dương phát triển chậm lại khiến cho ưu thế của Lâm Giang dần biến mất, ngành cơ giới chế tạo mấy năm qua suy yếu thấy rõ. Vậy trưởng ban thư ký cảm thấy ngành cơ giới chế tạo Lâm Giang suy yếu là vì nguyên nhân gì? Triệu Quốc Đống hỏi một câu. Trần Anh Lộc suy nghĩ một chút cũng đoán ra hàm nghĩa trong giọng Triệu Quốc Đống. Hắn gật đầu nói. Ngành cơ giới chế tạo Lâm Giang suy yếu cũng có nhiều nguyên nhân. Một là dựa vào bên ngoài quá nhiều, hoàn toàn dựa vào Kiến Dương cùng mấy tập đoàn nhà nước khổng lồ mà Hoài Khánh sở hữu. Một là do bên ngoài có biến hóa nên bọn họ không thể thích ứng. Ví dụ như Kiến Dương mấy năm nay phát triển chậm. Mà mấy tập đoàn lớn của Hoài Khánh do Khánh Châu cùng Quy Ninh phát triển rất nhanh nên đoạt không ít hợp đồng của Lâm Giang. Ở tình hình cạnh tranh kịch liệt như vậy nên bọn họ không thể sinh tồn. Vậy tại sao lại như vậy? Theo tôi biết không phải tất cả công ty Lâm Giang đều không thể sinh tồn, chỉ là hầu hết công ty rất khó khăn nhưng vẫn có một vài công ty phát triển rất mạnh, ví dụ như công ty Thái Long, công ty cơ điện Vũ Đạt. Sản phẩm của bọn họ thậm chí tiến vào Ando, mấy tập đoàn khổng lồ của Ando như xe hơi An Vũ. Tập đoàn An Phi, tập đoàn An Hàng, đều mua sản phẩm của bọn họ, thậm chí công ty ô tô Fukuda, tập đoàn Quang Hoa Ninh Lăng Sa như vậy cũng đến đặt hàng ở Lâm Giang. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nói. Ồ, Trần Anh Lộc lúc làm phó chủ tịch tỉnh không quản lý công nghiệp, sang làm trưởng ban thư ký thì mấy việc này càng không thuộc phạm vi công việc của hắn. Mặc dù vẫn quan tâm sự phát triển của Hoài Khánh nhưng chỉ hiểu qua tình hình mà thôi. Chỉ biết kinh tế công nghiệp của Lâm Giang xuống dốc nhưng không rõ tình hình cụ thể. Mấy công ty này nhất định là có chỗ hơn người. Đúng, mấy công ty này có điểm chung là chú trọng nghiên cứu khoa học, nhất là nhằm vào biến hóa của thị trường và yêu cầu của khách hàng, không ngừng tăng cường đầu tư vào nghiên cứu. Ngoài ra cũng căn cứ yêu cầu sản phẩm mà tăng đầu tư dây chuyền sản xuất, cho nên nhanh chóng trưởng thành. Mà hầu hết công ty khác thì sao? Khi thị trường nóng thì chỉ lo kiếm đầy tối. Không đầu tư hoặc đầu tư ít vào nghiên cứu, đổi mới thiết bị thì không muốn đầu tư, nhưng lại chấp nhận mua biệt thự, xe sang, một khi thị trường phát sinh biến hóa liền bó tay chịu trói, không thể thỏa mãn yêu cầu của thị trường đương nhiên là xong đời. Triệu Quốc Đống lộ vẻ trầm tư. Trưởng ban thư ký, tôi đi một vòng lớn như vậy thực ra muốn nói rõ một vấn đề, đó là khi phát triển kinh tế nhất là ngành chế tạo thì đầu tư nghiên cứu là rất quan trọng. Lấy một ví dụ rất đơn giản là tập đoàn Hoa Vi sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy ở thị trường nước ngoài chính là do tập đoàn này hàng năm đầu tư nhiều vào nghiên cứu,
khiến trung tâm kỹ thuật của mình luôn có ưu thế so với đối thủ cạnh tranh. Nhưng yêu cầu căn bản của nghiên cứu là gì? Ngoài đầu tư tài chính còn cần có trụ cột tài nguyên nhân lực cứng, đây là căn bản của nghiên cứu khoa học. Trần Anh Lộc từ từ hiểu ra, Triệu Quốc Đống đi một vòng rồi nhắc mình tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học với phát triển kinh tế. Nhưng An Nguyên khi gặp cơ hội rất lớn lại muốn đứng ngoài cuộc. Tôi cảm thấy không thể tưởng tượng cùng giải thích, hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê được quốc gia chọn làm thí điểm, hiện nay có nhiều viện nghiên cứu lớn như thiết bị hàng không, cơ điện, năng lượng hạt nhân cũng đến. Hạng mục này thành công sẽ khiến cho năng lực nghiên cứu khoa học của An Nguyên chúng ta sẽ tăng lên đến mức khó có thể dùng tiền tài tính toán. Trần Anh Lộc không nói gì chỉ lẳng lặng nghe Triệu Quốc Đống nói, hắn cũng suy tư làm như thế nào để thảo luận đề tài này với đối phương. Đúng, tôi đã đọc qua thỏa thuận ở hạng mục này, đối phương đưa yêu cầu rất ngặt nghèo, hơn nữa về sau cũng xuất hiện mấy vấn đề. Nếu như đây là hạng mục thương mại hoặc xây dựng cơ sở vật chất thuần túy thì tôi sẽ không hề do dự đề nghị bác bỏ, thậm chí truy cứu trách nhiệm người liên quan. Nhưng hạng mục này lại khác, nó là một tổ hợp nghiên cứu khổng lồ. Từ trụ nghiên cứu lĩnh vực trụ cột đến nghiên cứu sản phẩm mới đều sẽ mang lại ảnh hưởng rất lớn cho phát triển kinh tế. Triệu Quốc Đống nói tới nước này, Trần Anh Lộc biết mình không nói gì là không tiện. Hắn cũng không muốn nói mấy câu mình không hiểu vấn đề cho qua chuyện. Trên thực tế hắn cũng hiểu đôi chút, bởi vì hắn biết ở vấn đề này sớm muộn cũng sẽ được đưa ra trong hội nghị thường ủy. Chủ tịch, tôi cũng không hiểu chi tiết về hạng mục này như anh, nhưng cũng điều tra đôi chút. Hạng mục này vốn do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng chủ đạo, mặc dù Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng hiện nay sắp sát nhập vào Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nhưng cũng không có nghĩa trách nhiệm nghĩa vụ của hắn sẽ biến mất. Cho nên tôi cảm thấy đơn vị chủ đạo vẫn phải là Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng hoặc nói là Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Hạng mục này tuy quan trọng nhưng không thể vì thế mà tỉnh ta gánh vác trách nhiệm vốn không do tài chính tỉnh chi trả, nó không phù hợp trình tự, quy củ. Đương nhiên tôi cũng không cho rằng tỉnh không phát huy tác dụng gì. Ví dụ như phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng, thông qua vài phương pháp để thúc đẩy tiến độ xây dựng, tôi cảm thấy có thể. Chỉ là tỉnh không làm chủ thể, tài chính tỉnh không thể vì thế mà chi trả. Giọng điệu của Trần Anh Lộc rất bình thản nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Hắn vốn không cần cho thấy thái độ rõ ràng như vậy nhưng hắn không hy vọng để Triệu Quốc Đống nghĩ mình sẽ đứng bên đối phương. Tôi cảm thấy cái nhìn của anh có thành kiến hoặc là nói rất ngắn. Quan điểm của Trần Anh Lộc làm Triệu Quốc Đống vui vẻ. Hắn chỉ sợ đối phương nói vòng vo, như vậy không cần thiết phải nói chuyện nữa. Mà đối phương nói thẳng như vậy cũng nói rõ đối phương muốn trao đổi với mình, đây là điều hắn hy vọng. Ha ha, chủ tịch, chỉ cần anh có thể đưa ra quan điểm hợp lý thì tôi sẽ lắng tai nghe. Trần Anh Lộc nở nụ cười. Mặc dù quan hệ giữa hai người đã thay đổi nhưng y cảm thấy như trở lại thời điểm trước đây. Triệu Quốc Đống cũng không hề khách khí nói thẳng ra quan điểm của mình, cho rằng tỉnh mặc dù gánh chịu trách nhiệm chính cũng không có nghĩa là dùng tài chính của tỉnh để thanh toán. Thực tế hành lang khoa học kỹ thuật này liên quan trực tiếp tới phát triển đô thị của Miên Châu, trong đó có nhiều phương pháp để thực hiện. Ngoài ra Triệu Quốc Đống cũng rõ ràng đưa ra những áp lực và khó khăn Miên Châu gặp phải. Nếu như mượn hạng mục này có thể thực hiện điều chỉnh kết cấu kinh tế của Miên Châu, nó có tác dụng không thể thay thế đối với sự phát triển của khu vực An Tây. Hai người tiến hành thảo luận khá lâu về phương thức thực hiện, Trần Anh Lộc mặc dù không quá đồng ý việc tỉnh làm chủ thể tham gia nhưng cũng thừa nhận nếu như trong tỉnh muốn tham gia thì thông qua phương pháp nào là tốt nhất. Triệu Quốc Đống cảm thấy thái độ của Trần Anh Lộc đã thoáng hơn, hoặc là nói Trần Anh Lộc vốn không quá kiên quyết ở vấn đề này. Chẳng qua trước mặt mình Trần Anh Lộc vẫn làm như kiên quyết phản đối mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 19, chương 69. La Duệ cùng thị trưởng Hứa Tất Thành tiến vào văn phòng Triệu Quốc Đống, La Duệ có tâm trạng rất phức tạp. Quan hệ giữa La Băng và Triệu Quốc Đống mặc dù người ngoài không biết, thậm chí vợ mình cũng không biết nhưng La Duệ biết rõ La Băng và Triệu Quốc Đống có quan hệ gì. Trên thực tế hắn sớm biết điều này nhưng hắn vẫn không muốn đối mặt hoặc là hy vọng La Băng có thể giữ mình, có thể cắt đứt quan hệ kia với Triệu Quốc Đống, như vậy mình có thể yên tâm coi như không biết. Nhưng La Băng rất ngang bướng, thậm chí còn có vẻ điên cuồng. Nhưng Triệu Quốc Đống là người đã có vợ, bây giờ còn là chủ tịch tỉnh, La Băng qua lại với hắn thì có kết quả gì tốt? Chẳng lẽ làm tình nhân cả đời ư? La Băng không phải phụ nữ ham hư vinh, điểm này La Duệ tin tưởng. Trên thực tế nếu La Băng là loại người như vậy thì đã không ở Hoa Lâm lâu như vậy.
chỉ là không biết sao La Băng lại có qua lại với Triệu Quốc Đống. Đây là nghiệt duyên, La Duệ chỉ có thể dùng cách nói này để an ủi mình. Hứa Tất Thành không biết La Duệ ở bên có tâm trạng phức tạp như vậy. Hắn đang suy nghĩ lát nữa làm sao đả động được chủ tịch tỉnh. Hạng mục này rất quan trọng đối với sự phát triển của Thông Thành nhưng lại tồn tại một ít vấn đề. Mà từ tin tức trên tỉnh truyền ra thì tình hình không quá khả quan cho mấy. La Duệ, lát anh trọng điểm giới thiệu hạng mục hoàn thành có thể giải quyết bao công ăn việc làm, ít nhắc tới nguồn thuế. Hình như chủ tịch Triệu khá phản cảm điểm này, ngoài ra cũng phải cẩn thận giới thiệu về đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường, dù là nói hơi quá một chút cũng không sao. Hứa Tất Thành vẫn có chút lo lắng. La Duệ mới được phân công phụ trách sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư. Hạng mục hóa chất khí thiên nhiên định báo cáo hôm nay là của tập đoàn Bas Đức hợp tác với tập đoàn Thạch Hóa đầu tư vào Thông Thành. Thăm dò khí thiên nhiên ở Thông Thành đã tiến vào giai đoạn hoàn thiện. Chỉ riêng hai huyện Huệ Xuyên, Sa Giang Thông Thành đã phát hiện trữ lượng khí thiên nhiên hơn 600 tỷ mét khối, đã chính thức khai thác ở mỏ sông Trương Gia, Huệ Xuyên với trữ lượng 60 tỷ mét khối. Hiện nay một năm có thể khai thác được 1,5 tỷ mét khối. Mà mỏ Sa Đầu Giác, Sa Giang cũng đạt 40 tỷ mét khối, hàng năm khai thác được 1,2 tỷ mét khối. Còn có mỏ khí thiên nhiên Tiểu Bá huyện Cổ Bá và mỏ khí thiên nhiên Sông Lăng, huyện Huệ Xuyên, trữ lượng đều khoảng 50 tỷ mét khối. Sau khi đi vào sản xuất sản lượng một năm đạt trên 1 tỷ mét khối, có thể nói khí thiên nhiên Thông Thành có 102 ở khu vực. Nuối tiếc duy nhất chính là trong thị xã có tài nguyên khí thiên nhiên phong phú nhưng không có dầu mỏ, điều này làm An Nguyên khá nuối tiếc. Thị trường, lần trước bên Thạch Hóa với Ủy ban tỉnh đàm phán thất bại vì bảo vệ môi trường, lần này tôi lo chủ tịch Triệu sẽ làm khó tiếp. La Duệ lấy lại bình tĩnh hạ giọng nói. Chúng ta bây giờ chưa có quy hoạch thực chất ở vấn đề này, tôi sợ. Hạng mục này của Thông Thành khiến nhiều người chú ý. Bởi vì khí thiên nhiên của Thông Thành rất phong phú nhưng đối với việc quốc gia liệt Thông Thành vào điểm bổ sung khí cho phía Tây, An Nguyên có ý kiến khác ở điểm này. Theo An Nguyên thấy kinh tế Thông Thành lạc hậu, mà nguồn năng lượng của An Nguyên cũng không đầy đủ. Ngoài Thông Thành ra thì các nơi khác không có tài nguyên khí thiên nhiên, dầu mỏ. Trong tỉnh cũng hy vọng khí thiên nhiên của Thông Thành có thể thỏa mãn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của An Nguyên. Nhất là lợi dụng tài nguyên khí thiên nhiên của Thông Thành để phát triển ngành hóa chất khí hóa lỏng, xúc tiến kinh tế Thông Thành phát triển. Tranh luận này có từ thời Ứng Đông Lưu, bên An Nguyên vì vấn đề này mà khúc mắc nhiều lần với Bộ Năng lượng, vì thế Ủy ban tỉnh An Nguyên cũng trao đổi nhiều với Bộ Năng lượng nhưng mãi không thỏa thuận được. Lần này tập đoàn Bas đàm phán xong việc cung ứng khí thiên nhiên với Thạch Hóa, sau đó do Thạch Hóa đàm phán với Ủy ban tỉnh An Nguyên, không ngờ Ủy ban tỉnh An Nguyên lại lấy lý do bảo vệ môi trường mà gây khó dễ. Điều này làm Thạch Hóa rất khó chịu, cảm thấy Ủy ban tỉnh An Nguyên không biết điều, vì thế hạng mục này rơi vào bế tắc. Điểm này không cần quá lo lắng. Hứa Tất Thành trầm ngâm một chút mới nói. Hứa Tất Thành cũng biết lần trước Ủy ban tỉnh thảo luận hạng mục này không hình thành ý kiến nhất trí, bởi vậy hạng mục bị gác lại. Mà bây giờ Thông Thành rất khẩn trương, Thạch Hóa thật ra đang làm khó nên Hứa Tất Thành không thể không dẫn La Duệ nhiều lần chạy lên Ủy ban tỉnh. Cũng may bí thư thị ủy Lô Vệ Hồng hình như đã báo cáo vấn đề này với bí thư tỉnh ủy Lăng Chính Dược. Hạng mục này có tổng đầu tư đạt tới 30 tỷ, riêng tập đoàn Bas đã đầu tư 2 tỷ USD, đây là khoản đầu tư lớn nhất của Thông Thành thậm chí An Nguyên. Sau khi hạng mục hoàn thành thì một năm sẽ tiêu hao 1,5 tỷ mét khối khí thiên nhiên, giá trị sản lượng có thể đạt trên 40 tỷ, thu thuế đạt 800 triệu, đây là hấp dẫn không thể từ chối đối với Thông Thành. Lăng Chính Dược nghe nói cũng rất hứng thú với hạng mục này, cho rằng hạng mục này sẽ thúc đẩy kinh tế Thông Thành phát triển, đồng thời coi như là điểm ưu thế khi đàm phán với Bộ Năng lượng. Lần này dù sao cũng là do Thạch Hóa chủ động, đồng ý đầu tư vào An Nguyên. Cho nên Lăng Chính Dược chỉ thị rõ ràng Thông Thành phải tìm mọi cách nắm được hạng mục này. Hả? La Duệ có chút kinh ngạc nhướng mày. La Duệ, bí thư Vệ Hồng hẳn là đã báo cáo hạng mục này với bí thư Lăng. Bí thư Lăng rất chú trọng hạng mục này, chỉ thị phải toàn lực thúc đẩy, yêu cầu các cơ quan toàn lực phối hợp, không được chậm trễ tới đại cuộc. Hứa Tất Thành cười nói. Tôi nghĩ nếu bí thư Lăng tỏ thái độ như vậy thì chắc không vấn đề gì lớn. Hơn nữa quy hoạch cũng được chúng ta hoàn thiện một chút, chủ tịch Triệu chắc là thấy được biến hóa của chúng ta. La Duệ cười khổ một tiếng. Mấy cái gọi là thay đổi trong quy hoạch mà Hứa Tất Thành nói chỉ là bề ngoài, làm ra hai phương án vu vơ. Chính thức áp dụng thực ra không thấy đâu cả. Ví dụ như xây dựng nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, xây dựng hệ thống tuần hoàn bảo vệ môi trường, hệ thống giám sát tự động.
Đây cũng mới chỉ là trên văn bản, thậm chí còn chưa trao đổi với đối tác, thuần túy là muốn lừa tỉnh, hy vọng sớm được tỉnh phê duyệt và trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. La Duệ biết rõ tính cách của Triệu Quốc Đống, người này là người kiên cường, chuyên làm theo ý mình. Lăng Chính Dược tuy là bí thư tỉnh ủy nhưng Triệu Quốc Đống cũng không phải kẻ bình thường. Hắn không phải loại người phục tùng bí thư tỉnh ủy vô điều kiện. Nếu không tìm được lý do đầy đủ thuyết phục hắn, hắn chưa chắc đã bật đèn xanh. Lô Vệ Hồng bố trí mình và Hứa Tất Thành tới báo cáo công việc với Triệu Quốc Đống mà hắn không tự đến, không biết là có phải không chắc có thể thuyết phục được Triệu Quốc Đống sao. Việc đến nước này đương nhiên chỉ có thể kiên trì báo cáo, La Duệ chỉ cảm thấy không chừng sẽ bị mắng một trận lên thân. Triệu Quốc Đống rất chăm chú nhìn tài liệu mà Thông Thành đưa tới. Thoạt nhìn thì hoàn thiện hơn lần trước không ít nhưng Triệu Quốc Đống biết trong này chủ yếu là thêm vào cho có. Bởi vì một ít hạng mục trụ cột không phải 3 đến 5 ngày là có thể hoàn thiện hoặc là nói lập hạng mục xây dựng, có mấy hạng mục thậm chí không có nửa năm thì đừng mong đưa vào xây dựng. Hắn không nhịn được nhìn vị thị trưởng Thông Thành, đây là báo cáo định đưa mình xem sao. Như vậy là lừa được mình hay là cảm thấy hạng mục không thể chờ nổi nữa cần phải lập tức phê duyệt. Lão Hứa, anh nói một chút, tôi đã xem, so sánh với lần trước cũng hoàn thiện hơn đôi chút nhưng hạng mục này liên quan quá nhiều phương diện. Tôi nhớ lần trước tôi đã nói với các anh, Cục Bảo vệ Môi trường đưa ra không ít câu hỏi, các anh giải quyết được không? Ngoài ra Thạch Hóa và Bas tại sao không có động tác mang tính thực tế? Tôi lần trước đã nói bọn họ phải có quy hoạch và hứa hẹn rõ ràng, chúng ta phải xem quy hoạch xây dựng mang tính thực chất. Hừ, hình như bên trên chỉ có một phương án vu vơ, chứng thực như thế nào, bao giờ xây dựng đều không có. Đây là việc gì? Những câu hỏi liên tiếp của Triệu Quốc Đống làm Hứa Tất Thành đổ mồ hôi. Lô Vệ Hồng làm gì vậy hả? Hắn không phải nói tất cả không có vấn đề gì sao? Quyển 19, chương 70. Hứa Tất Thành thầm mắng Lô Vệ Hồng quá xảo quyệt. Hạng mục khổng lồ này ra mặt không phải việc tốt gì. Lô Vệ Hồng đẩy mình và La Duệ đến báo cáo. Hứa Tất Thành vốn đã thấy có chút vấn đề. Nhưng hắn cũng biết Lô Vệ Hồng đã báo cáo việc này với bí thư tỉnh ủy Lăng Chính Dược. Mình còn cùng Lô Vệ Hồng tham gia báo cáo nên sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Không ngờ Triệu Quốc Đống giống như không biết Lăng Chính Dược coi trọng hạng mục này, vẫn nghiêm túc nói ra những điều trước đó từng nói. Mặc dù có chuẩn bị nhưng ở tình huống này nếu muốn lừa gạt Triệu Quốc Đống thì đó chính là tự chuốc họa vào thân. Hứa Tất Thành cảm thấy mình nuốt nước bọt cũng khó khăn. Vấn đề Triệu Quốc Đống đưa ra đúng là cần hoàn thiện, nhưng chủ yếu mới hoàn thiện trên quy hoạch, chưa chính thức đưa vào kế hoạch hạng mục, thậm chí còn chưa được bên đối tác đồng ý, còn có nhiều điều mới là trên giấy. Chủ tịch Triệu thấy rõ điểm này và không hề khách khí phê bình. La Duệ cũng thấy buồn bực, mặc dù trước khi tới hắn vẫn nghĩ Triệu Quốc Đống không có gì đặc biệt hơn người, nhất là có La Băng làm trung gian nên tâm trạng hắn càng phức tạp hơn. Đây không phải là muốn dựa vào mối quan hệ kia, mà là hắn cho rằng Triệu Quốc Đống là người háo sắc nên khi gặp Triệu Quốc Đống cũng thiếu kính trọng. Nhưng hắn lại phát hiện trạng thái tâm lý của mình đúng là không ổn. Ở không khí đặc biệt này chút bất mãn khó chịu trước đó rất nhanh đã biến mất, nhất là thấy Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Dương Kính Quang cùng với Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển án tỉnh Trương Hoành Vĩ cũng lặng lẽ ngồi bên không nói, Hứa Tất Thành lại đổ mồ hôi ròng ròng, vẻ mặt khó coi, La Duệ cũng không nhịn được thấy lo lắng. Nói đi, tôi sao cảm thấy thị ủy, Ủy ban Thông Thành các anh không coi ý kiến của Ủy ban tỉnh vào đâu. Triệu Quốc Đống dựa lưng ra sau, bình tĩnh nói. Tôi nhớ Ủy ban tỉnh đã có kết luận về hạng mục này, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh và Cục Bảo vệ Môi trường cũng đưa ra không ít vấn đề. Tôi đã yêu cầu văn phòng Ủy ban chuyên môn chuyển xuống cho thị ủy, Ủy ban Thông Thành các anh, để các anh xem làm như thế nào giải quyết mấy vấn đề này. Lão Mai, Thông Thành đã nhận được thông báo chưa? Mai Cửu Vinh mới từ ngoài tiến vào, trong tay còn có một tập văn bản. Nghe thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy, y vội vàng nói. Đã đưa tới. Thị ủy, Ủy ban Thông Thành đã nhận được. Lúc ấy sau khi hội nghị thường trực Ủy ban diễn ra tôi lập tức bảo văn phòng gửi xuống. Lão Hứa, vậy đây là thành quả công việc trong thời gian này của các anh ư? Triệu Quốc Đống gõ gõ tập tài liệu. Tôi hình như không thấy thứ thực tế nào cả. Hứa Tất Thành nuốt nước bọt đầy khó khăn rồi nói. Chủ tịch, có một số công việc chúng tôi đã triển khai, nhưng ngài cũng biết không phải một hai ngày là lấy ra được. Còn có một ít chúng tôi còn cần phối hợp với đối tác. Chúng tôi đã chính thức gửi văn bản cho tập đoàn BAS và Thạch Hóa, yêu cầu bọn họ dựa theo ý kiến của Ủy ban tỉnh và cơ quan chức năng liên quan đưa ra mà làm ra phương án. Ồ, có lẽ gần đây sẽ có câu trả lời thuyết phục.
Chúng tôi cũng tiến hành trao đổi thẳng thắn, bọn họ cũng tán thành ý kiến mà tỉnh đưa ra cho nên. Cho nên các anh đi trước một bước hả? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Hắn có thể hiểu được tâm trạng vội vàng của Thông Thành. Lô Vệ Hồng đã báo cáo ngắn với hắn, do nguyên nhân thời gian nên hắn không nói gì nhiều, chỉ yêu cầu bên Thông Thành phải dựa theo ý kiến của tỉnh, cơ quan chuyên môn mà đưa ra phương án. Lô Vệ Hồng cũng đáp ứng, nhưng hắn không ngờ bọn họ lại làm như vậy. Lão Hứa, tôi không phải nói các anh. Không sai, hạng mục này rất khả quan, rất quan trọng đối với Thông Thành thậm chí CCA An Nguyên. Nhưng đây không phải hạng mục khác mà là hạng mục hóa chất, quy mô lớn như vậy nên liên quan tới rất nhiều phương diện. Chính quyền không thể không thận trọng đối đãi. Hạng mục lớn như vậy nếu khởi động gần như không thể nghịch chuyển, hoặc là nói muốn dừng lại có thể mang lại tổn thất cực lớn về kinh tế và ảnh hưởng chính trị. Vì thế chúng ta thà đồng ý cân nhắc chu đáo vào bây giờ để chặn hết mọi khả năng bất lợi. Đây là trách nhiệm với dân chúng Thông Thành, cũng là trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền địa phương. Giọng điệu của hắn thoáng nghiêm khắc hơn. Hắn đương nhiên biết Lô Vệ Hồng đã báo cáo chuyên đề với Lăng Chính Dược, Lăng Chính Dược cũng tỏ vẻ hứng thú với hạng mục này. Dù sao hạng mục đầu tư mấy chục tỷ, có ảnh hưởng với các ngành liên quan, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng động tâm. Nhưng là người tự ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia đi ra, hắn biết vấn đề bảo vệ môi trường với các hạng mục hóa chất khổng lồ đều là khảo nghiệm lớn. Tập đoàn nước ngoài cũng tốt, tập đoàn nhà nước khổng lồ cũng tốt. Bọn họ không tiếc đầu tư cho sản xuất nhưng muốn bọn họ bỏ tiền đầu tư cho bảo vệ môi trường thì bọn họ sẽ túm chặt túi tiền. Tập đoàn nước ngoài có lẽ còn bởi vì không quá quen tình hình Trung Quốc nên thu liễm đôi chút nhưng tập đoàn nhà nước lại ỷ vào tài lực hùng hậu của mình nên giễu võ dương oai với chính quyền địa phương. Mà các tập đoàn này đều muốn tránh né trách nhiệm bảo vệ môi trường, nói qua loa cho xong, nếu không sẽ đẩy vấn đề bảo vệ môi trường cho chính quyền địa phương. Mà nhiều lúc chính quyền địa phương vì muốn kéo đầu tư thúc đẩy kinh tế phát triển nên đành phải thừa nhận. Triệu Quốc Đống từ lâu đã có qua lại với các tập đoàn nhà nước. Theo hắn nhớ thì lúc hắn gặp Thái Chánh Dương thì y đang đàm phán khá căng thẳng về vấn đề bảo vệ môi trường của nhà máy điện Hoa Dương, Ando với Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Năng khi đó là Đồng Minh Đường. Sau đó Triệu Quốc Đống tới Bộ Năng lượng công tác cũng qua lại nhiều với tập đoàn nhà nước, hắn hiểu rõ tâm lý của các tập đoàn nhà nước. Chính quyền địa phương khi theo đuổi số liệu GDP thì không thể không dựa vào các tập đoàn nhà nước khổng lồ đầu tư. Vì thế khi đối mặt với tập đoàn nhà nước thì chính quyền địa phương thường thiếu tự tin, tiến tới đánh mất nguyên tắc khi đàm phán. Mà hạng mục này của Thông Thành lại là hợp tác giữa tập đoàn nước ngoài và tập đoàn nhà nước, quy mô đầu tư lớn như vậy. Vì thế mấy tập đoàn kia đương nhiên là có tự tin, An Nguyên dám đặt điều kiện với tôi ư. Vậy tôi làm khó các anh, xem ai kéo dài được chứ. Lúc cần thiết có thể tung tin sẽ đổi sang đầu tư ở nơi khác xem An Nguyên có hoảng hốt không, xem cuối cùng ai nhờ ai. Chẳng qua Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia hơn năm nên phương pháp đó không có hiệu quả mấy. Hắn quen nhìn các trình tự phức tạp của các hạng mục khổng lồ, hắn đương nhiên biết rõ sự phức tạp của hạng mục với vốn đầu tư trên 30 tỷ. Công tác điều tra chuẩn bị ít nhất bắt đầu từ 1-2 năm trước, nói cách khác ít nhất riêng tiền phân tích điều tra đã không dưới 10 triệu. Đây còn chưa tính hao tổn nhân lực, tinh lực. Hạng mục này dù là bên Đức hay Thạch Hóa đều sớm xác định thì đâu dễ dàng thay đổi được. Nói cách khác trừ khi điều kiện cơ bản của hạng mục có thay đổi còn bình thường rất khó một lần nữa điều chỉnh, nhất là ở hạng mục yêu cầu rất cao về nguồn nguyên liệu và vận chuyển thì càng là như vậy. Vì thế trong hội nghị thường trực ủy ban lần trước Triệu Quốc Đống đưa ra yêu cầu chính quyền địa phương không nên quá mức để ý tới vấn đề hạng mục, phải kiên quyết cho thấy thái độ của mình. Nếu như cảm thấy chính quyền địa phương có điểm không tiện thì có thể trình lên cho ủy ban tỉnh sẽ đứng ra, phối hợp, giải quyết. Nhưng bây giờ xem ra Thông Thành quá chú trọng hạng mục này, đương nhiên không bài trừ vài nhân tố khác. Triệu Quốc Đống cân nhắc khả năng phía sau là lớn hơn. Hắn không muốn có xung đột ở vấn đề này với Lăng Chính Dược, nhưng chỉ riêng các tài liệu mà hạng mục cung cấp thì cơ quan chuyên môn lo lắng là tất nhiên. Nếu như hạng mục này vì phê duyệt mà có quyết định của thả rồi qua cửa ở tỉnh, rồi muốn Tổng cục Bảo vệ Môi trường cùng Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia giữ cửa cho anh đó chính là vô trách nhiệm. Được rồi lão Hứa, chuyện này tôi đề nghị thị ủy, Ủy ban Thông Thành một lần nữa thận trọng cân nhắc chứng thực ý kiến mà Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Bảo vệ Môi trường đưa ra. Tôi sẽ yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Bảo vệ Môi trường thành lập tổ thẩm định phục vụ hạng mục này của các anh. Nhưng tôi phải nhấn mạnh tiêu chuẩn bảo vệ môi trường không thể giảm, đây là vấn đề nguyên tắc. Triệu Quốc Đống xua tay nói.
Anh về có thể chuyển ý kiến này của tôi với Lô Vệ Hồng, tiến độ công việc và hiệu suất không được mâu thuẫn với kiên trì nguyên tắc. Hứa Tất Thành có chút uể oải gật đầu, xem ra hôm nay đi công không. Hắn cũng có chút buồn bực, chẳng lẽ nói ở vấn đề này Bí Thư Lăng chưa nói chuyện với Chủ tịch Triệu. Không phải như vậy mới đúng. Nếu không chính là, Hứa Tất Thành không dám nghĩ tiếp nữa, nếu là như vậy thế thì hạng mục này chính là một mồi lửa. Quyển 19, chương 71. Đợi hai người Hứa Tất Thành rời đi, phòng khách mới yên tĩnh lại. Dù là Dương Kính Quang, Trương Hoành Vĩ hoặc là Mai Cửu Vinh, đều biết Hứa Tất Thành vừa đi chỉ sợ sẽ có rất nhiều phong ba ập tới. Hạng mục này không bình thường, đầu tư hơn 30 tỷ dù để ở đâu cũng là miếng thịt béo người ta không thể từ chối. Thậm chí có thể nói dù trả giá về môi trường cũng sẽ có rất nhiều tỉnh không hề do dự đáp ứng. Điểm này mấy người Triệu Quốc Đống biết rõ, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ thấy áp lực. Không chỉ có Thông Thành mới cung cấp được khí thiên nhiên, Tứ Xuyên, Trùng Khánh cùng với Tân Cương cũng có thể cung cấp. Có lẽ điều kiện tổng hợp của bọn họ không bằng yêu nhưng nếu yêu đưa yêu cầu quá mức thì rất khó nói có xuất hiện tình huống xấu nhất không. Triệu Quốc Đống không muốn như vậy nhưng tình hình không phải do hắn. Lô Vệ Hồng ỷ được Lăng Chính Dược ủng hộ nên không coi trọng mấy yêu cầu mà Triệu Quốc Đống đưa ra. Theo Lô Vệ Hồng thấy thì không ai ngăn cản được hạng mục khổng lồ này, nếu ai làm khó hạng mục này thì đó chính là tự đào mồ chôn mình. Dương Kính Quang thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống có chút âm trầm, đây là rất không hài lòng với biểu hiện của Thông Thành. Nhưng Dương Kính Quang cho rằng ở vấn đề này Triệu Quốc Đống có thái độ quá cứng rắn và cầu thả. Đầu tư 30 tỷ, Thông Thành sao không cố hết sức đẩy mạnh. Hơn nữa bọn họ cho rằng đối tác cuối cùng sẽ thỏa yêu cầu mà cơ quan chuyên môn đưa ra, sẽ đảm bảo hạng mục này không ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hoàn cảnh sinh thái môi trường xung quanh. Chẳng qua bây giờ hạng mục còn trong giai đoạn thẩm định, nếu lập tức muốn đưa phương án cụ thể đúng là khá ép buộc. Lăng Chính Dược hoàn toàn có đầy đủ lý do ủng hộ hạng mục này, thậm chí trong hội nghị thường ủy Lăng Chính Dược cũng sẽ được hầu hết thường vụ ủng hộ. Dương Kính Quang cho rằng ở xu thế như vậy mà tùy tiện kích phát mâu thuẫn hai bên không phải cử chỉ sáng suốt. Chủ tịch, tôi cảm thấy chúng ta cần phải cân nhắc tình hình thực tế của Thông Thành, có một số yêu cầu có thể tiến hành làm từng bước trong quá trình xây dựng hạng mục, không nhất định cần phải thực hiện trước, yêu cầu này khá hà khắc. Dương Kính Quang trầm ngâm một chút rồi nói. Đầu tư lớn như vậy tôi nghĩ ở các tỉnh thành khác bên tập đoàn BAS, Thạch Hóa sẽ càng kiêu căng hơn. Thông Thành hoặc là nói yêu chúng ta về thực tế cũng không có bao lựa chọn. Triệu Quốc Đống hiểu ý của Dương Kính Quang, thực tế tập đoàn BAS, Thạch Hóa đã trên một lần trao đổi ý kiến với mình cũng đã nhượng bộ. Dù sao mình vừa từ ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia đi tới, lại từng làm ở bộ năng lượng, nên cả tập đoàn BAS, Thạch Hóa đều hiểu rõ các chi tiết sẽ không làm mình xúc động, hoặc là nói không lấy ra gì đó thực tế thì đừng mong qua cửa. Kính Quang, tôi hiểu ý của anh. Chẳng qua anh cảm thấy nếu chúng ta kiên trì nguyên tắc của mình, bọn họ sẽ làm loạn, lật đổ dự định sao? Nói cách khác khả năng bọn họ đầu tư vào nơi khác là rất lớn ư. Dương Kính Quang có chút giật mình nhìn Triệu Quốc Đống, y thử hỏi. Chủ tịch, đây là không cần thiết, rất nhiều vấn đề có thể thông qua phương pháp trao đổi mà giải quyết, hai bên đều có thể nhượng bộ một chút. Chỉ cần vấn đề nguyên tắc chúng ta đưa ra, bọn họ có thể làm được thì ở mấy vấn đề chi tiết tôi nghĩ chúng ta có thể nhượng bộ. Đến khi hạng mục đưa vào xây dựng thì sẽ từng bước hoàn thiện. Tôi chỉ sợ ngoài miệng tập đoàn BAS, Thạch Hóa nói hay nhưng đợi chính thức khởi công thì chúng ta sẽ không thể công nhân thiệp nổi. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Tôi hiểu rõ phẩm chất của mấy tập đoàn nước ngoài và tập đoàn nhà nước khổng lồ, anh cho rằng trách nhiệm xã hội của bọn họ cao lắm ư. Anh nghĩ bọn họ toàn tâm toàn ý nghĩ cho sự phát triển của kinh tế địa phương ư. Bọn họ sẽ không hề do dự chọn lợi ích kinh doanh nếu như phải chọn giữa lợi ích và trách nhiệm xã hội. Có lẽ tập đoàn BAS thì đỡ hơn chút nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Anh không hoàn thiện mấy chi tiết này từ trước, tôi lo càng về sau âm thấy được lợi ích khi xây dựng xong thì vấn đề bảo vệ môi trường trong mắt họ càng không đáng gì. Anh nghĩ xem đến lúc ấy anh cảm thấy chúng ta có thể dừng hạng mục khổng lồ này ư. Sợ là áp lực và dư luận khiến anh không ra tay được. Dương Kính Quang im lặng không nói. Hắn thừa nhận Triệu Quốc Đống nói là thật. Nhất là trong hoàn cảnh chính trị hiện nay của yêu, Lăng Chính Dược thể hiện tâm trạng phát triển gấp gáp, ai dám ngăn cản phát triển kinh tế thì chính là viên đá cản đường trong mắt hắn. Sở dĩ Triệu Quốc Đống tới yêu lâu như vậy mà Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống còn có thể duy trì hòa bình đó không phải do hắn hy vọng Triệu Quốc Đống giỏi làm kinh tế, giúp đỡ yêu tiến lên như vậy thì Lăng Chính Dược cũng được nở mày nở mặt.
Nếu như Triệu Quốc Đống không có biểu hiện gì đặc biệt chỉ sợ sự kiên nhẫn của Lăng Chính Dược không kéo dài được bao lâu. Dương Kính Quang lo lắng ở hạng mục này Lăng Chính Dược sẽ có suy nghĩ khác. Đặc biệt Lăng Chính Dược rất thưởng thức Lô Vệ Hồng, Lăng Chính Dược khó tránh khỏi Triệu Quốc Đống có ý làm khó Lô Vệ Hồng, thậm chí cảm thấy Triệu Quốc Đống sợ Thông Thành đoạt được danh tiếng của Ninh Lăng. Nếu như vậy chỉ sợ hai người Triệu Quốc Đống, Lăng Chính Dược sẽ có quan hệ cực kỳ căng thẳng. Chủ tịch, chúng ta không thể tính tới mọi khả năng, chúng ta chỉ có thể cân nhắc vấn đề theo tình hình thực tế và bản thân hạng mục. Có lẽ lời anh nói có thể tồn tại, thậm chí rất có thể thành sự thật. Nhưng tôi nghĩ Ủy ban tỉnh và các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm và quyền lực, cũng có năng lực tiến hành giám sát hạng mục. Chúng ta cũng có đủ lực lượng để đề phòng, ước thúc và giải quyết các vấn đề có thể xuất hiện. Dương Kính Quang cẩn thận nói. Giống như anh nói, chúng ta có thể lập tổ giám sát, đốc thúc hạng mục này, đốc thúc các đối tác bù đắp các phương diện thiếu hụt. Nhưng thực tế thì do tính quan trọng của hạng mục này nên điều cần làm là cân nhắc nhu cầu phát triển. Triệu Quốc Đống cúi đầu cười khổ một tiếng nhưng không nói. Chủ tịch, Dương Kính Quang thật sự khẩn trương, nếu như Triệu Quốc Đống vẫn có thái độ kiên quyết ở vấn đề này thì hắn đúng là có thể tìm được đủ sự ủng hộ, nhưng như vậy sẽ làm ác hóa quan hệ với Lăng Chính Dược, thậm chí vượt quá bản thân việc này. Hai người mới xây dựng bộ máy vài tháng mà đã tạo thành phong ba lớn, có thể tưởng tượng được Trung ương sẽ thấy như thế nào. Triệu Quốc Đống biết Dương Kính Quang tại sao lại lo lắng. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng có lo lắng của mình, một khi mở miệng ở vấn đề này nếu nơi khác cũng làm theo thì sau này có lẽ sẽ chính là như nước lũ tràn bờ. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ theo tình huống xấu nhất, chủ yếu là hắn không muốn đi ngược lại nguyên tắc của mình. Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ đi. Triệu Quốc Đống rất buồn bực, hắn sớm biết mặc dù là ngồi ở vị trí chủ tịch tỉnh cũng chưa chắc hoàn toàn làm theo ý mình được, chẳng qua không ngờ cảm giác khó khăn lại tới nhanh như vậy. Những người khác đi hết, Triệu Quốc Đống một mình ngồi trên ghế mệt mỏi nhắm mắt suy nghĩ. Hắn không phải người câu nệ, cổ hủ, nhưng có những vấn đề hắn phải thừa nhận mạo hiểm. Hắn không sợ mạo hiểm về chính trị, chủ yếu nằm ở vấn đề gánh chịu mạo hiểm về chính trị và đạo đức có đáng giá không. Hắn cho rằng không đáng. Nếu như nói giải quyết việc phòng chống lụt bão mà muốn gánh chịu mạo hiểm chính trị, Triệu Quốc Đống không sợ. Nhưng đối với hạng mục thương mại này mà muốn mạo hiểm về đạo đức thì hắn cảm thấy không đáng. Có phải thật sự không đáng không? Trong mắt người ngoài có phải đây là hạng mục thương mại thuần túy không? Có lẽ rất nhiều người thấy đây là cơ hội chấn hưng Thông Thành. Đúng, Triệu Quốc Đống cũng thử đứng ở góc độ đối phương mà phân tích vấn đề để xem có thể thuyết phục mình hay không. Mình có phải vô thức mang theo tâm trạng định ý không? Có phải là vấn đề này không có chút đường sống nào không? Một vấn đề anh có lẽ rất khó dùng thái độ tuyệt đối khách quan để phân tích. Điều Dương Kính Quang lo lắng hắn không phải không nghĩ tới, Lăng Chính Dược sẽ thấy việc này như thế nào. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng có thể tưởng tượng chỉ sợ ở vấn đề này các thường vụ về cơ bản đều ủng hộ Lăng Chính Dược. Đây là đả kích mà mình khó có thể thừa nhận, làm mình mất điểm rất nhiều, làm công việc sau này của mình trở nên rất khó khăn. Quyển 19, chương 72. Trương Hoành Vĩ lặng lẽ về thì Âu Dương Cẩm Hoa đang cùng Lô Dã Thu dọn gì đó ở trong phòng. Chủ nhiệm Trương. Thấy Trương Hoành Vĩ đã về, Âu Dương Cẩm Hoa có chút vui vẻ. Tâm trạng sếp không tốt, điều này làm tâm lý thư ký cũng không vui gì. Triệu Quốc Đống rất ít có tâm trạng chán trường như vậy, dù là tâm trạng không vui nhưng trạng thái tinh thần vẫn duy trì bình thường, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện sếp hình như rất sa sút. Cho nên Âu Dương Cẩm Hoa cũng đặc biệt hy vọng lúc này có người tìm tới sếp, ít nhất có thể phân tán tâm trạng không vui của sếp. Chủ tịch có nhà không vậy? Trương Hoành Vĩ gật đầu. Hắn và Âu Dương Cẩm Hoa quen từ trước nên không khách khí mấy. Có, một mình ở trong phòng, tâm trạng không tốt lắm. Chủ nhiệm Trương đến vừa đúng lúc. Âu Dương Cẩm Hoa lộ vẻ vui mừng. Ồ, tôi vào. Trương Hoành Vĩ nói. Ừ, không chừng chủ tịch đang chờ chủ nhiệm. Âu Dương Cẩm Hoa cười cười một tiếng. Trương Hoành Vĩ cũng nở nụ cười, người này đúng là khá linh tính, bảo sao Triệu Quốc Đống lại thưởng thức hắn như vậy. Mình trước khi về vẫn suy nghĩ mãi xem ra Triệu Quốc Đống đến bây giờ vẫn không có gặp người, không chừng đúng như lời Âu Dương Cẩm Hoa nói Triệu Quốc Đống chờ ai đó để nói chuyện. Chủ tịch, có phải là cảm thấy chuyện quá dối không? Trương Hoành Vĩ cầm chén trà thanh châm mà Âu Dương Cẩm Hoa đưa tới, nghe nói là do một cấp dưới của Chủ tịch Triệu đưa tới, Chủ tịch rất thích. Ừ, từ này rất phù hợp tâm trạng hiện nay của tôi. Triệu Quốc Đống nhìn xa xăm nói.
chuyện quá khó xử, hết lần này tới lần khác lại không thể không đưa ra quyết định khó khăn đó. Chủ tịch, thực ra đây là vấn đề tâm trạng, ngài không nên nhìn vấn đề quá nặng một chút, cũng có thể rất nhẹ nhàng đối mặt. Trương Hoành Vĩ nghiền ngẫm rất chính xác tâm trạng của Triệu Quốc Đống. Đúng, hạng mục này rất quan trọng, có mạo hiểm lớn về bảo vệ môi trường nhưng từ phương án trước đó thì bên đối tác cũng đã có chuẩn bị tư tưởng, cũng dự định đầu tư bảo vệ môi trường chỉ là có chênh lệch với yêu cầu chúng ta đưa ra mà thôi. Ừ, tôi lo chính là vấn đề này. Triệu Quốc Đống gật đầu. Tôi biết ngài lo về sau các tập đoàn kia không làm theo yêu cầu của tỉnh, lo bọn họ đến lúc đó không nghe, lo là tỉnh mạnh mẽ can thiệp sẽ mang tới chê trách và kích phát mâu thuẫn. Thực ra tôi nghĩ đến lúc đó chúng ta có thể thông qua vài phương pháp để giải quyết. Trương Hoành Vĩ đã có chuẩn bị đôi chút. Ồ, nói một chút nghe xem. Triệu Quốc Đống thực ra cũng đoán được Trương Hoành Vĩ có biện pháp. Cũng không phải gì mới cả, chỉ là chúng ta kết hợp giám sát hành chính và dư luận, nhất là đầy đủ điều động tính tích cực của truyền thông. Giám sát dư luận đôi khi có hiệu quả hơn giám sát của hành chính. Các tập đoàn nước ngoài càng chú trọng danh tiếng ở Trung Quốc, bọn họ lo dư luận kích phát sẽ dẫn tới phản ứng mạnh, khiến cho cơ quan chức năng càng xử lý nghiêm khắc hơn. Vì thế chúng ta cần linh hoạt nắm vững là có thể khống chế bọn họ trong phạm vi. Mà bên phía công ty nhà nước thì thật không nghe lời thì tôi nghĩ ngài có thể tìm được con đường thích hợp để xử lý bọn họ. Trương Hoành Vĩ mỉm cười nói. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng nói. Hoành Vĩ, vốn là trình tự rất bình thường sao chúng ta lại nghĩ nó phức tạp tới như vậy? Làm cho người ta cảm thấy trong đó có âm mưu quỷ quyệt, sao lại phải khổ như vậy? Trương Hoành Vĩ cũng bất đắc dĩ nói. Chủ tịch, đây là do tình hình đặc thù của nước ta. Chúng ta là người trong cuộc cũng chỉ có thể tuân theo quy tắc ngầm này mà thôi, cũng may chúng ta không thẹn với lương tâm. Không chỉ có hạng mục này của tập đoàn BAS và Thạch Hóa. Theo tôi biết còn có một hạng mục hóa chất đang chuẩn bị trình lên, tài nguyên khí thiên nhiên của Thông Thành rất phong phú, hơn nữa có điều kiện vận chuyển ưu việt. Tập đoàn hóa chất An Nguyên và tập đoàn đầu tư Trung Hóa muốn đầu tư hạng mục ở Thông Thành, quy mô đầu tư cũng khoảng 5 tỷ. Bên Trung Hóa bỏ vốn 4 tỷ chiếm 70% cổ phần. Hôm qua Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Trung Hóa gọi điện cho tôi, gần đây bọn họ sẽ tới An Nguyên khảo sát tính khả thi của hạng mục này. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Hạng mục của Tập đoàn BAS và Thạch Hóa làm bên ngoài rất thích thích, hạng mục khí thiên nhiên Thông Thành An Nguyên chúng ta theo thỏa thuận cũng có tỷ lệ dùng khí nhất định. Trung ương có ý muốn lấy phần của Trung ương chúng ta, bây giờ còn đang đàm phán. Tôi đoán về sau khi mỏ khí thiên nhiên Thông Thành khai thác thêm nữa thì An Nguyên chúng ta sẽ thừa nhận áp lực lớn hơn. Anh cũng biết Bộ Năng lượng đang không ngừng làm khó Quốc vụ viện cho rằng trữ lượng khí thiên nhiên của Thông Thành vượt quá quy hoạch ban đầu, cho rằng phải sửa lại thỏa thuận. Hai hôm trước Phó Thủ tướng Tô cũng gọi điện cho tôi, hỏi ý kiến tôi. Có lẽ Phó Thủ tướng Tô cũng nói chuyện này với Bí Thư Lăng, có lẽ cũng vì chuyện này làm Bí Thư Lăng thấy áp lực nên mới như vậy. Ồ, Trương Hoành Vĩ không biết còn có chuyện huyền bí như vậy, một việc nhìn như bình thường lại là Trung ương và chính quyền địa phương mặc cả. Tỷ lệ ở mỏ khí thiên nhiên Thông Thành vẫn có tranh chấp, từ lúc Ứng Đông Lưu làm bí thư tỉnh ủy đã như vậy. Lúc trước việc khai thác mỏ khí thiên nhiên do Trung Thạch Hóa làm chủ đạo, nhưng Ứng Đông Lưu lúc ấy khá cơ trí và có tầm nhìn xa, yêu cầu Ủy ban tỉnh An Nguyên và Thị ủy ban thị xã Thông Thành phải tích cực tham gia. Bên Trung Thạch Hóa cho rằng nếu có thể kéo chính quyền địa phương vào cũng tăng tính tích cực của chính quyền địa phương, đồng thời không ngờ trữ lượng và sản lượng mỏ khí thiên nhiên lại đạt đến trình độ cao như vậy. Vì thế đồng ý để Tập đoàn Đầu tư An Nguyên và Công ty Đầu tư Thông Thành bỏ vốn chiếm cổ phần. Trong đó Tập đoàn Đầu tư An Nguyên chiếm 20%, mà Công ty Đầu tư Thông Thành do thiếu tài chính nên chỉ chiếm được 5% cổ phần. Chủ tịch, ý của ngài là hạng mục này cũng sẽ kích thích đến các lĩnh vực đầu tư hóa chất của Thông Thành. Trương Hoành Vĩ suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, đúng thế, theo sản lượng mỏ khí thiên nhiên không ngừng tăng lên. Hơn nữa tỉnh đang tiến hành xây dựng kéo dài đường sắt An Đô, Nam Hoa đến Thông Thành, thậm chí có thể liên minh với hệ thống đường sắt của tỉnh Ngạc. Ưu thế giao thông của Thông Thành sẽ càng lộ rõ hơn, nếu như có thể tiến thêm một bước mở rộng năng lực vận tải của cảng Thông Thành, ưu thế phát triển của Thông Thành sẽ càng tăng lên, hấp dẫn càng nhiều nhà đầu tư hơn nữa. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, tôi lo nếu hạng mục này vừa mở miệng thì các hạng mục khác sẽ như thế nào. Anh làm như thế nào để ước thúc các nhà đầu tư sau này? Nhưng đúng như anh lo lắng, nếu chúng ta cứ trì hoãn như vậy thì có lẽ với tỷ lệ khí thiên nhiên hiện có, Trung ương sẽ cảm thấy An Nguyên không tiêu hóa hết.
như vậy bộ năng lượng đưa ra điều chỉnh tỷ lệ khí thiên nhiên thì tỉnh ta khó có thể có lý do đầy đủ để bác bỏ. Trương Hoành Vĩ lúc này mới có phản ứng, thì ra Triệu Quốc Đống sớm đã cân nhắc tới điểm này, thậm chí trong lòng cũng đã sớm có quyết định. Chẳng qua hắn còn thuyết một điểm để thuyết phục chính mình mà thôi. Nghĩ vậy Trương Hoành Vĩ cũng có chút cảm động, lãnh đạo như Triệu Quốc Đống đúng là không nhiều. Chủ tịch, xe tới núi tự có đường người sống chẳng lẽ còn nhịn đi vệ sinh tới chết sao? Mặc kệ là công ty nước ngoài hay công ty nhà nước, dù sao đều đầu tư tới An Nguyên, nó phải phục tùng sự giám sát của cơ quan hành chính, chẳng lẽ có thể nhảy ra ngoài sao? Trương Hoành Vĩ lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói. Chúng ta bây giờ có thể đưa ra vài ý kiến, yêu cầu bọn họ dựa theo quy định pháp luật làm việc, thực hiện chức trách của chúng ta. Nếu về sau bọn họ làm sai thì chúng ta cũng đã nói trước rồi, nghiêm khắc xử lý. Dù sao ít nhất chúng ta bây giờ có thể tránh khỏi mâu thuẫn căng thẳng với Bí Thư Lăng, dù sao hạng mục này Bí Thư Lăng rất chú trọng. Chúng ta có thể nhường một bước nhưng cũng không có nghĩa chúng ta đánh mất nguyên tắc của mình. Làm như vậy tôi cảm thấy có đủ lý do. Trương Hoành Vĩ nói rất phù hợp suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Hắn càng lúc càng hài lòng về Triệu Quốc Đống, giống như Hoắc Vân Đạt, Trúc Văn Khôi và Lỗ Năng vậy. Ồ, xem ra hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng qua tôi nếu đã làm kẻ ác tới nước này thì nếu cứ xám xịt thu bình là không thể nào. Triệu Quốc Đống nở nụ cười đầy quỷ quyệt. Hoành Vĩ, anh nói chúng ta nhượng bộ thì có phải là nên tranh thủ vài thứ khác không? Trương Hoành Vĩ cũng nở nụ cười, hắn hiểu rất rõ sếp. Hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê. Quyển 19, chương 73. Lăng Chính Dược chắp tay sau lưng đi quanh văn phòng, hắn có chút không khống chế được cơn tức giận trong lòng. Đầu tư 30 tỷ đối với Thông Thành, đối với An Nguyên mà nói là quan trọng như thế nào? Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống không biết nặng nhẹ? Theo Lăng Chính Dược thấy Triệu Quốc Đống đây là câu nệ bảo thủ, còn nói hắn có tư tưởng thông thoáng, nhưng biểu hiện của hắn lại khác hẳn. Tổng Giám đốc Tập đoàn Thạch Hóa mặc dù nói chuyện điện thoại với giọng đùa giỡn nhưng Lăng Chính Dược nghe rõ ý bất mãn của đối phương, không thể nói là muốn rút đi nhưng cũng cảnh cáo An Nguyên đừng tưởng rằng con vua không lo không lấy được chồng, An Nguyên không muốn hạng mục này thì có nhiều nơi khác muốn. Đương nhiên còn không đến mức vì vài câu của đối phương mà tức giận, bởi vì hắn đã thông qua vài trường hợp thể hiện ý của mình. Hắn tin tưởng Triệu Quốc Đống là người thông minh nên sẽ biết ý đồ của mình. Hạng mục này không thể mất. Nói thật, hắn mặc dù không quá hài lòng việc Triệu Quốc Đống về An Nguyên làm chủ tịch tỉnh, thậm chí từng có ý lạnh nhạt với đối phương nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh tốt tâm trạng. Là bí thư tỉnh ủy, đoàn kết bộ máy hắn phải duy trì. Nhất là không đoàn kết với cấp phó thì Trung ương sẽ nhằm vào mình là chính. Triệu Quốc Đống vừa tới, còn trẻ như vậy, không chừng Trung ương chính là muốn Triệu Quốc Đống đến An Nguyên để mình giúp đỡ cho hắn trưởng thành. Mình nếu không làm tốt điểm này thì sẽ bị Trung ương coi nhẹ. Hơn nữa hắn cũng có chút kỳ vọng vào Triệu Quốc Đống. Không phải nói Triệu Quốc Đống rất giỏi làm công tác kinh tế sao? Ninh Lăng có thể phát triển nhanh như vậy trong tay hắn, vậy không chừng đến sân khấu An Nguyên thì Triệu Quốc Đống cũng làm tốt như vậy. Nhưng hắn thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại đặt hết tâm tư vào hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, đây là cái động không đáy, tỉnh mà xen vào việc này không biết bị kéo xuống bao sâu. Cái này không nói, hạng mục của Thông Thành có tổng vốn đầu tư 30 tỷ, tập đoàn Bas Đức cũng thuộc top 500 tập đoàn lớn nhất thế giới. Đã có một hạng mục liên doanh ở Vinh Sơn, hợp tác khá tốt với An Nguyên. Hơn nữa còn có Thạch Hóa, hạng mục lớn như vậy có thể nói là đốt đèn cũng khó tìm. Không biết vì sao Triệu Quốc Đống mãi không vừa mắt với hạng mục này. Nghĩ tới lúc Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đã có những phát biểu khá cực đoan, Lăng Chính Dược không thể không nghi ngờ Triệu Quốc Đống có tâm lý kỳ thị tập đoàn nước ngoài và tập đoàn nhà nước khổng lồ. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì mình không quản được, nhưng ở hạng mục liên quan đến sự phát triển của An Nguyên, Lăng Chính Dược quyết không cho phép ai dùng tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến sự phát triển của y. Dù là ai cũng không được, dù vì thế mà trở mặt thì Lăng Chính Dược cũng không tiếc. Nếu như vì việc này mà ảnh hưởng đến cái gọi là đoàn kết bộ máy như vậy cái gọi là đoàn kết hòa thuận cũng không cần nữa. Hắn rất muốn lập tức gọi điện cho Triệu Quốc Đống. Hỏi xem hạng mục ở Thông Thành rốt cuộc có vấn đề gì mà sao Ủy ban tỉnh mãi không có quyết định. Bên Cục Bảo vệ Môi trường và Sở Tài nguyên Môi trường rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng Lăng Chính Dược rất nhanh bảo mình phải nhịn. Làm bí thư tỉnh ủy, hắn không nên dễ dàng không khống chế được tâm trạng. Lúc hắn xoay người lại thì vẻ mặt đã khôi phục bình thường,
từ từ nâng chung trà lên nhấp một ngụm rồi bình tĩnh nói. Vệ Hồng, anh nói thật cho tôi biết vấn đề bảo vệ môi trường của hạng mục này rốt cuộc có đáng lo không? Bên đất đai không cần nói, vấn đề trình tự tôi nghĩ ủy ban tỉnh hoàn toàn có thể phối hợp với bên tài nguyên môi trường, nhưng vấn đề của cục bảo vệ môi trường không phải việc nhỏ. Chúng ta vừa muốn phát triển nhưng cũng không thể hy sinh hoàn cảnh đến đổi lấy phát triển kinh tế. Ở vấn đề này đảng ủy chính quyền địa phương cần phải tỉnh táo nhận thức. Tôi muốn anh nói thật. Lô Vệ Hồng cảm thấy cả người mình nổi da gà, hạng mục hóa chất sao có thể không có vấn đề gì. Mặc dù là công nghệ tiên tiến hơn nữa, hệ thống bảo vệ môi trường chu đáo hơn nữa nhưng cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhất là hạng mục lớn như vậy, quy mô lớn như vậy, chiếm đất rộng như vậy, quá trình công nghệ phức tạp, liên quan nhiều mặt. Đây là thứ nhất, càng quan trọng hơn chính là ủy ban tỉnh yêu cầu đầu tư cho bảo vệ môi trường quá lớn, đây mới là nguyên nhân chính khiến hai tập đoàn kia phản ứng mạnh. Mà bên ủy ban tỉnh lại nhìn chằm chằm vào điểm này, Lô Vệ Hồng cũng rất đau đầu. Nhưng vấn đề này cứ tranh luận mãi, bên Thạch Hóa đã rất tức giận, bọn họ đã nói thẳng với Lô Vệ Hồng nếu như không có đột phá thì sẽ chuyển địa điểm đầu tư. Bí thư Lăng, thực tế mà nói thì mấy vấn đề cục bảo vệ môi trường đưa ra không phải là vạch lá tìm sâu, bọn họ đương nhiên có lý do của mình. Nhưng hạng mục lớn như vậy, các quá trình công nghệ tập đoàn BAS mang tới đều là tiên tiến của thế giới, trước mắt trong nước chưa từng có. Hơn nữa quy mô lớn như vậy, cục bảo vệ môi trường cũng không có kinh nghiệm tham khảo, trong lòng cũng không chắc chắn, vì thế bọn họ chỉ là muốn đưa ra yêu cầu nghiêm khắc nhất để thỏa mãn yêu cầu bảo vệ môi trường, đề phòng xuất hiện sự cố môi trường. Nhưng bây giờ hạng mục còn chưa tiến vào giai đoạn xây dựng chính thức, tỉnh đưa ra yêu cầu này làm đối tác có chút khó có thể chấp nhận, cảm thấy An Nguyên chúng ta làm khó bọn họ. Cho nên tôi cảm thấy vấn đề này có thể nhìn nhận theo hai hướng. Lô Vệ Hồng nói rất có kế sách, vừa không bác bỏ ý kiến của tỉnh, vừa giải thích cho đối tác. Tỉnh đưa ra yêu cầu đương nhiên là tốt, nhưng chúng ta cần kết hợp tình hình thực tế, có phải là nên viết yêu cầu cơ bản vào thỏa thuận, nói cách khác đối với một vài điều khoản có tranh luận thì có phải là nên cân nhắc từng bước giải quyết trong quá trình xây dựng. Tôi nghĩ bọn họ dù sao cũng xây dựng trên địa bàn thông thành chúng ta, chịu cơ quan chức năng giám sát, mấy vấn đề này hoàn toàn có thể thông qua đàm phán giải quyết. Còn cứ kéo như vậy không phải là kế sách. Lăng Chính Dược hít sâu một hơi xua tay nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ bàn với Chủ tịch Triệu về việc này. Vệ Hồng, tỉnh yêu cầu cao về bảo vệ môi trường là tốt, dù sao hạng mục hóa chất lớn như vậy mà xét vấn đề đó chính là thảm họa. Vì thế ở vấn đề này cẩn thận một chút cũng không sao. Đúng thế, nhưng mà... Lô Vệ Hồng liên tục gật đầu. Không nên nóng nảy, cũng không nên vì đám người Thạch Hóa dọa mà sợ. Anh cho rằng bọn họ muốn đổi nơi đầu tư là dễ như vậy sao? Người Đức sẽ đồng ý sao? Người nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc rất cẩn thận, các công tác chuẩn bị đâu phải là vô nghĩa. Hừ, đám người kia chỉ có thể kêu than ở trong nước mà thôi, thật sự ra nước ngoài thì, hừ hừ. Lăng Chính Dược không nói tiếp. Bí thư Lăng, vậy chúng ta? Lô Vệ Hồng có chút khẩn trương, sao giọng điệu của sếp có vẻ thay đổi? Dục tốc tắc bất đạt, chuyện tốt muốn nhanh cũng không được. Vệ Hồng, làm bí thư thị ủy thì cần phải có sự trầm ổn và lòng dạ. Lăng Chính Dược trừng mắt nhìn đối phương. Được rồi, anh về đi, tôi sẽ cân nhắc việc này. Nghe được Lăng Chính Dược nói như vậy, Z cũng bất đắc dĩ. Nhưng hắn nghĩ bí thư Lăng không phải đổi chủ ý mà là cân nhắc xử lý thỏa đáng việc này nguyên tính. Quyền hạn xét duyệt là của ủy ban tỉnh không phải của tỉnh ủy. Dù tỉnh ủy muốn can thiệp nhưng cũng phải theo trình tự và sách lược. Trần Anh Lộc có chút giật mình khi Lăng Chính Dược chủ động muốn tổ chức hội nghị thường vụ nghiên cứu tình hình công tác kinh tế toàn tỉnh. Nhưng hắn rất nhanh có phản ứng, không phải là chuyện của hạng mục hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê thì cũng là hạng mục của thông thành sẽ được ngả bài. Ở chuyện hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, Triệu Quốc Đống rất không hài lòng, cho rằng tỉnh ủy mãi không tổ chức hội nghị thường ủy nghiên cứu đã làm chậm tiến độ xây dựng của hạng mục. Mà Lăng Chính Dược cũng rất bất mãn vì thái độ quá cẩn thận của ủy ban tỉnh đối với việc thông qua hạng mục khí thiên nhiên của thông thành. Cho rằng Triệu Quốc Đống lấy vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề dân sinh để dọa người. Trần Anh Lộc cảm thấy Lăng Chính Dược thậm chí nghi ngờ Triệu Quốc Đống có phải lo thông thành nếu có được hạng mục này sẽ vượt qua Ninh Lăng nên mới tìm mọi cách gây khó dễ hay không. Nhưng Trần Anh Lộc cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải loại người như vậy. Trần Anh Lộc cũng có chút khó hiểu. Quan điểm của Triệu Quốc Đống hiện nay có biến hóa lớn so với lúc còn làm việc ở Hoài Khánh, thậm có sai khác không nhỏ so với lúc còn ở Ninh Lăng. Từ coi trọng phát triển kinh tế chuyển sang chú ý vấn đề dân sinh,
chẳng lẽ là do tâm tính biến hóa khi đi lên hàng ngũ cán bộ cấp bộ trưởng. Cục diện An Nguyên khá quỷ dị, bí thư tỉnh ủy Lăng Chính Dược một lòng một dạ cân nhắc phát triển kinh tế, mà chủ tịch tỉnh Triệu Quốc Đống lại nhìn chằm chằm vào phát triển sự nghiệp xã hội, vấn đề dân sinh, ngược lại không chú ý đến công tác kinh tế. Quyển 19, chương 74. Bí thư Lăng, hội nghị ngoài nghiên cứu xu thế phát triển kinh tế quý 2 ra còn có nội dung gì khác không? Trần Anh Lộc rất tùy ý hỏi một câu nhưng lại làm Lăng Chính Dược trầm ngâm khá lâu mới nói được. Hạng mục xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê cùng hạng mục MP của tập đoàn BAS, Thạch Hóa ở Thông Thành đều cần đưa ra. Ngoài ra cũng thảo luận luôn vấn đề trợ lý chủ tịch của Trương Hoành Vĩ. Trần Anh Lộc có chút giật mình, hắn không ngờ Lăng Chính Dược lại chủ động đề cập vấn đề trợ lý chủ tịch của Trương Hoành Vĩ. Tuy nói hội nghị thường vụ trước đại hội đảng đã thảo luận việc này nhưng được gác lại để sau đại hội đảng mới nghiên cứu. Các nội dung nghị sự của hội nghị thường ủy đều có định chế, các thường vụ có thể đưa thêm đề tài nhưng có thể xếp vào đề tài mà hội nghị thường ủy nghiên cứu hay không thì phải do bí thư xác định, đây là quyền lực của bí thư. Triệu Quốc Đống không có chủ động đưa ra việc nghiên cứu trợ lý chủ tịch của Trương Hoành Vĩ, Lăng Chính Dược lại chủ động, đây là tín hiệu kỳ quái. Chẳng lẽ nói Lăng Chính Dược muốn chủ động trao đổi với Triệu Quốc Đống? Đây hình như không phù hợp với tác phong làm việc của Lăng Chính Dược mà. Mà Triệu Quốc Đống cũng không phải người có thể giao dịch ở mấy vấn đề này. Nhưng Xner ra như vậy đương nhiên là có mục đích. Được, vậy tôi sẽ đưa nội dung đến tay các vị thường vụ. Trần Anh Lộc gật đầu nói. Gửi đi, cũng đưa luôn số liệu tình hình phát triển các nơi, ngoài ra cũng gửi qua số liệu của các tỉnh anh em làm cho mọi người vừa xem là hiểu. Phải làm mọi người thấy tính cấp bách và áp lực. Lăng Chính Dược trầm giọng nói. Không nên quá tự hạ thấp mình, cũng không nên kiêu căng,